Xin chào ba giả thân mến. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Nghỉ giữa giờ trong phòng học rất đỗi ồn ào. Mỗi học sinh tính hết khác nhau, làm những việc khác nhau, bố trí vào thời gian rảnh hoàn toàn không tương đồng. Nhóm học sinh có thành tích xuất sắc ngồi ở một chỗ, hoặc là đọc sách, hoặc là thảo luận bài khó trong đề ôn luyện. Một bộ phận học sinh dành giật từng giây từng phút không bao giờ nói chuyện phiếm để lãng phí thời gian với các học sinh khác chính giữa phòng học mấy nữ sinh đang ở giữa lối đi cùng bạn học thân thiết nói chuyện ngồi thành một vài vòng tròn nhỏ trò chuyện khá là sôi nổi mấy bạn học bừng bình nước đi qua liên tục nói nhường đường mới khiến các cô gái chú ý bên ngoài hành lang cũng không thiếu những nam sinh tụ lại một chỗ tán dốc bầu không khí thả lỏng như vậy rất khó có được chỉ vào buổi chiều khi chương trình học nhẹ nhàng mới có Chu Yêu ngồi tại bàn học vừa mới được phân. Trước mặt có một quyền đề ôn tập đang mở ra. Trong đó cô đã xài được một nửa. Giấy nhắp không đủ dùng. Cô đành phai khắc bút, cúi đầu tìm trong cặp sách. Biến tóc đuôi ngựa sau lưng rủ xuống. Quét qua một vài đoạn cổ trắng mịn, lộ ra khỏi áo, thành tú lại thủy mị. Đám nam sinh bên cạnh, nhìn một bên mặt cổ cô. Một hai người muốn mở miệng nói chuyện, nhưng muốn nói rồi lại thôi. Nhưng còn chưa kịp, thì một nữ sinh ngồi bên dãy đã đưa giấy nhắp của mình cho chú Yểu. Chú Yểu ngước mắt nhìn về phía của đối phương, hơi sững sờ một chút, hai bên khóe môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ, lộ ra một đôi răng khảnh đáng yêu, giọng nói cũng tinh tế. Cảm ơn. Không có gì. Nữ sinh đó không phải là người nói nhiều, trả lời xong thì lập tức cúi đầu làm bài của mình. Chú Yểu vừa chuyển đến thất trung, lúc này mới là giờ nghỉ ngơi sau tiết học đầu tiên chủ yếu vẫn còn là người lạ trong lớp. Cho dù là cùng nhau làm bài hay cùng nhau đùa giỡn, những người khác đều có bạn, chỉ có một mình cô là sự tồn tại đơn lẻ. Chủ yếu à? Ngoài cơ bỗng nhiên vang lên tiếng gọi đó. Chủ yếu vốn đang đắm chìm trong bài tập, lập tức đưa mắt nhìn sang. Một nữ sinh mỉm cười vẫy tay với cô. Một giây sau đã xông vào phòng học, bồ nhau đến trước bàn của cô. Bạn học ngồi ở phía trước chủ yếu đã đến quầy tạp hóa mua đồ. Cô ấy liền đặt mông ngồi xuống chỗ đó. Đối mặt với cô cách một chiếc bàn. Thật sự là cậu, mình còn tưởng là mình nhìn nhầm. Sao cậu lại đến trường bọn mình, cậu học ngũ trung mà. Chú yêu không trả lời ngay mà dịu dàng mở miệng. Chị ngâm ngâm, là mình. Sau khi tốt nghiệp, cậu thi đậu ngũ trung. Mình còn tưởng chúng ta sẽ rất khó để gặp nhau. Không ngờ cậu lại đến thất trung, mình thật sự rất vui nha. Chị ngâm ngâm quá kích động, hai tay nắm lại đập nhẹ lên bàn. Chu Yểu không đỡ nổi, rất khoát mà cười nói ừ. Ngày hôm nay cậu đến trường học báo danh sao? Chị ngâm ngâm hỏi tiếp. Chu Yểu lại đáp. Buổi chiều trước khi lên lớp, cô đến phòng làm việc của giáo viên, giới thiệu với thầy chủ nhiệm. Khi chủ nhiệm mang cô đến phòng học, thì tiết thứ nhất đã bắt đầu. Cô đeo cặp sách, đi sau lưng chủ nhiệm, bước lên cầu thang ngoài cùng bên trái, xuyên qua dãy hành lang rất dài, đến lớp ngoài cùng phía bên phải thì mới dừng lại. Trên đường đi, cô thu hút được rất nhiều ánh mắt của các bạn học nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc cậu đi ngang qua lớp của bọn mình, mình còn tưởng là nhìn lầm đó. Nghe mọi người nói chuyển đến lớp 7, mình qua xem xem kết quả thật sự là cậu. Chị ngâm ngâm cao hứng nói. Chúng ta đã học với nhau 3 năm sau trung. Năm cuối cao trung, lại học cùng một trường, thật đúng là quá tốt rồi. Nhớ đến chuyện gì đó, cô ấy lại nói. Mà đúng rồi, sao cậu lại từ ngũ trung chuyển đến đây? Cậu ở ngũ trung trường bọn mình có cái gì mà kế hoạch cho học sinh ưu tú? Không phải cậu chính là... Bởi vì tăng tỷ lệ thi đậu đại học, nhân viên nhà trường phát hết ốc Đầu học kỳ này đã làm ra một bản kế hoạch nhận học sinh ưu tú. Không biết nhân viên nhà trường ra điều kiện đến mức nào. Dù sao học kỳ này, mỗi lớp đều có một học sinh ưu tú chuyển đến. Số lượng không giống nhau. Năm nhất có một người. Năm hai có sáu người. Năm ba ít nhất chỉ có một. Cậu chính là học sinh chuyên vào lớp này sao? Đầu óc của chị ngâm ngâm cuối cùng cũng quay lại. Chú hiểu không hiểu vì sao. Cô ấy lại kinh ngạc như vậy mà chỉ đáp. Đúng là mình chuyển trường đến. Cô vừa nói vừa không ngừng tính toán trên giấy nhắc. Một tay của chị ngâm ngâm chống cằm, ngang đầu nhìn thẳng vào cô, càng nhìn càng cảm thấy cô lợi hại. Người với người thật sự không giống nhau. Người thông minh đúng là trâu bò có khí chất. Chờ chú Yêu làm xong một bài trong đó Chị ngầm ngầm cầm tay cổ cô là nhẹ Buổi chiều tan học Cùng nhau đi ăn không Cùng nhau đi ăn ư Đúng thế đó Tiết tự học buổi tối cùng thời gian nói cũng không dài lắm Nói ngắn thì cũng không ngắn Về đến nhà cũng khá là muộn rồi Ăn ở xung quanh trường học sẽ có thể tiết kiệm được thời gian hơn nhiều Trường ngũ trung các cậu không giống như thế sao Cũng như thế Nhưng mà mình Cậu muốn về nhà ăn cơm sao Không phải, chỉ là nếu như đã không có người ở nhà chờ cơm Thì có sao đâu cơ chứ Hay là cậu không mang theo tiền Mình mời cậu Chúng ta đã lâu không gặp Nhân tiện ôn chuyện một chút Mình còn có thể chỉ cho cậu ăn ở tiệm nào xung quanh trường mấy ngon Trả sữa ở quán nào dễ uống Có mình ở đây Cậu tuyệt đối sẽ không bị hố nha Trước kia lúc học ở sơ trung Hai người họ ngồi trước sau nhau Từng có thời gian chơi đùa với nhau Từ đầu tới cuối khá là hòa hợp Sau khi lên cao trung Chu yếu học ở ngũ trung. Các cô dần ít liên hệ, dù không tính là bạn thân nhưng cũng đã từng là bạn tốt. Chị ngâm ngâm lũng nhiễu không ngừng chấp chấp mắt, chủ yếu cũng không tiện từ chối nữa mà đáp. Vậy thì được rồi, tan học cậu đến gọi mình nhé. Được, vậy thì quyết định như thế đi, không cho phép đổi ý. Chị ngâm ngâm không kìm được sự vui sướng mà vỗ lên bàn một cái. Vừa lúc chuông vào học vang lên, cô ấy quăng cho chú yêu một nụ hôn gió, rồi sau đó đi thẳng ra khỏi lớp. Thầy khóa biểu vừa phát được, chủ yếu dùng băng rắn trong suốt, dán vào góc trái trên cùng của bàn. Cô đưa mắt nhìn xem, tiết này là tiết tự học. Chủ yếu tập trung vào đề ôn tập, thời gian trôi qua rất nhanh. Cho đến khi chuông tan học vang lên một lần nữa, thì cô mới tỉnh táo lại. Lúc này chị ngâm ngâm vẫn chưa đến, chủ yếu để bút xuống, cầm điện thoại trong học bàn, nhắn tin trong nhóm chat. tan học không thể cùng các cậu đi ăn cơm tối. Mình và bạn học có một chút chuyện, mọi người không cần phải chờ mình. Điện thoại rung lên lập tức có người nhắn lại. Có chuyện gì thế? Ngày đầu tiên chuyển đến đã có hẹn với bạn. Vệ bạn học nào, nào mà có mặt mũi lớn thế? Là bạn hồi sơ chung, quan hệ rất tốt. Thế thì được rồi. Ở trong nhóm, ngoại trừ hoàng hà chai về phía đông, mấy người khác đều không lên tiếng. Chủ yếu ấn vào một cái ảnh đại diện màu lam nhạt. Màu sắc quá mờ, không nhìn ra là đang online hay đang offline. Lòng bàn tay cổ cô lướt qua màn hình Sau đó cắt điện thoại Lực chú ý lại tập trung vào bài tập Bên ngoài trường Quán ăn thứ ba phía bên phải trang trí tinh xảo hơn các tiệm khác rất nhiều Rộng rãi sáng sủa Luôn là quán làm ăn tốt nhất Chị ngầm ngầm mang chú yếu đi vào Ngồi xuống Chiếm một bàn tròn nhỏ Bàn có bốn người Hai nữ sinh khác là bạn của chị ngâm ngâm. Tròn nên hôm nay cậu mới chuyển tới sau. Tiết đầu tiên, Người đi từ bên trái hành lang qua chính là cậu sao? Cậu học lớp 7 sao? Chú yêu lần lượt trả lời câu hỏi của các cô ấy. Chị ngầm ngầm cầm thực đơn gọi món. Cũng không hỏi là cô muốn ăn cái gì. Lượng thức ăn của mỗi món không nhiều lắm. Để tiện hơn thì mọi người cung cấp tiền. Không cần phải bỏ qua quá nhiều tiền. Vẫn có thể gọi được thật là nhiều món. Các cô đang trò chuyện. Thì bàn bên cạnh có một đám người ngồi xuống. Tiếng nói cười khá là lớn. Chị ngầm ngầm và hai người bạn của cô ấy im lặng theo bản năng khoảng hai giây. Chủ yếu đưa mắt nhìn qua một chút. Đám người kia có nam có nữ, trêu trọc đùa giỡn khoa trương lại tùy ý. Không thèm quan tâm tới ánh mắt của người ngoài. Lãng thoáng nhìn thấy, người ngồi ở vị trí trung tâm là một nữ sinh. Mái tóc dài của nữ sinh kia nhộn một nửa, bắt chéo hai chân. Nói đến chỗ buồn cười, thì vừa cười to vừa cầm chiếc đũa bên cạnh, liên tục có vào bát. Mình nói cho cậu biết, Chị ngâm ngâm đột nhiên tiến gần cô rồi nhỏ giọng nói. Mấy người kia là đám lưu manh nổi danh ở trong học chúng ta. Nội sinh ngưỡng tóc đỏ tên là Đặng Giai Ngữ. Bình thường cậu phải tận lực tránh xa cô ta, tuyệt đối đừng có mà trêu chọc. Đỏ mắt nhìn qua những người ở bàn đó, chủ yếu yên lặng gật đầu. Không hiểu vì sao, giọng mấy người trận ngâm ngâm nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều. Chủ yếu vốn không có gì muốn nói, cho nên chỉ yên tĩnh lắng nghe, chọn cho mình một cốc nước nóng. Này, bên kia có vẻ khá là đáng yêu. Ai chứ? Để tao nhìn xem nào. Đồ trắng hay là đồ xanh? À, buộc tóc đuôi ngựa sao? Chú yêu miếm môi, bình tĩnh đặt ly nước âm xuống. Sắc mặt của mấy người trị ngâm ngâm. Đã chứng minh chuyện bàn bên kia đang dò sách cô, không phải là ao à sắc của chàng cô. Một nam sinh ngẩng đầu nhìn chăm chăm về phía của chú yêu. Cả đám người bởi vì cậu ta, mà rơi mắt về phía của chú yêu. Đặng dài ngữ liếc nhìn vài cái rồi biểu môi. Tạm được, chỉ có thế thôi, cũng bình thường. Chị ngầm ngầm cảm thấy khó chịu, nhưng giận mà cũng không dám nói gì. Chủ yếu thì không sao, chỉ có lúc đầu sắc mặt hơi biến đổi, lúc sau đã trực tiếp xem như không thấy. Coi nhẹ tất cả, rất đổi bình tĩnh. Lúc bọn đặng sai ngữ đang tiến hành nghị luận về bề ngoài của chú yếu thì ngoài cửa có người bước vào hấp dẫn ánh mắt của các học sinh trong tiệm. Này sai ngữ! Nữ sinh bên cạnh đặng sai ngữ Dùng cười cho thúc vào cô ta Lực chú ý của bàn bên cạnh Lập tức truyền đến đám người vừa bước vào Đám nam sinh kia Chọn một chiếc bàn bên cạnh tường Chú yêu cũng ngừng đầu xem xét Vừa nhìn thì đã sửng rốt Sau đó rời ánh mắt đi Vì để cho chú yêu quen với trường học Chị ngầm ngầm chủ động canh phát trách nhiệm giới thiệu Một lần nữa ké sát vào cô Có thấy đám người bên kia không? Đó là lớp 1 Nhìn cậu nam sinh mặc áo đồng phục Mà đang kéo đi lên ở bên trong mặc áo trắng đó. Đặng giai ngữ thích cậu ấy. Bởi vì cô ấy chủ yếu lại rời mắt đến nam sinh kia. Cũng là đồng phục, mặc ở trên người của cậu ta lại có một loại khí chất lành lạnh rất khác biệt. Tài áo của cậu ta kéo lên, đường cong rắn chắc, hai cánh tay có vẻ rất là mạnh mẽ. Bàn tay than dài cân xứng, thêm một phần thanh thú. Cậu đang rỗ mắt cúi đầu xem điện thoại, vàng vắt như không có một chút hứng thú gì với xung quanh vậy cô nhìn thấy được sương mặt tĩnh lặng của cậu ta. Cành mũi cao và đôi môi mỏng, khó che giấu được sự lạnh nhạt. Giọng của Trịnh ngâm ngâm vang lên bên tai cô. Cậu ấy là Trần Hứa Trạch. Chú yêu chậm mất nửa nhịp à một tiếng, nở ra một nụ cười nhẹ với Trịnh ngâm ngâm. Thấy phản ứng không nhanh nhạy lắm của cô, thì Trịnh ngâm ngâm cười trộm. Như thế nào? Có phải rất là đẹp trai không? Chắc vậy. Chắc chắn chứ. Gì mà vậy? Bỏ cái chữ vậy kia đi. Này 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 Trần Hứa Trạch đang nhìn qua bên này Có phải là đang nhìn ai đó hay không Giọng điệu quân nữ sinh bàn bên cạnh hương vấn Nhưng cũng có phần ngờ vực Chú Yêu lại một lần nữa bị đề cập đến Những nữ sinh đó lại quay sang nhìn chú Yêu Cậu ấy đang nhìn con nhỏ bực tóc đuôi ngựa kia sao Chú Yêu nghe vậy thì ngừng đầu lên Vừa lúc giao mắt với Trần Hứa Trạch Nhưng mà không được bao lâu Thì Trần Hứa Trạch đã quay đầu đi Đặng dài ngữ nhìn Trần Hứa Trạch rồi lại nhìn chú Yểu nhớ mày mà nói. Làm sao có thể chứ? Cô ta xong đến trước mặt nam sinh vừa nãy nói chú Yểu đáng yêu. Này, không phải nói nữ sinh kia đẹp sao? Đi đi, hỏi con nhỏ đó phương thức liên lạc. Cái gì? Cái gì mà cái gì hả? Bắt chuyện cũng không dám, đúng là đồ bỏ đi. Chú Yểu nghe được rõ ràng đoạn đối thạch của mấy người kia. Đặng dạy ngữ không hề nói nào lại. Hình như chính là cô ý nói cho cô nghe vậy. Chị ngầm ngầm không cam lòng Mà kéo tay áo của Triệu Yểu Khẽ cắn môi rồi sau đó nhỏ giọng nói Đừng rồi Nếu cậu ta thật sự tới Cậu cứ cho cậu ta số của mình Cứ như vậy cái đã Chờ cầm nóc xong rồi nghĩ biện pháp khác Mình tuyệt đối sẽ không để cậu ta quấy rối cậu đâu Chủ yếu nghe vậy thì cứ mỉm cười Cầm lấy tay của cô ấy Nam sinh kia bị thúc giục Đặng danh ngữ mắng như vậy Cậu ta rất là mất mặt Bắt đầu lưỡng lự không cam lòng bà cãi lại trong lúc hai người kia đấu võ mồm, chỉ thấy Trần Hứa Trạch đứng dậy khỏi chỗ rồi đi qua phía bên này. Đám người đặng danh ngữ sừng sốt. Mấy nữ sinh ở bàn của chú Yểu cũng không rõ nguyên cớ. Nhưng lúc Trần Hứa Trạch đi ngang qua chú yếu cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi về phía tủ lạnh. Đặng danh ngữ nhìn theo, ý cười tràn đầy đến mức không thể nào che giấu được. Dòng điệu nói chuyện với đám bạn lập tức thay đổi. Đã nói rồi mà, Cô ta mỉm cười nói chuyện khác với người bên cạnh. Vừa nhìn theo Trần Hứa Trạch vừa chỉnh lại cổ áo của mình. Trần Hứa Trạch lấy hai chai Coca bằng thủy tinh ra khỏi tủ lạnh, tiện tay đóng cửa tủ lạnh lại. Đặng Sai Ngữ và đám học sinh bên cạnh đều nhìn cậu ta, nhưng cậu lại làm như không nhìn thấy. Lúc đi ngang qua chỗ yếu, thì cậu liền đột nhiên dừng lại. Nụ cười trên mặt Đặng Sai Ngữ lập tức cứng lại. Trong tiệm dường như cũng yên ắng đi. Cầm trong tay hai chai Coca, trần hứa trạch nhẹ nhàng đặt một chai trước mặt của chu yểu này biết gì chưa hả học sinh mới bến quen với nhóm trần hứa trạch đó thật ư không thể nào lúc ấy mình đang ở trong quán ăn cơm khi đó nhờ trai cô ca ngày tới ngày đầu tiên chuyển đến chu yểu đã trở thành trung tâm bàn tán của mọi người cho dù trần hứa trạch không hề nói với cô một câu ngoại trừ lúc sang xa thụ rời đi có vẫy tay với cô những người còn lại ăn xong thì trực tiếp rời đi Cả một đường quay về trường học Chị ngầm ngầm cùng hai người bạn của cô ấy Giống như mấy con chim sẻ bị câm Không còn nói nhiều như lúc đến Liên tục mà nhìn chú yểu Dường như muốn hỏi gì đó Nhưng có lẽ không thịp được từ thích hợp Cuối cùng một chữ cũng không hỏi Có phản ứng của các cô ấy trước Chú yêu ngồi ở trong phòng học Nghe bốn phía nghị luận Như có như không thì cũng đã thích ứng hơn Kết thúc tiết học cuối cùng Chị ngầm ngầm vọt đến giống như một cơn gió lốc. Trải qua một buổi tối làm công tác chuẩn bị, muốn hỏi gì cũng sẽ nói ra lời. Cậu và Trần Hứa Trạch quen nhau sao? Sao hai người lại quen nhau? Quen từ khi nào? Vì sao cậu ấy lại lấy coca cho cậu? Tính tình cậu ấy rất là kỳ quặc. Lớp bọn mình rất nhiều người, còn không ai dám nói chuyện với cậu ấy đó. Chú yêu còn chưa nói rất lời. Chị ngầm ngầm đã qua mức hiếu kỳ không kiềm nén được. Không cho cô cơ hội mở miệng chỉ lao đặt câu hỏi. Quen trước đây hay bây giờ mới quen? Nếu như đến trường của bọn mình mới quen, vậy thì nói cách khác là hôm nay hai người vừa mới quen nhau sao? Với tính cách của cậu ấy, mới quen thì không thể như thế này được. Động tác thua son đồ đạc của chủ yếu, bởi vì mấy lời song dài của Trịnh ngâm ngâm mãi chạm lại, khỏe môi bất đắc sĩ nhích lên. Cô vừa định giải thích, thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một vài bóng người. Trong phòng học có một phần ba học sinh chơi ra về tất cả đều chú ý đến đám người mới tới. Chị ngầm ngầm đưa lưng về phía cửa, bỗng nhiên thông suốt mà kinh hãi hô to. Ôi trời đất, không phải là trần Hứa trạch đang theo đuổi cậu đó chứ. Ở trong phòng học quá mức yên tĩnh, chị ngầm ngầm phát hiện có gì đó không đúng. Cô ấy nhìn theo ánh mắt của chú yêu, vô ý thức mà ruột vai lại. Đám người của Trần Hứa Trạch và Giang Sao Thụ tôi lại ở trước cửa ra vào. Vợ hay nghe được câu nói kia của Trịnh Ngâm Ngâm. Chú Yêu nhìn mấy người kia, rồi lại nhìn về phía của Trịnh Ngâm Ngâm, đang sững người ra bởi vì xấu hổ, mất máy môi nói. Thật sao không, chủ Yêu? Ngoài cửa, Trần Hứa Trạch gọi cô. Cô dừng lại ngước mắt nhìn cậu, cậu thản nhiên nói: Cần phải đi rồi. Mấy người đó đều đang đợi cô. chủ Yêu đành phải nhanh chóng cất đồ đạc vào cặp, gật đầu với Trịnh Ngâm Ngâm nói: Mình đi trước đây, ngày mai gặp lại. Vào lúc Trịnh Ngâm Ngâm còn đang ngơ ngơ. Cô đã mang cặp ở trên lưng, gia nhập với đám người ngoài cửa, từ từ rơi khỏi tâm mắt của mọi người. Mà suy đoán khiến người ta lung túng của chị Ngâm Ngâm đã bị Trần Hứa Trạch chen ngang, chủ yếu còn chưa kịp giải thích. Chu Yêu và Trần Hứa Trạch ở cùng một ngõ nhỏ. Trước khi sinh ra, người của hai nhà đã quen biết nhau. Sau này bố mẹ Trần Hứa Trạch bởi vì công việc bận rộn nên đã dọn đến trung tâm thành phố phụ cận mà mua nhà mới phần lớn thời gian trần hứa trạch đều được ông bà nội chăm sóc mỗi tuần chỉ gặp bố mẹ một lần sau khi ông bà nội qua đời bố mẹ muốn được cậu đến ở nhà trong tiểu khu trần hứa trạch ở trong ngõ nhỏ đã quen một lời từ chối mọi người ở trong ngõ nhỏ có quan hệ thân thiết có khi hàng xóm xung quanh làm gì ngon sẽ mời cậu đến nhà ăn cơm nhưng có lẽ là do ông bà nội không còn nữa tính tình của trần hứa trạch càng ngày càng thầm lặng thích ở một mình. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ về ngày lễ ngày Tết, khi không thể từ chối được đồ ăn hàng xóm đưa đến, thì cậu mới nhận. Còn lại phần lớn thời gian, cậu sẽ khéo léo từ chối ý tốt của người ta. Trong ngõ có rất nhiều trẻ con, dù lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, cũng có người cùng tuổi với cậu. Trong cả đám trẻ con, khi còn bé, cậu chỉ thân thiết với Chu Yếu. Không biết có phải vì vậy hay không, mà mỗi lần mẹ Chu gọi cậu đến ăn cơm, mười lần thì kiểu gì cậu cũng sẽ đáp ứng bốn năm lần. Chủ yếu cũng không nói nhiều, chỉ là từ nhỏ cô đã quen với Trần Hứa Trạch. Chị ngầm ngầm khoa trương cảm thán mấy tiếng. Đúng là lợi hại, quá lợi hại rồi. Lời này không đầu không đuôi. Chủ yếu thật sự không hiểu lợi hại ở đâu. Cô bật cười mà nói. Có gì mà lợi hại chứ? Sau khi tiết tự học cuối kia, để lại một cục diện xấu hổ. Chị ngầm ngầm rất khó mà tiêu tan. Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Sáng hôm sau tiếng chuông tiết thứ nhất vừa mới vang lên Cô ấy đã chạy tới chỗ của chú yếu hỏi cho rõ ràng Nghe chú yếu nói vậy cô ấy hắng giọng Trần hứa trạch cậu ấy Hơi dừng lại Cô ấy nhìn xung quanh Đưa hai tay làm thành hình cái vòng rồi chai miệng Cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng nói Tính tình của cậu ấy rất tệ Bắt đầu từ năm nhất Ngoại trưởng mấy người giang gia tụ Căn bản không ai dám chơi với cậu ấy Giống như mình đây này ngay cả một chữ cũng không dám nói với cậu ấy Vì sao chứ Cậu không cảm thấy lúc nói chuyện Thì cả người của cậu ấy sẽ lạnh bốt hay sao Cảm giác dưới chân mình giống như có gió lạnh vậy Mà ánh mắt của cậu ấy nhìn người ta Lại nhạt đến mức Khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi Nghe đến đây thì chú yêu nhíu mày nhân đầu Sẽ không phải đến mức độ đó chứ Vậy nên mình mới nói Cậu thật đúng là lợi hại nha Ánh mắt của Trịnh ngâm ngâm nhìn cô Tự như nhìn một dũng sĩ mạnh mẽ vậy Chú yêu giờ khóc giờ cười Lại không biết phải nói gì để mà phản bác Từ thái độ của bạn học xung quanh với cô Có thể biết lời của trịnh ngâm ngâm nói Tám chín phần chính là sự thật Từ khi chuyện ngày hôm qua phát sinh Sáng nay đến lớp học Không có ai nói chuyện với cô Ngay cả bạn học Thay mặt thầy cô đi thu vờ bài tập Đến bàn cô cô cũng không nói một lời Chỉ cầm một đống bài vỗ nhẹ lên bàn của cô Ánh mắt muốn nói rồi lại thôi xem ra chân hứa trạch ở thất trung quả thật là tiếng xấu tuần xa sợ rằng không kém xạ xoa dạy cho trẻ con khóc đêm bao nhiêu cả buổi tối khi về nhà tìm đến chủ yếu chỉ có mấy người răng gia thụ chủ yến nhìn sau lưng mấy người bạn họ răng gia thụ tiền phong cất lời giải thích hứa trạch bị thầy giáo gọi đến phòng làm việc nói chuyện tuyển thẳng năm nay chắc sẽ thả lâu cho nên cậu ấy kêu bọn mình về trước Chủ yếu nhớ ra Trần Hứa Trạch đã nói chuyện này. Cô gật đầu ừ một tiếng. Chen ra khỏi nhóm học sinh, ra khỏi công trường, đám sang xa thụ cùng chủ yếu lên xe buýt. Ban đầu quen biết nhau là vì mỗi lần tụ học cuối tuần, lần nào Trần Hứa Trạch cũng sẽ mang chủ yếu cùng đi. Lâu ngày cũng trở thành bạn bè. Nhưng mà tình cảnh như thế này, không có Trần Hứa Trạch. Cả đám đơn độc cùng cô cơ bản chưa từng phát sinh. Trong chốc lát, Cả đám nam sinh có vẻ hơi xấu hổ Cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào cả Cậu mày có sang xa thụ mờ lời Bắt đầu hỏi ấn tượng của chủ yếu với thất trung Trò chuyện một lát Thì bầu không khí cũng dần sôi nổi hơn Giang xa thụ chợt nói Mà đúng rồi Lần thi giữa kỳ tiếp theo sẽ là rất thú vị đi nhỉ Không biết cậu và gỡ trạch Ai sẽ dẫn trước đây Chú yêu nơi nụ cười rơi đáp Không biết nữa Mình cảm thấy là cậu nha Cậu ấy nói chắc như đình đóng cột Phân tích rất là có lý Cậu nhìn xem Ở thất trung cậu vẫn luôn đường thứ nhất Còn ổn định hơn cả không ô tô Còn hứa trạch Phát huy thì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình Cứ quanh đi quần lại ở vị trí thứ nhất Thứ hai, thứ ba Kể trước còn quần quanh ở vị trí thứ ba Mình cảm thấy Cậu ta chắc chắn là không bằng cậu Mấy người bên cạnh nghe vậy thì cũng bật cười chen vào mà nói Lời này mà bị hứa trạch nghe được Giang gia thụ sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm đó nha. Giang gia thụ cứng cổ đáp. Nghe được thì nghe được. Trước mặt cậu ta mình cũng sẽ nói như vậy. Đại ca đây chỉ thích nói thật. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Nhưng phẩm chất khí khái không thể nén. Các cậu còn gì để nói hay không hả? Im đi, đúng là chỉ biết khoác lác Cả đám kêu trọc lẫn nhau. Còn chú yêu chỉ yên lặng nhìn xem, mỉm cười mà không nói gì cả. Lúc này trên đỉnh đầu vang lên âm thanh thông báo đến trận. Cô ngẩng đầu nhìn lên, kéo ống tay áo của Giang Gia Thụ để nhắc nhở. Đến trọng của các cậu rồi có phải không? Mau xuống xe đi. Không hội, tối nay bọn mình đưa cậu về. hớ trạch kêu bọn mình đưa cậu về đó. Chú Yêu nghe thế vậy thì hơi sững sờ. Cái đó thật ra không cần đâu. Mình cũng biết đường mà. Giang Gia Thụ mặt mũi anh Tuấn, sông lưng dựng thẳng, đứng sừng sững ở một chỗ. Còn vững hơn cả tay viện vang sắt. Mặc cho cửa xe đang mở ra trước mắt đóng dần lại cũng không hề nhúc nhích một chút nào cả. Kenji muốn đưa cô trở về nhà. Xe biết dừng một lúc, đi một lúc, cuối cùng cũng đã đến trận. Đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên, về đến tận nhà. Chú yêu còn phải đi qua một con ngõ nhỏ. Bởi vì lý do an toàn, mấy người giang gia tụ tạo thành nửa cái vòng tròn đi sau lưng bảo vệ cho cô. hôm dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hộ tống cô đi vào. May là ban đêm, nếu như là ban ngày, thì chắc chắn hàng xóm sẽ hỏi thăm đây là tiết mục gì vậy. Quán mặt trượt sáng đèn ngay ở phía trước. Chủ yếu đang muốn mở miệng để mọi người đưa mình đến đây thôi. Thì sang gia thụ có điện thoại. Thấy cái tên hiển thị, mí mắt của cậu ấy kẽ nâng lên. Đưa điện thoại đến bên tay. Vừa alo, giọng điệu đã nhẹ nhõm không còn nữa. Mọi chuyện sao rồi? Có sao không? Không biết đầu bên kia nói gì. Giang gia Thụ nhìn chủ yêu một cái rồi nói. Ừ, đã đưa đến rồi. Cậu ấy hơi nhíu mày. Trước khi tắt điện thoại còn nói. Bọn mình lập tức đến, cậu chờ một chút. Mấy người đứng chung quanh chú Yêu đều không hiểu cho lắm. Chú Yêu là người đầu tiên không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Là Trần Hứa Trạch à? Giang gia thụ đáp lạnh như không đáp. Ừ, về đến nhà rồi. Tranh thủ thời gian vào đi, không còn sớm nữa. Bạn mình đi trước, ngày mai gặp lại. Cậu ấy ngoắc tay. Mấy nam sinh còn lại cũng ý thức được tình huống không ở thêm nữa. Vô cùng lo lắng vội vàng rời đi. Chủ yếu không thể gọi lại mấy người bọn họ được. Cô đứng ở trên đường. Mấy phút sau bóng sáng xa xa đã biến mất không thấy. Một chấm nhỏ cũng không còn. Cô đành phải quay người đi về nhà. Bố mẹ đang bận rộn trước quán mặt trượt. Cô đi vào bằng cờ sau trực tiếp lên tầng phòng. Sau khi trở mặt xong, chủ yếu thay đồ ngồi chui vào trong chăn. Cầm điện thoại xem xét. Tiền nhắn cô gửi hỏi khi nào về. Trần Hứa Trạch đã trả lời chỉ ngắn gọn một câu. Hôm nay ở lại nội thành. Ở công nhắn vẫn còn tin nhắn chưa gửi, chưa đánh chữ xong. Chủ yếu do dự dừng lại động tác tay ở đầu ngón tay. Cô muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Muốn hỏi có phải, có chuyện gì hay không. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, cô vẫn xóa bỏ từng chữ. Tất cả các chữ trong khung nhắn đã bị xóa sạch. Sau cùng cô nhắn lại ba chữ. Vậy ngủ ngon. Cô muốn hỏi hay không không quan trọng. Quan trọng là cậu ấy có muốn nói hay không. Nếu như cậu ấy muốn nói thì không cần cô hỏi gì. Cậu ấy cũng sẽ nói hết tất cả với cô. Phần lớn thời gian chú yêu và Trần Hứa Trạch sẽ cùng nhau ăn sáng. Lúc học năm nhất và năm hai cao trung, hai người không học cùng trường. Nhưng vào mỗi buổi sáng sớm, hai người họ sẽ cùng nhau ra khỏi nhà. Khi sắc trời còn tới tăm mờ mịt, sánh vai đi học. Hai người sẽ ngồi ở một cửa hàng bán sữa bữa sáng có tiếng lâu năm trong ngõ nhỏ. Mặt đối mặt, có lúc là sữa đậu nành cùng với bánh quẩy, có lúc là chảo lãng cùng với bánh bao, ngoài ra còn có chút sữa muối. Ăn sáng xong sẽ cùng nhau lên xe buýt. Đến trạm tiếp giáp, hai người tách ra, mỗi người lên một chiếc xe khác nhau. Hôm nay chỉ có mình chú yếu. Cô lời ngồi ăn một mình, nên mua một cái bánh quẩy và hai cái bánh bao chay. Cầm ở trong tay vừa đi vừa ăn, nhờ vậy mà tiết kiệm được không ít thời gian. Lúc cô đến lớp học, còn cần một nơi lớp chưa đến. Bầu không khí sang nay hình như hơi khác biệt. Mấy nữ sinh sôi nổi tụm năm tụm ba xì xồ một chỗ. Cô không biết ban tán nghị luận điều gì. Trên đường dường như các nữ sinh đó, còn nhìn về phía chủ yếu nhiều lần. Ban đầu cô còn tưởng đó là ảo giác, nhưng sau đó còn chạm mắt với nhau. Mấy nữ sinh đó nhanh chóng quay đầu đi. Chủ yếu không quá vui vẻ mà mất mấy môi. Còn 15 phút là đến giờ tự học. Chị ngầm ngầm bỗng nhiên xong tới. Sao cậu đến sớm thế? Chủ yếu kinh ngạc. Chị ngầm ngầm chẳng mấy khi đến đúng giờ. Bắt đầu từ năm nhất đã thường xuyên đến trễ. Năm buổi thì cứ ba buổi sẽ bị phê bình. Cậu, cậu đã nghe thấy gì chưa hả? Chị ngầm ngầm không kịp bình ổn nhịp thở. Chủ yếu nhìn không nổi. Lên lấy một chai nước chờ mở trong ngăn kéo đưa cho cô ấy. Uống một chút nước đi Cô ấy hít sâu hai cái rồi lắc đầu thật mạnh Sao cậu lại thành thơi thế chứ Nếu không thành thơi thì Cậu chẳng nghe chuyện tới qua Trần hở trạch đến cục cảnh sát sao Chú yêu sững sờ hoàn toàn ngây người Chị ngầm ngầm tiến đến trước mặt cô Đột nhiên lại nhỏ giọng vô cùng lo lắng nói Đêm qua đặng danh ngữ đưa người đến chặn đường Trần Hứa Trạch Còn gọi người anh mà cô ta bên bên ngoài Một mình Trần Hứa Trạch bị chặn Trong ngõ nhỏ cạnh trường Cô ta vẫn luôn rất thích Trần Hứa Trạch Nhưng không ngờ lại đột nhiên chặn đường cậu ấy Nghe nói cô ta gọi rất nhiều người đến cùng Kết quả cô ta thổ lộ với Trần Hứa Trạch Trần Hứa Trạch vẫn giữ bộ mặt thờ ơ như người chết Sau đó đặng danh ngữ quýnh lên Thì liền Chú yêu nhìn chăm chăm trịnh ngâm ngâm Trong mắt hiện lên sương mù màu, màu đen Khiến cho cô nhìn không rõ Cô ta liền sao Cô ta liền nhào đến hôn Trần Hứa Trạch Trịnh ngâm ngâm níu cổ áo Vẻ mặt vô cùng khoa trương vậy mà cô ta dám làm chuyện này ôi trời ạ à, cô ta cũng quá là không biết xấu hổ nếu không phải cảnh sát dần tra đúng lúc đi qua cô ta và đám anh em lưu manh kia phải chuẩn đi thì không biết bọn người đó sẽ còn muốn làm liều đến mức nào nữa trần hứa trạch thì không may nghe nói sau đó còn bị gọi đi làm tường trình cũng không biết trần hứa trạch có bị cô ta hôn thật hay không chứ chị ngâm ngâm muốn biểu lộ bao nhiêu sunsit thì có bấy nhiêu sunsit cậu không biết cô ta đắc ý như thế nào đâu ngày đêm qua đã khoe khoang trên công vĩ đại với một nhóm khác. Sau đó nhóm này chuyển nhóm kia. Trong vòng một đêm, hầu như toàn bộ học sinh ở trường Thất Trung đều đã biết hết cả rồi. Trần hứa trạch bị đặng say ngữ, dẫn người chặn lại trong ngõ nhỏ. Thổ lộ không thành thì bị cưỡng hôn. Hôn được hay không còn chưa xác định. Không đến nửa ngày thì chuyện này đã lan truyền khắp trường. Bình thường Trần hứa trạch đều cùng với đám người sang gia thụ về nhà. Tối ngày hôm qua lạc đàn, đúng lúc đụng phải đặng say ngữ đang chuẩn bị chủ động ra quân. Nghe người ta nói, cô ta thổ lộ nhưng Trần Hứa Trạch không có chút phản ứng. Thế là quyện lên, khập khiễng nhào đến muôn hồn Trần Hứa Trạch. Đúng lúc đó thì gặp phải cảnh sát tuần tra đi ngang qua, quát một tiếng, khiến bọn lưu manh đó chạy như chim muông phan tán. Chị ngầm ngầm cố ý chạy đến thảo luận chuyện này với chú Yêu. Nhưng chú Yêu là một người hướng nổi. Chị ngầm ngầm không thể cảm nhận được một chút cảm giác khóng chuyện. Nói vô vơ một lúc chưa đã nhiên thì liền hậm hực mà đi trở về. Mấy nữ sinh, tương đối sôi nổi trong lớp của chú Yểu, cũng cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này. Lúc nghỉ giữa giờ, các cô ấy lại triển khai thảo luận chuyện này. Giọng điệu hóng chuyện không khác gì chị ngâm ngâm lúc vừa nãy. Đối với chuyện đặng danh ngữ suốt cuộc, là có hôn thành công không? Đám nữ sinh vô cùng hào hứng, tìm tài nghiên cứu. Đám nữ sinh tụ lại một chỗ. Một nữ sinh có đôi mắt sách lên mở miệng nói. Này, các cậu nói thử xem, rốt cuộc là hai người đó có hôn thật hay không nhỉ? Nữ sinh ở bên cạnh nghe vậy thì liền đáp. Đặng dài ngữ đã nói như thế với người khác rồi, chắc là hôn được đi. Ôi, cũng không biết lúc đó Trần hứa Trạch sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Có thể có phản ứng gì cơ chứ? Cậu ấy vốn là không thích đặng dài ngữ. Một nam sinh bị nhiều người chặn lại như vậy, lại còn bị cường hôn, không thể nào không cảm thấy mất mặt. Mình thấy Trần Hứa Trạch vĩnh viễn sẽ không có khả năng là thích đặng danh ngữ đi. Trần Hảo Đạch có nói gì không? Đã là tiết thứ ba rồi, cậu ấy có giải thích với ai không? Một nữ sinh để tóc máy bằng xì một tiếng. Cái tính cách kia sao mà giải thích được? Mình thấy cho dù đặng danh ngữ ra vẻ bức ép, Trần Hảo ừ Đạch cũng sẽ không nói được câu liên quan đi. Cũng đúng nha, cậu ấy không thích giao tiếp cùng với người khác. Sao mà giải thích loại chuyện này được cơ chứ? Có hôn được hay không? Chỉ có chính hai người đó biết được mà thôi Đây không phải là do Đặng doanh ngữ định đoạt trời hay sao Ngoài bút của chu yêu dừng lại Ánh mắt đặt ở phía bài sau bài tập Sau đó điểm nhân tự như không có về gì Mà cúi đầu nghiêm túc để mà giải đề Ai, đói bụng quá Các cậu thì sao Đám người lướt mắt mà nhìn sang xa thủ Biểu thị im lặng cùng với đề tài đó Có lẽ là bởi vì chuyện tối ngày không qua trên xe buýt về nhà ăn trưa bầu không khí rất đỗi ngọt ngặt trần hứa trạch người vốn đã không thích nói chuyện phiếm nguyện giữ im lặng sắc mặt của chủ yếu theo lại bình thường nhưng cũng không có hứng thú để mà nói chuyện phiếm những người khác bởi vì người anh em của mình chịu nhục tâm tình cũng không vui nổi đã im lặng qua ba trạm rồi giang xa gia thụ người vừa được ký thác hy vọng nỗ lực Biểu trình bầu không khí Ai ngờ vừa mới mở miệng thì lại không thành công. Trần hứa trạch và chú yếu im lặng không nói. Những người khác thừa khuở theo sang xa thụ. Tiếng cười lung tốn vang lên, cuối cùng lại trở nên yên ắng. Cả đám người trơ mắt mà nhìn nhau. Mà kệ cả đám nghĩ nhiều. Tối ngày hôm qua lúc chạy đến, Trần hứa trạch đã làm tường trình xong. gương mặt ô ám giống như bóng đêm. Biết được chuyện xảy ra, rằng gia thụ đá bay cục đá ở ven đường, mà không ác chuyển một câu suýt chút nữa chạy đi tìm đám người kia để mà tính sổ. Thông báo tới trạm đã vang lên. Đến trạm mấy người sang gia thụ đổi xe. Một đám người nhìn nhau, đang phải lựa chọn để mà đi xuống xe. Đi trước đây. Rằng gia thụ vỗ phai qua Trần Hứa Trạch nói. Trần Hứa Trạch cất đầu cũng không nói gì. Trái lại chủ yếu vẫn bày tỏ cảm xúc cười tạm biệt với cậu ấy. Sau bốn trạm nữa, Trần Hứa Trạch và Chu yểu xuống xe khoảng cách đến đầu ngõ chỉ mất có vài phút đi bộ một đám học sinh chạy xe đạp về nhà vượt ở hai bên trần hứa trạch đột nhiên cất tiếng hỏi chờ này nhà cậu ăn gì cũng không biết nữa hôm qua mình cũng không có hỏi mẹ chú yêu đáp lại lần trước cô làm cải cúc rất ngon ừ đúng là ngon thật bình thường vào lúc này mỗi khi nói đến đây thì chú yêu cũng sẽ chủ động mở miệng mà nói một câu có muốn đến nhà mình ăn cơm hay không. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên cô im lặng không nói tiếp. Trần hứa trạch nhân đầu mà nhìn cô. Chủ yếu đưa mắt nhìn cây cỏ ven đường. Không chú ý ở bên dưới cho nên bị vấp chân. Trần hứa trạch nhanh tay nhanh mắt, cầm lấy cánh tay cô mà đỡ lấy cô. Cảm ơn, chủ yếu mở miệng. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Hai tay của Trần hứa trạch đút vào trong túi quần. Cậu hơi quấy đầu Mê mắt che khuất một nửa mắt. Bao giờ cũng lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt vô vị. Người không thường tiếp xúc với cậu, sẽ rất dễ dàng bị bộ sáng này của cậu khổ dạ Này chủ Yểu. Ừ, chú Yểu quay đầu lại. Không hôn được. Nghe câu trả lời này, thì cô thắng sừng sốt. Cái gì chứ? Trần hứa trạch nhìn về phía trước. Sân mặt mình lạnh có sự nghiêm túc một cách hiếm thấy. Một tay của cậu kéo khóa trồng phục Để lộ ra áo sơ mi trắng ở bên trong Bên trong cổ áo có dấu son môi quệt qua Bên chỗ bố mẹ chỉ có áo lên mùa đông Tối hôm qua mình không thay quần áo Nói đến đây thì cậu nhíu mày Cố nén sự khó chịu Mình không bị hôn Lúc nữ sinh kia đột nhiên nhào đến Mình đã né đi Môi của ta quệt qua cổ áo của mình Không hôn được mình Trong con ngõ nhỏ đầy mùi vị đồ ăn có người nấu cơm sớm cả nhà đã ngồi vào bàn ăn có người nấu cơm muộn Ba chú nhà ngồi ở trước cửa đang nhặt rau mẹ chú đang xào món thứ hai chủ yếu bị sai đi đổ rác thùng rác lớn màu xanh lá ở đầu hẻm đã đầy hai ba phần đúng lúc đó cô trường ở ngõ bên cạnh cũng đi đến vứt rác chủ yếu lễ phép cất tiếng gọi cháu chào cô ạ à. là yêu yêu sao mẹ cháu kêu cháu đi vất rác hả dạ vâng ạ đúng là nghe lời quá Ngày nào cũng giúp mẹ làm việc nhà Cầm cầm nhà cô mà ngoan được như cháu Thì tốt quá rồi đi Chú yêu nở răn nụ cười Cô trường quan sát chú yêu Hít mũi một cái Yêu yêu à, có phải cháu dùng nước hoa gì sao Thơm quá Nói mẹ nhớ cầm cầm nhà cô rất thích mùi hương trên người của cháu Nói rằng dễ người vô cùng Một mực năn nỉ cô Mua cho nó nước hoa mùi này đó Dạ không có ạ, đâu có mùi gì Cháu không xin nước hoa Chỉ là mùi sợ tắm thôi ạ Chú yêu cười thấp Thật sao? Rất là thơm nha. Đến gần có thể ngửi được ngọt như là cam, thơm lắm đó. Cô Trừng hít hai cái, rồi lại sờ người trúng mùi của thông rác nên nở đường dừng lại. Hàn huyên vài ba câu. Chủ yếu đang định đi. Thì bàn tay đang ném rác vào thùng cổ cô Trừng dừng lại. Ôi chào, sao lại có áo mi ở đây? Nhìn còn rất mới nữa. Ai lại ném đi phí của như vậy cơ chứ? Chủ yếu cũng nhìn theo tầm mắt của cô ấy đó là một chiếc áo sơ mi trắng Chỉ lộ ra một nửa Một nửa còn lại đã bị túi rắc Cô vừa ném đè lên Thật đúng là lãng phí quá đi Cô Trân ném vác vào rồi thâm nói vài câu Sau đó xoay người đi trở về nhà Tạm biệt cô ạ à. chủ yêu thu hồi ánh mắt Nói tạm biệt xong thì cũng trở về nhà của mình Cô nhận ra chiếc áo sơ mi kia Đó là chiếc áo mà ngày hôm qua Trần Hứa Trạch đã mặc bên trong áo đồng phục Ngoài trừ cô áo có một vệt son môi rõ ràng Thì những chỗ khác hoàn toàn không Có một chút toàn hại nào cả Chiếc áo còn rất là mới Dính vào vết bẩn, Mà Trần hứa chất không muốn Thế là bị Trần hứa trạch rất khoát ném vào trong đống rác Rằng gia thụ cùng đám bạn về nhà Nói đến chuyện Trần hứa trạch Vẫn cảm thấy tổn thức Cục tức này của hứa trạch Mình còn cảm thấy đúng là khó chịu thay cho cậu ấy Nam sinh bên cạnh nói Cậu nói chuyện với cậu ấy rồi hả? À? Chúng ta đi tìm đám người kia sao? Vẫn chưa nói. Vẫn chưa nói ư? Ừ. Tối hôm qua nếu không phải đã muộn quá rồi. Thì mình đã đi tìm bọn kia tính sổ. Sau đó hứa trạch nói với mình, bảo rằng đừng vội. Sao thế? Cậu ấy có sự tính khác sao? Có tính đánh hay không thì không biết. Dù sao thì mối thù này cũng đã kết rồi. Không thể cứ để như vậy được. Về sau mèo chó gì cũng có thể làm đến bừa. Hứa trạch làm sao mà sống được chứ? những người khác rất là đồng tình nói nói đúng lắm ngày nào cũng bị chặn đường cưỡng hôn là ai cũng không thể nào chịu được đi nói đến đây cho dù là bạn bè thân thiết vẫn không nhận được mà hiếu kỳ hỏi nhưng mà các cậu nói thử xem rốt cuộc đặng giải ngữ cầu hôn được hứa trạch không thật đúng là không ngờ cô ta lại làm lại chuyện này ai mà biết mình hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy không nói với mình đặng gia thụ bay ra vẻ mặt khó chịu hiển nhiên không phải là trần hứa trạch Đặng dài ngữ kia Có gì mà không làm được cơ chứ Hứa trạch không thèm quan tâm cô ta Mình còn tưởng cô ta đã sớm từ bỏ Là cô ta tự cho mình là thông minh Nhưng thật ra chính là vô cùng đần độn Giang gia thụ vốn đã không thích cô ta Cho nên giọng điệu mang theo sự trào phúng Đừng nói nữa Hứa trạch vốn đã phiền cô ta rồi Mà xem như hứa trạch vốn không phiền Thì cô ta làm ra loại chuyện này Cuối cùng cũng sẽ bị kết bỏ thôi Đó là điều đương nhiên Thích thì thích Nhưng chẳng có thằng con trai nào bằng lòng Để nhiều người chặn lại như vậy Đúng là không thèm mặt mũi nữa hay sao chứ Cũng không chỉ vì như thế đâu Cô ta căn bản không biết hứa trạch thích nữ sinh như thế nào Giang gia thụ bĩu môi nói Nghe thấy vậy thì ca đám người Lên bay ra bộ dáng hóng hớt Không phải chứ Chẳng hứa trạch còn thích nữ sinh nào sao Giang gia thụ nói đến đây Thì lên bật cười Nói vấn đề này thì răng xa thụ lên cười nhạo một tiếng mình nói cho các cậu vấn đề này mình đã hỏi rất là rõ ràng rồi trước đây mình có hỏi qua cậu ấy về phương diện này cậu ấy đã nói cho mình biết các cậu không biết ư cậu ấy thích con gái ôm mình thật chứ đương nhiên là thật nói cũng đúng thôi thiếu niên nào mà không hoài xuân chứ cho dù trần hứa trạch thi thoảng cũng sẽ có một hai cái giống là người bình thường đi ta đám nghe thấy vậy thì không tin lắm Cậu hỏi lại câu hỏi này mà cậu ấy vẫn trả lời sao? Vô cùng là xác thực đó. Giang gia thụ cất lời khẳng định. Trần hứa trạch chính miệng nói. Cậu ấy nói rất là rõ ràng. Ôm là một cái ôm mang theo hương cam. Cậu ấy rất thích đó. Chuyện của Trần hứa trạch còn đang nóng. Hôm sau lớp 7 đã phải nhanh đón một bài kiểm tra. Chủ yêu vừa mới chuyển đến còn chưa quen hết mọi người ở trong lớp. Thì đã phải tham gia vào một cuộc tranh giành thành tích. Loại bài kèm trai nhỏ này chấm rất là nhanh. Tàn học lúc giữa trưa đã có điểm số. Chủ yếu bất ngờ. Có thể nói là không phụ lòng mong đợi đạt được vị trí thứ nhất. Chú nhận lớp so sánh thành tích cả năm lúc trước của cô. Lấy trình độ của cô. Thì có thể vững vàng rơi vào top năm của cô ấy. Lúc này mới vui vẻ ra mặt. Thái độ đối với cô cũng mềm mỏng hơn. Ở quầy bán đồ ăn vặt trong trường. Đám đặng dài ngữ đang tụ tập mua đồ uống cách đó không xa là sân thể dục bụi đất tung bay. Nghe nói con nhỏ chủ yêu của mới chuyển đến. Bài kiểm tra vừa rồi đứng thứ nhất. Chính là nhỏ nữ sinh coca kia sao? Vừa đến đã rất thân thiết với bọn Trần Hứa Trạch sao? Đúng vậy, nhìn giống như đầu gỗ chỉ biết học, quả nhiên. Đối với người chú ý tin tức thì luôn rất nhanh. Không biết là ai đã bắt đầu trước. Chú yêu trở thành trê tay nói chuyện của cả đám. Đặng dài ngữ nhớ mày, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn khinh thường mà nói cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ đứng thứ nhất lớp thì sao cơ chứ nói thì nói như vậy nhưng trong lời nói của cô ta vẫn phẳng phất có một chút vị chua đặng giải ngữ không thèm để ý đến chuyện thành tích nhưng trần hứa trạch lại là một thiên tài không thấy chăm chỉ học tập nhưng vẫn thường xuyên có tên ở trên bàn vàng lại còn là thường xuyên ba vị trí đầu tiên vừa nghĩ đến chuyện chủ yếu và trần hứa trạch đều học giỏi giống như hai người họ mới là người cùng thế giới. Hai bên có những chuyện xấu kín, mà những người đứng cuối như cô ta không thể nào với tới được, thì trong lòng của đặng sai ngữ, nghĩ sao cũng cảm thấy không hề thoải mái. Nữ sinh bên cạnh không biết nhìn sắc mặt, không nhìn ra đặng sai ngữ đang khó chịu, lại còn nói tiếp. Nghe nói chủ yếu ở trường cũ vẫn luôn đứng thứ nhất. Với thành tích kia thì đến trường học của chúng ta vẫn có thể xếp số một. Ai nói chứ, một người khác hỏi tiếp Không phải của chúng ta vẫn có người kia sao Cái con nhỏ vẫn luôn đứng thứ nhất ấy Con nhỏ đó cũng rất là lợi hại Nếu trường học cử đi tham gia thi gì đó Hai con nhỏ đó Ai hơn ai thua còn chưa biết được đâu Năm nay dã tâm của thất trung rất lớn Học sinh tiếng thứ nhất trên bàn bàn gần đây Đã được trường học cử đi tham gia một cuộc thi Trong trường học ai cũng nghe nói Nếu nữ sinh có thể giành được giải thưởng thì có thể trực tiếp được tiền vào trường đại học mong muốn Còn có cả chân hứa trạch Giấy tiền thẳng đã tới tay Thì hay không thi đều do cậu ta lựa chọn Bây giờ lại còn có thêm cả chú yếu Nghe nói mấy trường học trong thành phố này So sánh với thất trung Có sức cạnh tranh lớn nhất chính là ngũ trung Trường mà chú yếu từng học Trường học tuyên cô vào Xem ra năm nay có trọng lượng hơn Có thể hy vọng lần thi đại học này Sẽ có một thủ khoa Mấy nữ sinh lưu ríu thảo luận Chú yêu và nữ sinh đứng thứ nhất ai lợi hại hơn Đặng dài ngữ càng nghe càng phiền Khó chịu mà trời mắng Các cậu xong chưa hả Ai lợi hại hơn quan tâm làm cái gì Đều là cái loại người khiến người ta ghét bỏ Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo hả Cả đám hậm hực ngậm miệng lại Cũng không còn dám trò chuyện nữa Một nữ sinh sạch tay áo Của đặng dài ngữ cẩn thận nói Dài ngữ à Chuyện đó hình như trưa nay Bọn Trần Hứa Trạch sẽ đến căng tin trường học ăn cơm. Nghe thấy vậy thì mắt của đặng say ngữ sáng lên. Làm sao có biết? Mình đi ngang qua lớp của mấy người bọn họ. Nghe đám sang xa thụ nói chuyện phiếm. Đặng say ngữ nghe vậy thì lên nở nụ cười. Nếu vậy thì trò này chúng ta cũng tới căng tin thôi. Mấy người chân hứa trạch pha sang xa thụ ngồi ở bên phải khu nhà ăn hàng thứ sáu. Bên cạnh chiếc bàn rượu vào tường. Đặng say ngữ vốn đã có dụng ý vừa vào căng tin thì con mắt đã liếc sang bên cạnh. Lấy đồ ăn xong, người ta vừa buông khai xuống, cô ta đã bưng một chồng thức ăn đứng dậy đi qua. Này Trần Hứa Trạch, giọng của cô ta ngọt ngào theo bản năng, đặng giải ngữ không khống chế được nụ cười nơi khóe môi, đặt thức ăn trước mặt của cậu. Nếm thử cái này đi, ngon lắm đó. Trần Hứa Trạch không ngừng đầu, ăn cơm trong khay của mình, răng ra tụ thì lạnh ngừng đầu mà nhìn đặng dài ngữ. Âm thầm trận trắng mắt, cũng làm bộ không nghe thấy cô ta đang nói chuyện mà vui đâu ăn cơm. Cả đám không ai tiếp lời. Đặng dài ngữ đứng đấy vô cùng xấu hổ. Bình thường làm gì phải chịu nhục như thế này. Cô ta không vui cao hứng, không vui đưa tay cầm lấy cổ tay áo của cậu. Nhưng còn chưa đụng đến góc áo của cậu đã bị cậu né tay đi. Trong phòng ăn, không ít người phát giác được động tĩnh bên này đã sớm nghe uy răng của Đặng Gia Ngữ, nên không dám thể hiện vẻ mặt xem náo nhiệt mà chỉ lặng lẽ dò xét. Khuôn mặt của Đặng Gia Ngữ nóng lên, trừng mắt mà nhìn với Trần Hứa Trạch, tức giận đến mức là đỏ cả mắt. Cậu cần phải làm như vậy sao, Trần Hứa Trạch? Không có việc gì thì đi đi, đừng có cản trở chúng tôi ăn cơm. Trần Hứa Trạch vẫn không nhìn cô ta, Đào mắt qua đồ ăn cô ta mang đến, lạnh nhạt mà nói, đồ bỏ đi này cũng mang đi đi hoặc là ném vào trong thùng rác. Đặng Sai Ngữ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, căm hận mà phất tay, giận dữ bằng đồ ăn về lại chỗ của mình. Trần Hứa Trạch thế này đối với cô ta cũng không phải là lần một lần hai, bây giờ lại càng thêm phần nghiêm trọng. Đặng Sai Ngữ còn cho rằng Mỹ suýt chút nữa hôn được Trần Hứa Trạch thì quan hệ có thể cải thiện hơn. Giang gia thụ im lặng mà chơi thầm, cho cô ta một ánh mắt cười nhọng. Tâm tình quà sang xa thụ rất tốt, cắt một miếng sương sườn lên cắn một cái. Chua chua ngọt ngọt, khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu đem miếng thịt đó sang một bên, thận tay cắt những miếng sương sườn còn lại cho Trần hứa trạch. Em gái nó, vậy mà lại sương sườn chua ngọt, mình không ăn món này, cậu ăn đi. Trần hứa trạch vẫn nhìn đồ ăn trong khay của mình, đầu cũng không ngẩng lên cắt giọng hờ hững nói. Mình không ăn đồ ăn, người khác đã chạm vào. Giang gia thụ bất đắc sĩ Duyết chút nữa quên mất cậu là cái loại ưa sạch sẽ Thôi được rồi Cậu ta lắc đầu Đưa sàn trán chua ngọt cho nam sinh trước mặt Chú yêu khoan thai tới chậm Giang gia thụ vừa thấy bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa phòng ăn Thì liền lập tức giơ tay lên vây vẫy vẫy Chú yêu thấy thế thì bước nhanh đến Cô ngồi xuống bên cạnh chân hứa trạch Giang gia thụ để một phần thức ăn nguyên si cho ai động đến trước mặt của cô đã lấy giúp cho cậu rồi đó cảm ơn nhé chú yêu nhấc đũa lên giang gia thụ vừa ăn vừa nói đùa này chú yêu cậu đến muộn cho nên không thấy được trò hay lúc nãy vừa mới có người đưa đồ ăn cho hứa trạch chính là cái nữ sinh theo đuổi hứa trạch một cách mạnh bạo đó bị hứa trạch thờ ơ hù chết chú yêu từ từ quay đầu mà nhìn về phía của trần hứa trạch động tác tắp thức ăn của trần hứa trạch dường như hơi dừng lại một chút cậu lại nhạt nói không phải lời đưa cho mình là đưa cho giang gia thụ giang gia thụ hàng một tiếng rồi trố mắt Này hứa trạch làm sao cậu ta lại có thể là mờ mắt nói dối như vậy cơ chứ thế nhưng lời nói còn chưa nói xong thì đôi mắt đã chạm đến cái nhìn u ám của trần hứa trạch giang gia thụ sững sờ vô ý thức mà ngậm miệng lại bỏ qua thời cơ phản ứng của giang gia thụ tương đương với việc ngầm thừa nhận chủ đề này đi qua cũng không ai thèm nhắc đến nữa. Giang gia thụ ngẫm nghĩ, cũng đúng thôi. Đặng dài ngữ khiến cho Trần Hứa Trạch phát bực như vậy. Nhắc đến cô ta, Trần Hứa Trạch chắc sẽ không thể nào vui nổi. Thảo nào lại tích cực muốn vừa sạch quan hệ với cô ta như thế. Giang gia thụ rất là tán thành. Không thèm để ý đến việc là tự mình lại nhận cái danh này mà tiếp tục ăn cơm. Ăn được một vài miếng thì chú Yểu đứng dậy. Mình qua bên kia mua giấy ăn, không lâu sau cô đã trở về Hai nam sinh đúng lúc muốn lau tay Chủ yếu đưa hai tờ giấy cho hai người đó Cô lau sạch sẽ Mỡ dính trên tay Rồi cầm đũa tiếp tục ăn Cô không thích ăn thịt gà Món gà xào cắt lát kia vẫn chưa chạm đến Cô gắp một miếng ăn Vẫn không ăn được Cô nhìn cảm giác để lại rất là lãng phí Thế là chú yêu dứt khoát đưa gà cho Trần Hứa Trạch Cậu mau ăn đi Chú yêu à Cậu ấy Giang gia thụ cất tiếng hô to. Chú yếu nghe vậy thì ngẩng đầu. Ánh mắt trong vuốt không dính một chút bụi bặm. Đều cảm trên mặt cũng tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn. Giang gia thụ đang muốn nói tiếp. Răng chân Hứa Trạch không ăn đồ ăn người khác đã chạm vào. Thì lại nhìn thấy Trần Hứa Trạch vân đũa. Cắp miếng thịt cà kia từ từ bắt đầu cho vào trong miệng ăn. Có chuyện gì thế? Chú yếu vẫn còn đang chờ Giang gia thụ nói tiếp. Giang gia thụ lạnh ngạc nhiên Không nói nổi một câu Trước kia mỗi lần gặp mặt chú yếu Thì đều là đi đánh bowling Hoặc là đi hát Trần hứa trạch mang cô đi theo Nhưng cô chưa từng cùng cả đám ăn cơm Đây là lần đầu tiên Giang gia dụ thấy hình thức ăn uống Của chú yếu và Trần hứa trạch Cho đến khi ăn cơm trưa xong rời khỏi nhà ăn Giang gia thụ vẫn cảm thấy thật là khó hiểu Chú yếu và Trần hứa trạch Đang nói chuyện đi ở phía trước khoảng ba bước giang gia thụ nhìn hai người bọn họ rồi dùng cùi trỏ húc vào người nam sinh bên cạnh cậu có cảm giác được hớ trạch có hơi kỳ lạ không kỳ lạ ở chỗ nào chứ mình đưa xuân cho ngọt cho cậu ấy ăn cậu ấy không ăn đó không phải là điều bình thường hay sao cậu ấy không ăn đồ ăn người khác đã chạm vào không phải là điều này cậu cũng không biết ư nhưng mà chủ yếu cắp ra xào cho cậu ấy cậu ấy lại ăn Nam sinh bên cạnh im lặng mất mấy giây. Trên mặt hiện đồ biểu cảm trầm lắng, rồi đột nhiên thông suốt nói. Nếu như vậy thì nói rõ là món gà xào kia rất ngon đi. Đầy đầy cánh tay đang khoác trên vai của mình. Giang gia thụ tăng nhanh bất chân. Mới là không muốn nói chuyện với mấy thằng ngốc như vậy. Đặng giai ngữ nhìn ca đám trần hứa trạch rời đi. Đồ ăn ở trong khay trước mặt dường như không nhúc nhích. Cô ta tức giận đến mức cơn mặt có phần hơi vạn vẹo. Nữ sinh ở bên cạnh cũng nhìn về phía cửa, nhưng lại khác với đặng giang ngữ. Hình như là đang suy nghĩ, nhưng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nữ sinh đó nhíu mày rồi đột nhiên nói. Mình cảm thấy chú yếu kia rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. đặng giang ngữ không để tâm tới lời nói của cô ta, rất lâu sau đáp lại. Quen thì quen, với cái vẻ ngoài tầm thường kia của cô ta thì đầy đường, ai mà thấy không quen mắt cơ chứ. Mấy người khác nghe vậy thì cũng không dám nói tiếp nói một cách công bằng. Bề ngoài của chu Yểu rất là xinh đẹp. Một đôi mắt to giống như nai con, long lanh tay nước. Lúc không nói gì chỉ nhìn người ta, cũng không hiểu sao lại khiến cho người ta thích thú. Da dẻ lại trắng trẻo, khuôn mặt trắng mịn màng, ngay cả cổ cũng trắng tinh tế. Đường cong rất là đẹp đẽ. Nhưng nếu nói những lời này trước mặt của đặng sai ngữ, như vậy thì sẽ không có quả ngon để mà ăn. Có ai dám nói cơ chứ? một trong đám nữ sinh đó đột nhiên vỗ bàn ngón tay cũng đỏ lên chỉ cần nghe tiếng cũng đã cảm thấy đau rồi à mình nhớ ra rồi mình nhớ chủ yếu là ai rồi đặng say ngữ vẫn đang nộ nóng quay đầu liếc mắt nhìn cô ta rồi nổi giận có bệnh à nhớ cái gì mà nhớ cô ta là thần tiên hay là yêu tinh mà kích động như thế hả thật mà mình nhớ ra rồi lúc học tiểu học mình đã gặp cô ta gặp thì gặp ồn ào làm cái gì cơ chứ đó là buổi đi chơi đầu dân Trường học của bọn mình với trường tiểu học của cô ta tổ chức cùng một buổi ở công viên. Lúc đó cô ta và Trần Hứa Trạch cũng là bạn học, hình như còn học cùng một lớp. Nghe đến đây, Đặng Giai Ngữ cô nén sẵn nói. Cho nên sao? Nữ dình đo nắm tay của Đặng Giai Ngữ trừng mắt. Trong mắt khó nén được sự kích động. Không phải chứ. Giai Ngữ à, cậu không biết đâu. chủ yêu này, khi đó bị... ý. Giờ nghỉ trưa, Đặng Giai Ngữ gọi chủ yêu đến một góc quất trên hành lang nói chuyện bị rất là nhiều người đi ngang qua trông thấy cũng không ai biết hai người bọn họ là nói chuyện gì sắc mặt của chú yểu không tốt lắm còn trên mặt đặng giai ngữ lại có ý cười nhẹ nhàng giống như nói chuyện gì đó khiến tâm tình người ta rất là vui vẻ nếu không phải từ đầu tới cuối chủ yếu đều giữ vẻ mặt nghiêm túc thì có vẻ rất giống như một cuộc trò chuyện bình thường chị ngầm ngầm nhận được tin tức sau tiết thứ nhất đã chạy đến để mà tìm cô lập tức đi thẳng vào vấn đề nghe nói đặng danh ngữ đi tìm cậu cô ta đã nói gì với cậu vậy lúc đó chú yểu đang sờ soạn sách vở cho tiết sau cô từ từ trả lời tốc độ nói và động tác trên tay không nhanh không chậm không có gì cả cô ta chỉ nói nhìn thấy mình thì cảm thấy rất ghét muốn mình cách xa trần hứa trạch một chút chị ngầm ngầm biết chú yểu và trần hứa trạch từ nhỏ đã ở cùng nhau lớn lên, nghe xong thì giận dữ không thôi Hừ, cô ta cho rằng cô ta là ai chứ? Sợ vào cái gì mà yêu cầu cậu cách xa Trần Hứa Trạch? Trần Hứa Trạch cũng không phải là của cô ta đi. Cô ấy bỗng dưng tắt lấy tay của chủ yếu. Cậu có sợ không? Rõ ràng là đặng giai ngữ đã để mắt đến cậu. Nếu cô ta tìm đến cậu gây phiền phức thì phải làm sao bây giờ? Đôi mắt màu đen của chủ yếu không một chút cận sóng giống như những chuyện này không hề liên quan gì đến cô vậy. Cô nhẹ nhàng sắp xếp sách vở, vất vẳng nếp gấp ở trong các sách rồi đáp lại. Mình thấy không sao cả. Không sao cả ư. Chị ngâm ngâm kinh ngạc. Sợ là cậu chưa biết cô ta đáng sợ bao nhiêu đi. Số nữ sinh trong trường học của chúng ta bị cô ta gây phiền phức nhiều đến không kể xiết vô cùng thảm thiết. Không phải là bị đánh chảy máu mũi, chảy mặt khóc chạy khỏi nhà vệ sinh. Cũng là bị đám người của cô ta vây ở một heo lánh, bạt tay mặt bị đánh đến mức đỏ lên, còn bị quay phim lạnh Chị ngâm ngâm nói đến đây, cũng cảm thấy sốt ruột thay cho cô. Cô ta kêu cậu cách xa Trần Hứa Trạch. Xong đời rồi, cậu phải làm sao bây giờ? Chú yêu khép sách vở lạnh, vô cùng lạnh nhạt mà bình tĩnh đáp. Tại sao mình phải nghe theo cô ta chứ? Giọng điệu thần nhiên của cô khiến cho Trịnh ngâm ngâm sững sờ. Trần hớ Trạch không phải là của cô ta, cũng không phải là của mình cơ mặt dịu dàng của chú yếu phảng phát hiện lên sự kiên nghị cô nhẹ nhàng cười với trịnh ngâm ngâm vậy thì vì sao mình phải nghe theo lời của cô ta trịnh ngâm ngâm rời đi không bao lâu thì trần hứa trạch xuất hiện ở cửa của lớp 7 bóng dáng của cậu vừa mới xuất hiện thì cả lớp lập tức yên ắng sống như một cái chùa sau đó ánh mắt cũng nhìn theo tầm mắt của cậu dừng ở trên người của chu yếu ra đây một chút chu yếu không nhiều lời đứng dậy theo cậu cùng nhau đi ra ngoài. Người khác xì sao tan tán, hai người bọn họ lạnh ngoài mặt lầm ngơ, đi đến chỗ ngoặt ở hành lang để mà nói chuyện. Đặng giải ngữ đã nói gì với cậu? Trần hứa trạch vừa mở miệng cũng đã hỏi đến chuyện này. Trong lúc nghỉ trưa ngắn ngủi mười mấy phút, đã truyền thi khắp cả khối. Xem ra tất cả mọi người đều rất là thích cái loại tiết mục hai nữ tranh một năm này. Nếu không phải sang xa thủ là bạn tốt của Trần Hứa Trạch. Họ nữa cậu ấy cũng cách đặng dài ngữ. Nói không chừng, sẽ còn dẫn người cá xem ai thắng ai thua. Chú Yểu không nói gì. Trần Hứa Trạch hỏi thêm một lần nữa. Cậu ta đã nói gì với cậu rồi chứ? Người khác không nhìn ra, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được cảm xúc của cô có sự khác biệt. Vẫn là gương mặt không có biểu tình gì, sáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng. Nhưng lúc này rõ ràng cô có vẻ không vui Một lúc lâu sau Chủ yếu ngước mắt nhìn thẳng vào cậu rồi nói Cô ta đến tìm mình để nói chuyện kia Chủ yếu xê dịch mỗi chân một chút Trong nụ cười có sự bất đắc dĩ Hình như cô ta biết rồi Lúc này chính là lúc Mà ánh nắng mặt trời nóng nhất Ánh sáng chiếu vào cửa sổ trên hành lang Đầu tiên là rơi trên người của Trần Hứa Trạch Một chút còn sắp lạnh mới chiếu vào người của chú yểu xa xa nhìn lại tự như cậu vì cô mà che đi hơn nửa ánh sáng trái mắt năm ba thể dục một tháng chỉ có một tiết đối với học sinh mà nói đây được xem như một cơ hội thả lòng khó có được sau khi xếp xếp hàng ngũ thầy giáo lần lượt điểm danh lúc gọi đến tên của chú yểu thì dừng lại hỏi em không tham gia hoạt động thể dục có đúng không chú yêu đáp vâng ngắn gọn một chữ nhưng lại dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh. Thầy biết rồi. Giáo viên thể dục ghi chú tên cô trên danh sách rồi thận miệng hỏi. Thân thể của em không tốt làm sao? Rồi nhận lớp các em nói thầy đừng bắt em tham gia các hoạt động mạnh. Nói trước đây em ở ngủ trung, không thể học thể dục. Chú yếu không trả lời. Tiếng bàn tán xôn xao dần lớn hơn. Một đám nữ sinh vừa thì thầm vừa nhìn cô bằng ánh mắt khó có thể hình dung. Chủ yếu làm như không thấy. Điểm danh xong thì bắt đầu chạy làm nóng người. Chủ yếu là ngoại lệ. Cô ngồi trên băng ghế đá quan sát. Toàn bộ học sinh chạy phòng này đến phòng khác. Nóng đến mức mồ hôi đã chảy xuống. Bài tập học theo đài sớm đã học xong. Sau khi chạy xong là tự do hoạt động. Nam sinh trao đổi phân đội chơi bóng. Nữ sinh tụm lại thành tấp 3 tấp 5 uống nước. Đột nhiên có một vài người đi đến. Dẫn đầu là một nữ sinh mang theo ý cười ánh mắt nhìn chằm chằm vào chu yểu quan sát từ mặt xuống tuổi của cô rồi dừng lại ở mỗi mấy chân mấy giây mới rời lên trên mặt giọng quần nữ sinh đó mềm mại ngọt ngào trong sự hiếu kỳ còn mang theo ác ý mà chính bản thân nữ sinh đó cũng không phát hiện ra được này chu yểu ngày nói trước kia chân cậu có chút vấn đề là thật sao bây giờ vẫn vậy ư cô không tham gia hoạt động thể dục chuyện này đối với đám học sinh đó tương đương với việc chứng thực một nửa tin đồn. Từ khi Đặng Giai Ngữ tìm đến chủ yếu nói chuyện đến nay, chỉ là một buổi trưa, thậm chí còn chưa đến giờ tan học, thì đã có một số việc truyền ra ngoài. Người ban tán không chút kiên nghỉ, dường như không hề phát hiện được hành vi của mình, mang đến cho người khác tổn thương đến mức nào. Cả một đám chỉ biết hóng chuyện lung tung. Này, các cậu biết gì chưa? Chủ yếu vừa trên đến đây trước kia bị thật chân đó tin tức truyền đi rất nhanh. Đám giang gia thụ đương nhiên cũng nghe được chuyện này. Cả đám nam sinh kiếp sợ không thôi. Không thể nào. Lúc chủ yếu đi rất bình thường, không giống như người có vấn đề về chân nha. Nhưng mà nói cũng để ý. Bình thường cậu ấy đi cũng không nhanh lắm. Có lúc đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại. Cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy chạy bộ hay gì gì đó. Nhưng đó là trước kia. Không có nghĩa là bây giờ cũng vậy. Cậu chưa nghe nói gì sao? Lúc ở ngũ trung cậu ấy cũng không học thể dục Bạn học mấy năm ở ngũ trung của cậu ấy Cơ bản cũng chưa ai nhìn thấy cậu ấy chạy cả Đợi rồi, xong chưa hả? Suốt ngày chỉ nói nhằn Giang gia thụ khó chịu mà xen vào Người khác bàn tán thì thôi đi Chủ yếu là người một nhà Các cậu cũng mù mắt mà bàn tán theo Còn có nhân tính hay không nữa hả? Giang gia thụ mắt lạnh rồi nói tiếp Mình cảnh cáo các cậu Mấy lời này tuyệt đối không được nói trước mặt chủ yếu và Trần Hứa Trạch Quan tâm đến chuyện chân chủ yếu như thế nào để làm gì? Chân cô ấy không tốt thì có ảnh hưởng gì đến các cậu hả? Một đám ngu ngốc các cậu, thiếu chuyện để nói hay sao? Cả đám nghe đến đây thì sững sờ, vừa xấu hổ lại vừa hổ thẹn. Giang gia thụ hờ lạnh một tiếng. Là con nhỏ nào miệng rộng, đi khắp nơi rêu rao. Thật đúng là đồ hèn hạ. Mình phải xé rách miệng con nhỏ đó ra mới được. Cả đám mời bàn bạc. Giang gia thụ dặn dò cả đám, liên tục cường điệu. Cho dù có chuyện gì, thì cũng không được nói chuyện này ở phía trước mặt của chu yếu và trần hứa trạch sau khi có được lời bảo đảm thì đề tài này suốt cuộc mới đi qua vào lúc chung hết giờ vang lên sau khi ra khỏi nhà vệ sinh trần hứa trạch đến quầy tạp hóa mua nước một đám răng xa thụ cũng đi đi qua sân thể dục Đồng lúc gặp phải đám chủ yếu vừa mới kết thúc tiết thể dục cô đi một mình ở phía trước về sau là vài ba nhóm tụm năm tụm bảy nhóm nữ sinh gần nhất ái mắt cứ nhìn chằm chằm vào chân của cô chỉ trỏ ở phía sau lưng bước chân của chân hứa trạch dâng lạnh nói với răng gia thụ mình không đến quầy tập hoa nữa các cậu đi đi lấy cho mình chai nước khoáng không giải thích gì nhiều cậu đi nhanh đến bên cạnh chỗ yểu chỗ yểu quay đầu lại thấy là cậu thì cất tiếng hỏi sao cậu lại đến đây không biết có phải là ao sắc hay không cậu luôn cảm thấy cơn mặt vốn trắng trẻo của cô bây giờ còn trắng hơn bình thường ba phần trần hứa trạch nhíu mày rồi lại nhanh chóng giãn ra nói đi ngang qua đây cùng nhau về phòng học nhé Chú Yêu cũng không từ chối trần hứa trạch cùng cô đi đến dãy phòng học có trần hứa trạch ở bên cạnh tiếng xì si xào ban tán nhỏ hơn một chút nhưng vẫn không ngăn cản được những ánh mắt đánh giá Chú Yêu đi rất chậm vẫn luôn chậm không biết có phải do tác động tâm lý của trần hứa trạch hay không mà vào lúc này bước chân của cô còn chậm hơn bình thường nở nhịp đồ loại ánh mắt xa sách truyền đến tất cả ánh mắt dường như đang chờ cô lung túng thật chân bởi vì cái danh hiệu này mà trong chốc lát chủ yếu đã trở thành ngoại tộc những lời khó nghe đó không phải trần hứa trạch không nghe được cậu cũng giống như chủ yếu ngoanh mặt làm hư chỉ im hơi lặng tiếng đi sau lưng cô cậu dùng bóng lưng cao gầy che đi bóng dáng của cô trải quất đi tất cả những ánh mắt hiếu kỳ và phỏng đoán ác ý. Buổi chiều sau khi tan học, Trần Hứa Trạch nói với Giang Gia Thụ. Tối nay không ăn cơm với các cậu, mình và chú Yêu có việc phải đi trước. Đi đâu vậy chứ? Có việc. Không hỏi được gì, Giang Gia Thụ đành phải gật đầu. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, Giang Gia Thụ quại cậu lại. Chuyện Lưu Hạo xử lý như thế nào đây? Lưu Hạo là người anh lưu manh bên ngoài mà đặng giải ngữ nhận ngày đó đã chặn chân hứa trạch lại trong con ngõ nhỏ để thổ lộ. Lưu Hạo mang theo một đám người đến để giúp đỡ cô ta. Mối thù là đặng dài ngự kết, Lưu Hạo cũng khó có thể thoát tội. Không phải đã hẹn tối nay đi chặn bọn chúng lại hay sao? Tạm thời không đi, mình có chút chuyến. Sao chứ? Để rồi. Hai ngày tiếp theo mình không muốn ra ngoài, đừng tới tìm mình. Trần Hứa Trạch nói tiếp. Ngày này là ngày nghỉ và ngày lễ đến cùng lúc Hiếm khi được nghỉ liền hai ngày Giang gia thụ còn muốn ra ngoài tha lòng một chút Ai ngờ Trần Hứa Trạch lại không đi Đang êm đang đẹp lại muốn nằm ở nhà Chuyện cậu đã quyết định không ai quen được Giang gia thụ không có cách nào đành phải lên tiếng Tôi biết rồi Sẽ không đến tìm cậu nữa đâu Trần Hứa Trạch thu dọn đồ đang xong Đến chỗ hẹn cùng với chú yêu ở cổng trường Cô đứng ở phía trước bằng thông báo Hơi ngước cổ lên Im lặng nhìn mấy tờ thông báo với nội dung của nó. Đối với học sinh bình thường thì vô cùng khô khan tài nhặt. Đã chờ lâu rồi sao? Chủ yếu nghe thấy giọng của cậu thì quay đầu lại, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười mỉm tự như bình thường. Không có. Trần hỡ trạch quét mắt một vòng trên bảng thông báo. Nội dung gian rất nhiều. Cái gì mà cạnh tranh vào trường học trọng điểm xuất sắc? Nội quy dành cho học sinh. Còn có một tờ mới dán hình như là thông báo cán bộ giáo dục của tỉnh đến khảo sát gì đó. Hai người sóng vai rời đi, đi về phía bên trái của cổng trường. Đủ loại mùi thơm của đầu ăn bốc lên từ trong các quán ăn. Người bán hàng bắt đầu rào hàng, thu hút các học sinh tan học dừng chân. Chủ yếu thấp hơn Trần Hứa Trạch. Cậu vừa cao vừa gầy, thân thể lại rất rắn chắc. Dù là quần áo bình thường, mặc ở trên người của cậu cũng có sự đặc biệt. Hoàng hôn kéo bóng của hai người Giọng của Trần Hứa Trạch bị thổi đi trong gió. Sợ à? Không sợ, chú yêu đáp. Về những lời đồn đại ở trong trường học, về chuyện cô có chỗ thiếu hụt, về chuyện ai ai cũng dùng ánh mắt khác thường để quan sát cô, về những nỗ lực phá hồng đồ đọc của cô, cô không hề sợ. Bóng chiều đổ xuống đồng phố, hai người đi qua giao lộ thứ nhất, nhưng không đi thẳng về nhà như lúc trước, cũng không trải qua hướng quán ăn. Hai người song vai đi về phía trước xuyên qua một con ngõ nhỏ mở tối dài dằng dặc, rồi sẽ qua một con đường khác. Kỳ nghỉ hai ngày không có bạn bè chơi cùng, không chỉ Trần Hỡ Trạch không sao khỏi nhà, mà những người khác cũng có việc. Giang gia thụ ở nhà chờ hai ngày, chả đến mức sắp mọc lông rồi. Bờ chiều ngày nghỉ cuối cùng, cậu ấy ôm bóng rổ, chuẩn bị đi tìm anh trai sát vách cùng nhau chơi bóng. Còn đi làm gì đó? Nhưng còn chưa đi ra ngoài đã bị bố ngăn lại. Anh Trương Kiên của con đang bận Lát nữa con phải đến cục Con hãy ngồi yên ở nhà đi Chuyện gì chứ Không phải hôm nay anh Trương Kiên cưỡi được nghỉ hay sao Vì sao phải đến cục chứ Có vụ án đột xuất gì sao ạ à? Bà Giang nghe răng ra thụ hiếu kỳ hỏi Thì lên đáp lại Ngày nào cũng hỏi nhiều như vậy Có thể về phòng làm bài tập đi hay không hả Học tập em họ của con một chút Để cho bố bớt lo lắng một chút đi Bố à Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ có thể nói cho con biết một chút hay không? Bố Giang cũng không có cách nào khác, đành phải liếc mắt mà nhìn cậu một cái. Có thể có chuyện gì? Trong cục bắt được một nhóm lưu manh trộm xe máy với xe điện, cũng đang liên hệ với người mất đến nhận. Giang dô thượng nghe xong thì liền hỏi, đây thì có chuyện gì là lớn chứ? Không nhiều lời, cậu ấy liền ôm quả bóng ra cửa, đến tìm Trương Kiên ở sát vách. Trường Kiên đang chuẩn bị sửa soạn đồ đạc ra ngoài. Ồ, em đến rồi sao? Giang Gia Thụ lên cất tiếng hỏi. Anh có chuyện gì mà bận rộn thế? Lại chuyện trộm xe sao? Em cũng biết rồi đó. Giữa giờ trưa bắt được một nhóm trộm xe rồi bán lại. Bây giờ đang ở trong cục xử lý. Trương Kiên bật cười cất tiếng đáp. Em nghe bố của em nói, còn tưởng không phải là chuyện gì lớn. Anh vội vàng đi như vậy là rất nghiêm trọng sao chứ? Bắt một hai chiếc thì đúng không phải là chuyện lớn. Nhưng đám người này tái phạm trộm hơn nửa năm rồi Còn lấy một cái nhà máy bỏ hoang để làm cứ điểm Em không biết đâu Lúc đợi bọn anh đi vào bên trong Cái sừng đó chất đầy là xe Mấy cũ đều có Đám người này cứ cách một đoạn thời gian Lại thở dịp lúc nửa đêm ít người Chạy xe đến thị trấn bên cạnh bán lại Giang gia thuộc nghe vậy thì hiếu kỳ Trộm hơn nửa năm Thế sao các anh bắt được chứ Có rất nhiều người báo mất đồ Nhưng bọn chúng luôn trộm xe vào nửa đêm còn là những chỗ như quan nét rất là khó bắt. Lúc này rốt cuộc cũng đã tóm được. Đã có người nạc danh, báo địa điểm cất giấu của bọn chúng. Sau đó trưa nay trong cục phái thêm một tiểu đội đi, vừa vặn bắt được quả tăng. Giang gia thụ nghe vậy thì sơ gáy. Em còn đang muốn rủ anh chơi bóng rổ, xem ra là không được rồi đi. Chờ anh làm xong đã nha. Bây giờ những chiếc xe kia đã trở về trong cục, đang chờ người đến nhận. Người đã từng báo mất đồ, thì trực tiếp gọi điện đến nhận có một vài biển số xe Những tên côn đồ chưa kịp hủy Cũng có thể trực tiếp liên hệ với chủ xe Chắc phải hai ba ngày mới có thể làm xong được Đều là xe máy và xe điện sao ạ Ừ Hiện tại cũng đã nhận hết rồi Chỉ còn lại 5-6 chiếc không ai báo mất giấy tờ Cũng không có biển số xe Không ai đến nhận Đều là tương đối cũ Chắc bản thân chủ xe cũng đã quên rồi Nhưng mà có một chiếc thì không xong lắm Nghe đến đây thì sang xa thụ hứng thú Sao không giống chứ? Trương Kiên nhíu mày rồi sau đó nói. Có biết xe máy anh lôi không? X6 kinh điển đó. Anh lôi X6 ư? Ừ. Còn độ thành màu xám bạc. Lúc trở về trong cục thì bọn anh mấy đội viên trẻ đều chạy tới xem. Thật đúng là một chiếc xe rất ghê gớm. Cũng không biết xe này là của ai. Vẫn chưa có ai đến nhận. Giang gia thủ nghe vậy thì liền lắc đầu. Mấy ngày này đúng là lợi hạnh. Nhưng đám trộm xe kia sau khi bắt sẽ xử trí như thế nào chứ? Nên xử như thế nào thì xử như thế thôi. Số lượng trộm xe được, không phải 100 thì cũng 50. Hơn nữa bọn chúng còn bán qua tay, dù sao cũng không có quả ngon để mà ăn đâu. Giang gia thụ còn chưa lên tiếng thì Trương Kiên lại nói. Mà đúng rồi, hình như cái tên lưu hạo kia thường xuyên lui tới trồng của mấy bọn em. Cái loại lưu manh như thế này ít liên quan đến bọn chúng đi. Coi chồng bố của em sẽ đánh gãy chân em đó Nghe đến đây Thì Giang Gia Thụ vô cùng kinh ngạc Anh vừa nói đến Lưu Hạo sao Sao thế Không lẽ em quen biết cậu ta thật sao Quen thì có quen Nhưng mà bọn em có thù Đám bị bắt là có cậu ta sao Đúng vậy Cậu ta và đám đàn em lưu manh kia Làm không ít chuyện trộm cắp Đánh nhau ẩu đả trộm xe Đều là chuyện thường ngày Thật sự thiếu sự giáo dục giang gia thụ nghe được tin tức khiến cho người ta kinh hoàng hàn huyên với trương kiên một lát cho đến khi trương kiên nói không nói với em nữa anh còn phải trở về cục giang gia thụ cũng gật đầu đợi đến khi nào rảnh cùng nhau chơi bóng đi em không làm phiền anh nữa anh mau đi làm việc đi giang gia thụ nhanh chóng trở về nhà tiến vào trong phòng thì cầm điện thoại gọi cho trần hứa trạch nhưng gọi hai cuộc vẫn là không thông Đôi khi Trần Hứa Trạch tắt chuông điện thoại. Tùy tiện ném điện thoại ở một cái gió nào đó ở trong nhà. Giang gia thụ đã quen. Ngẫm nghĩ cậu ấy chẳng sang gọi cho những đứa bạn khác. Lưu Hạo đã bị bắt. Câu đầu tiên mở miệng lại như vậy. Khiến cho đầu dây bên kia điện thoại chấn động. Cậu bạn kia lên líu lưỡi lại. Sao? Là có chuyện gì chứ? Cậu ta trộm xe bị bắt được. Địa điểm dấu xe kia bị người ta báo cáo cho nên bị bắt vào cục cảnh sát rồi quá tờ phắc đúng là đúng dịp chúng ta còn đang định giúp cho trần hứa trạch tìm cậu ta để mà báo thù không ngờ cậu ta lại như thế này thật đúng là ý trời mà mẹ chu nấu một nồi canh gà chu yểu làm chân sai vặt như là thường hệ cầm hộp đựng canh mang canh đến cho trần hứa trạch trần hứa trạch ngồi yên lặng ở trên bàn để mà ăn canh ở trong nhà chỉ có một mình cậu đa số thời gian đều yên tĩnh, không có một tiếng động. Chủ yếu cũng không hề nhàn rỗi, giúp cậu quét dọn vệ sinh. Đây cũng không phải là chỉ một hai lần. Động tác của cô thành thạo đến mức dường như là đã trở thành thói quen vậy. Chủ yếu bỗng nhiên lên tiếng nói. Chắc anh lôi x sau kia, cứ như vậy mà bỏ đi sao? Động tác múc canh của Trần Hóa Trạch không dừng lại. Mình cũng không lái được, xem như là vứt đi. Ngoại trừ chú Yếu thì không ai hay biết ngay cả bạn sang xa thụ cũng không biết được. Trước kia Trần Hứa Trạch đã từng mua một chiếc xe. Chỉ là rất ít khi lái, cửa đỗ trong gara tầng 1. Cậu thích chơi rất là nhiều thứ. Sau khi ông bà nội cậu qua đời, có một căn phòng đã bị cậu trực tiếp cải tiến thành phòng làm việc của mình. Nhìn thì như chất đầy những thứ linh tinh. Nhưng mỗi một vật đến tay cậu đều có tác dụng rất lớn. Chủ yếu cũng không nhiều lời. Giúp Trần Hứa Trạch dọn bàn xong thì quay người. Tiện tay cầm lấy tờ hóa đơn ở trên bàn. Trên đó biết. Sơn phun chuyên dụng, màu bạc. Giá cả 126 nguyên. Chiếc xe kia phun màu bạc lên, nhìn thật là đẹp. Chú yêu nói. Ngày đó cô và cậu cùng nhau đi mua sơn phun xe máy. Cô nở nụ cười. Mặc dù tên kia chẳng ra sao, nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm. Lưu hạo thích nhất là xe máy màu bạc. Cho dù cậu ta mua hay lấy được từ người khác. Chỉ cần nhìn chúng, muốn lái, cuối cùng sẽ cải tiến phun thành màu bạc. Mà cậu ta lái xe màu bạc đi rêu rao khắp nơi. Cô không phải là một lần hai lần. Hơi chú ý một chút, sẽ biết cậu ta thích xe máy màu bạc đến mức nào. Ngày đêm qua, Trần Hứa Trạch đã lấy chiếc xe phun màu bạc kia đi ra quán nét. Sẽ đổ ở bên cạnh quán nét. Camera sán sát không hay đến. Bóng tối và ánh sáng cùng nhau chiếu vào xe. Giống như một nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong tối vậy. Qua nét thuận tinh là cứ điểm của bọn lưu học. Chưa cần rành rỗi thì bọn chúng sẽ đến đó lên mạng chơi game. Đặng sáng tối đen, một người một xe ngưỡng mộ trong lòng xuất hiện trước mắt. Lúc rời đi lưu học lại tái phạm, một đám người thuần thục cạnh mở khóa, rồi sau đó buộc dây cao su, dùng xe máy của mình nhanh ngang kéo đi. Tất cả đều hợp logic. Chủ yếu xem mấy lần xé tờ hóa đơn mua phun màu bạc kia thành hai nửa. Sau đó lại xé thêm mấy lần, thành các mảnh nhỏ ném vào trong thùng rác. Chân hớ trạch không giống những người khác, cậu là một thiên tài. Từ khi còn nhỏ chủ yếu đã biết, cách thức suy nghĩ của cậu, hành vi cử chỉ từ trước đến nay không giống người khác. Lúc người khác chơi xe đua, cậu cải tiến ô tô điều khiển từ xa. Lúc người khác chơi diều, cậu nghiên cứu làm thế nào để dùng mấy cây gậy nhựa cùng với động cơ đơn giản làm thành máy bay xoay tròn trên không trung. Không ai biết cái nhà máy bỏ hoang chỗ lưu hạo dấu xe. Đó là nhà máy cạo đã ngừng sử dụng rất lâu. Của một gia đình trong nám nam sinh lưu hạo. Vẫn nghe đồn bọn chúng thực hiện trộm xe. Nhưng không ai biết là bọn chúng súng ở đâu. Cho nên vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn trên xe anh lôi X6 của Trần Hứa Trạch. Đã được cậu cải tiến rất là nhiều lần. Lần cuối cùng ngoại trừ phun Sơn còn gắn một thiết bị định vị ở bên trong. Cùng đặng danh ngữ chặn đường Trần Hứa Trạch, mà người đến ồn ào cười to xem kịch vui. Cũng giật dây đặng danh ngữ đích thân đi lên. Khi đó chắc Lưu Hạo cũng không ngờ đến. Nam sinh mặt lạnh như cả thế giới đều thiếu nữ, lại có một nội tương âm u đủ để cắn nuốt tất cả bọn họ. Đặng danh ngữ bị đuổi học rồi, đúng là đáng đời, đi thì quá tốt rồi. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió nhất là với người phách lối làm chuyện xấu như đặng say ngữ cô ta nhờ có lưu hậu mà đắc ý bắt nạt bạn học ở trong trường y có lưu hậu làm chỗ rửa gây ra không biết bao nhiêu chuyện lúc đội cảnh sát tóm được một đám trộm cắp bán lại ở trong nhà xưởng bỏ hoang thì trùng hợp bắt gặp đặng say ngữ ở đó cô ta chạy nhanh không bị tóm được nhưng sau đó có một phòng thư tố giác xuất hiện trong hòm thư của trang thép của bộ giáo dục bên trong liệt kê ra số trận xấu mà đặng sai ngữ đã làm từ năm hai giờ trung nhắc đến cũng không biết nên hình dung như thế nào có lẽ đặng sai ngữ có là lòng tin với hoàn cảnh gia đình của mình trong quá khứ thì thực sự là như vậy cho dù cô ta gây rắc rối như thế nào bố mẹ cô ta đều có thể là nhờ quan hệ dọn dẹp cho cô ta cho nên cô ta chưa từng biết giấu giếm dường như chỉ cần thấy ngơ mắt nữa sinh nào nhỏ tuổi hơn thì sẽ kéo vào nhà vệ sinh, đánh cho đối phương đến khi chảy máu mũi. Rồi sau đó, sẽ cầm đầu một đám người mỉm cười chụp ảnh kỷ niệm tại liên mạng xã hội. Đôi khi đám đặng danh ngữ sẽ chặn những học sinh giỏi, nhìn ngoan ngoãn nghe lời lại không có chút phản kháng. Đám cô ta không vừa mắt, chính là loại học sinh này. Giống như cái đuôi của thầy cô giáo vậy. Thầy cô giáo nói gì cũng nghe, vô cùng nịnh bợ. Thế là thờ dịp, thầy cô giáo quên mất mấy đứa nịnh bợ này đám cô ta sẽ kéo học sinh đó vào nhà vệ sinh. Tay đấm chân đá, chủ yếu là bà tay. Một đám người thực hiện, còn một đám người cầm máy ảnh ghi lại toàn bộ quá trình. Ở trong video là một màn bạo lực đấm máu. Đầy tiếng nữ sinh thút thít cầu xin tha thứ, cùng với tiếng cười thoải mái đắc ý của đám cô ta. Nếu như không phải, bởi vì có Trần Hứa Trạch ở bên cạnh, chuyện này đám cô ta cũng đã từng cân nhắc dùng ở trên người của chủ yếu. Đáng tiếc là cả ngày Chủ yếu luôn ở cùng với đám người của Trần Hứa Trạch Dường như rất ít là lạc đàn Quá nhiều mục tiêu Cho nên chỉ có thể từ bỏ Khi Giang gia thụ về nhà Còn hàn huyên với bố về chuyện này Trong ban giám hiệu trường học Có không ít người quen bố của cậu ấy Bình thường cậu ấy Chỉ cần có một chút không quy củ Sẽ bị đám bạn già này Của ông đâm chọc chịu phạt không ít lần Lúc này nói đến đặng giai ngữ thì răng xa gia thụ khó hiểu nói không phải nhà của ta rất lợi hại sao hình như rất giàu lại còn có thế lực trước kia gây ra nhiều chuyện như vậy cũng đâu thấy là bị gì cơ chứ Bố giang nghe vậy thì thăng thắn răn dậy tuổi nhỏ mà miệng đã mấy cái lời này không học hành cho tốt nhà người ta rối loạn như vậy con cũng muốn học theo sao con chỉ nói sự thật thôi cô ta thực sự không bị bắt mà Bộ giang thờ dài rồi sau đó bình tĩnh nói. Nghe chú Trương sát vách nói. Cô hai của chú ấy phụ trách tổ tiếp đãi tuần tra. Chúng ta vốn chỉ là điểm dừng chân thôi. Ai ngờ tổ tuần tra vừa đến lại nhận được thư tố cáo chuyện ghê sợ này. Đương nhiên là phải chú trọng xử lý. Năm nay vốn đặt việc quản lý vấn đề bạo lực học đường ở vị trí đầu tiên. Bởi vì trước đó hai tỉnh cũng xảy ra chuyện này. Cho nên mới chú trọng đến chuyện bạo lực ở trẻ vị thành niên mà ở chỗ chúng ta xảy ra với mức độ chú ý như vậy, cho nên phải xử lý một cách nghiêm khắc." Giang gia thượng nghe đến đây, ngẫm nghĩ một hồi rồi sau đó hỏi, "Người gửi thư là ai thế ạ?" À? "Ai mà biết được cơ chứ. Cô bé ở trường học của các con. Không phải nói thường xuyên đăng tải ảnh cùng video bắt nạt của người ta lên mạng hay sao? Đã có chứng cứ sẵn rồi, còn cần người khác cố ý tìm nữa hay sao chứ?" Bố Giang không để mắt loại người này vào Loại chuyện này cũng không thèm quan tâm Nâng ly trà lên lắc đầu đi vào trong phòng Ngoài miệng con cất lời căn dặn Con cứ tăng cường rèn luyện ra đi Đừng có học mấy thứ bậy bạ Nếu không bố sẽ lột ra con đó Những bức ảnh và video Mà đặng sai ngữ đăng lên theo bà Lại trở thành xâm sạn đại chết của ta Trong phòng 2 ngày Bố của đặng danh ngữ đã đến trường 8 lần Nhưng lần nào cũng phải thất bại quay về sắc mặt vô cùng ảm đạm. Lần này trường học quyết định sửa mạnh tay, khai trừ, không có chỗ để mà thương lượng. Đám nữ sinh trong lớp hương vấn thảo luận, nhìn chú Yểu đang nghiêm túc ngồi làm bài tập. Này chú Yểu, cậu cảm thấy... Mới nói được một nửa thì liền dừng lại. Vốn cảm thấy đặng sai ngữ, gieo rao cho ca trương biết chuyện chú Yểu đã từng bị thật. Bây giờ ai nhìn cô, cũng thường chú ý đến chân của cô, chờ xem cô lung túng Muốn nói chủ yếu không hề oan trách đặng sai ngữ Phần lớn nữ sinh cũng sẽ không tin Nhưng mà nhìn sáng vẻ của chủ yếu Bình tĩnh tự nhiên phảng phất như tất cả mọi chuyện bên ngoài Đều không liên quan đến mình Trong chốc lát Đám nữ sinh không nắm chắc được nội tâm của cô Đối với đặng sai ngữ rốt cuộc Là có để ý hay không Chuyện chủ yếu bị thọt Trước chuyện Có kích thích tới đặng sai ngữ bị đuổi học Thì cũng đã phai nhạt hơn nhiều Giang Gia thụ ngồi trước Trần Hứa Trạch Nghe người đối mặt với cậu Này cậu thường nhìn xem Người đã tội với chúng ta Tụi người đều siêu sẻo như vậy Có phải là ý trời hay không cơ chứ Mình rất là tò mò Cậu thấy lưu hạm như thế nào Trần Hứa Trạch đứng dậy Nói mình đi vệ sinh Trước khi đi còn bổ sung một câu Đừng có hỏi mấy câu nhàm chán như vậy Giang gia thụ đành phải đi tìm mấy đứa bạn khác Tụ lại một chỗ trò chuyện nói đến đề tài lúc trước mà Trần Hứa Trạch không trả lời. Mình cảm thấy Hứa Trạch cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá mức lạnh nhạt, dễ bị người ta bắt nạt. Bắt nạt? Cậu nói đùa sao? Ai dám bắt nạt cậu ấy cơ chứ? Dường như cậu ấy chẳng có phản ứng với thứ gì cả, tâm tình nhạt nhẽo như không khí. Như vậy không phải người khác, sẽ cảm thấy cậu ấy sẽ trêu hay sao? Cậu đúng là nghĩ nhiều rồi. Trần Hứa Trạch rõ ràng là loại cậu không thể trêu chọc cậu ấy. Cậu ấy sẽ không chọc giận cậu Nhưng nếu cậu chọc giận cậu ấy Thì phải xem tâm tình Nếu tâm tình không tốt thì cậu liền xong đời Giang gia thụ còn chưa lên tiếng Thì đã có người nói Vậy các cậu thử nói xem Nếu như có người gây sự với chú Yểu thì sao chứ Từ khi chú Yểu đến Đám người cũng dần nhìn ra ý nghĩ của chú Yểu Với Trần Hóa Trạch không giống người bình thường Một đám người im lặng mất mấy giây Giang gia thụ cũng suy nghĩ mấy giây Nói thật thì cậu ấy cũng không nghĩ ra được đáp án chính xác. Cậu ấy bỗng dưng suy một tiếng. Ai biết, tự dưng hỏi mấy câu ngô ngốc này. Ở trên đường lên lớp, chủ yếu qua quầy tạp hóa để mà mua nước uống. Vừa học thí nghiệm xong còn chưa kịp trở về phòng. Cô đầm hộp bút ở trong tay. Vài màu xanh. Phía trên có hình vẽ cấu bắc cực đáng yêu màu trắng. Cầm trong tay cô càng thêm phần dễ thương hơn. Chủ yếu đang bước đi thì bên cạnh có một đám nữ sinh chặn lại đột nhiên đụng vào cô. Chủ yếu thiếu chút nữa bị đẩy ngã. Sau khi đứng vững, cô nhìn lại. Nữ sinh đụng vào cô không mặc đồng phục. Trên mặt buôn một tầng phấn lót khá nhạt. Đôi mắt với chủ yếu, ánh mắt vốn sững sờ của cô ta. Trong chốc lát đã không còn ai nấy. Cẩn thận một chút. chỗ yếu cúi đầu nhẹ giọng, vỗ vỗ và bà vai bị đụng đau. Nữ sinh kia bởi vì thấy động tác vỗ vai của cô mà sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Lập tức trở nên sắc bén, tràn ngập ý tứ sâu xa khó diễn tả. Tưởng là ai chứ? Học sinh mới sao? Chú yêu cũng không muốn nhiều lời, cất bước muốn đi. Nữ sinh kia một bước chặn ngay trước mặt cô. Này, nghe nói chân cậu có vấn đề, có phải là thật không? Cậu không học thể dục sao? Tôi còn muốn làm quen với cậu một chút. Cuối tuần có muốn của bọn tôi leo núi không chứ? Chú yêu không ngấp, nghe ra được ác ý trong lời nói của cô ta. Nhưng không phản ứng lại, cô lách qua người cô ta muốn tiến về phía trước. Đột nhiên nữ sinh kia giật lấy hộp bút màu xanh trong tay chủ yếu. Chạy về phía sau. Đừng có buồn bực như vậy, đến đây chơi đi. Rồi qua qua hộp bút trong tay nói. Cậu bắt được tôi, tôi sẽ trả lại cho cậu, đến đây đi. Tất cả những nữ sinh khác cùng cô ta đều cười cợt nhìn một màn này. Không ai ra ngăn cản, cũng không ai đứng ra nói gì cả nhìn hành động có vẻ thân mật, nhưng thực chất tràn đầy sự ác ý. Xung quanh càng nhiều người đi qua. Nữ sinh kia đứng ở phía không xa, nói lớn với chú Yểu. Không sao, chân không tốt cũng không có gì. Thọt cũng không phải là không thể bước đi. Tôi thấy cậu vẫn ổn mà, đến đây đi. Đồ mọi ánh mắt tụ lại trên người. Chú Yểu đứng tại chỗ im lặng không nói một lời nào cả. Ánh mắt thăm sò, lời nói mang theo sự ác ý. Có đồ loại đánh giá, Lúc trước cô cũng đã từng trải qua Cô hít vào một hơi Đột nhiên co chân chạy đến Lúc nữ sinh kia còn chưa kịp phản ứng Cô đã giật lại hộp bút màu xanh trong tay cô ta Nữ sinh kia ngần người Bởi vì nắm quá chặt Sợi dây có nhân vật hoạt hình trên hộp bút bị giữ lại Nằm trong tay của cô ta Đôi mắt đen nhánh của chú Yểu nhìn vào cô ta nói Trả lại đây cho tôi Lúc này nữ sinh kia mới giật mình hoàn hồn Lùi về phía sau một bước Ôi Vừa nãy tôi chưa thấy rõ Cậu thế nhưng có thể chạy Hay là chạy thêm một lần nữa cho tôi xem nhỉ Cậu bắt được tôi tôi sẽ trả lại Chô yêu đơ mắt nhìn cô ta Mặt hơi thay đổi Cô nói không cần nữa Sau đó cất bước đi đến quầy tạp hóa Tương bước một thong thả vững vàng Nữ sinh kia ngay ra Rồi sau đó liền xin một tiếng Dạ bộ bức ép cái gì cơ chứ Nói xong cô ta ném sợi dây con nhân vật hoạt hình lên hộp bút của chu yểu vào thùng rác bên cạnh Nam nữ sinh cười vui vẻ chạy đi tiếp tục đùa dẫn một màn vừa rồi tự như một bản nhạc đệm râu ria mà thuê lúc trần hứa trạch quay lại phòng học một nam sinh không quen từ từ lại cân cậu do dự hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng này trần hứa trạch khi nãy từ tầng trên đây hình như mình thấy chủ yếu với nữ sinh lớp 4 xảy ra trong trước đó lúc nãy mình đi ngang qua Thầy nữ sinh lớp 4 giật đồ của chú Yểu Muốn cô ấy chạy đến lấy Giang gia thụ nghe xong Thì sắc mặt thay đổi Sau đó thì sao Sau đó chú Yểu chạy đến Nhưng cái hộp bút đó có một sợi dây bị đứt không lấy lại được Nữ sinh lớp 4 kia Muốn chú Yểu chạy lại một lần nữa Cướp được thì trả Chú Yểu không cần nữa sau đó bỏ đi Bỏ đi đâu chứ Đến chỗ quay tạp hóa Vừa mới dứt lời thì Trần Hứa Trạch đã xông ra ngoài Đúng lúc này là giờ vào học vang lên. Mấy người sang xa thụ muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng lại do dự không đuổi theo nữa. Sau khi đám người sang xa thụ hết tiền, lên chạy đến tìm Trần Hỡ Trạch, cũng không đến sân thể dục, cũng không đến vùng xung quanh kề tạp hóa, mà phạt thẳng đến cửa lớp 4. Trước cửa lớp 4 có một đám người đang ve xem náo nhiệt, bàn tán ồn ào. Ngoài hành lang, mỗi một lớp hơn một nửa người đã đi ra ngoài. Có người sợ phiền phức, tình hình mất khống chế sẽ rất nghiêm trọng, nên chạy vội đi tìm thầy giáo. Nữ sinh giật hộp bút màu xanh của chú Yểu, bộ cô phải chạy đến lấy, sau đó ném sợi dây trên hộp bút của cô vào thùng rác, bị chân hớ trạch bóc cổ tại bức tường lớp 4. Đôi mắt luôn trong trèo những lạnh lùng của cậu bây giờ, lại tràn ngập sự tan nhẫn, bàn tay ra sức bóp khiến cho gương mặt của cô ta đỏ lên. Trần hớ trạch mờ to đôi mắt lạnh lùng. Đối với sự đau đớn của cô ta, thì không hề có một chút thương tiếc. Giống như cô ta chọc kẹo chui yếu vậy. Hai tay nữ sinh kia vùng vẫy dãy rùa. Người bên cạnh thấy tình thế không ổn, đều đến can ngăn. Nhưng sức lực của Trần Hóa Trạch rất lớn. Mấy nam sinh tiến lên vẫn không thể kéo được cánh tay, đang bóc cổ nữ sinh kia ra. Trước cửa lớp 4 ồn ào, có vẻ như thật sự xảy ra chuyện lớn. Trần Hóa Trạch cuối cùng cũng mở miệng, nhưng chỉ có hai câu. Đi xin lỗi cậu ấy, đi tìm đồ trong thùng rác về. Nữ sinh kia đau khổ dãy ruộng cật đầu. Nước mắt đã sắp sợ chảy ra. Sau khi cô ta cố gắng gật đầu, thì chân hứa trạch mới buông ra. Nữ sinh kia mất hết sức lực, lập tức ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dồn dập mà gào khóc. Một đám xung quanh bị hồ dọa không dám nói lời nào. Còn chân hứa trạch từ đâu đến cuối, cũng không hề tỏ thái độ gì cả. Giang gia thụ cũng sừng sốt. Bắt đầu từ lúc đến cửa lớp 4, ngay cả quen can cậu ấy cũng đã quên mất. Trong chấp nắng này, cậu ấy nhìn gương mặt của Trần Hứa Trạch, đột nhiên nhớ đến câu hỏi mà đám bạn lúc nãy vừa đề cập, dường như đã tìm ra được đáp án. Loại người như Trần Hứa Trạch, không trêu trọc cậu ấy, cậu ấy sẽ không để ý đến. Trêu trọc cậu ấy, để ý đến hay không còn phải xem tâm tình của cậu ấy. Nhưng nếu chọc đến chỗ yếu, vậy thì cậu ấy sẽ muốn mạng của người đó. Dạng vàng ngày hôm nay khi tan học, chủ yếu không đi cùng bạn. Một thân một mình đi ra khỏi trường, thời tiết giống như cót vui thêm trời quang mấy ngày đột nhiên ngày hôm nay lại đổ mưa tì tách rơi xuống trên mặt đất khô ráo trần hứa chấp biết hôm nay chú yếu đi trước ánh mắt hơi tối lạnh. bề mặt vẫn gọi là tạm ổn nhưng cũng trầm xuống mấy người sang xa tụ ở bên cạnh lại không che giấu được sự lo lắng cậu ấy sẽ không làm gì không nên không làm chứ sẽ không trần hứa trạch khẳng định đáp hôm nay chắc là cậu ấy về nhà ăn cơm không có việc gì cả. So với để ý chú yếu, rõ ràng Trần hứa trạch căng căng đám người giang gia thụ lo lắng hơn. Ở gờ lớp 4 cây sự trước mặt nhiều người, hành vi tồi tệ, tính chất ác liệt, Trần Hứa Trạch bị thầy tổng phụ trách cùng thầy chủ nhậm lớp gọi đến văn phòng làm việc tiếp nhận phê bình. Bắt nạt bạn học trước mặt mọi người, còn là nữ sinh nữa, sao em có thể có dáng vẻ này? Bóp cổ, bóp cổ là chuyện nhỏ sao? nếu không cẩn thận dùng sức lớn hơn một chút. Đây chính là chuyện có thể giết người đó. Lúc đầu còn cho rằng, em là học sinh giỏi hiểu chuyện, thật là khiến cho người ta thất vọng. Giang gia thụ ở ngoài cơ phòng nghe lén, vừa nghe vừa âm thầm tức giận mà bụng trộm mắng. Đúng là chó má thật. Lúc mấy con nhỏ kia làm loạn trêu chọc người ta, sao không đứng ra xử lý công bằng? Nữ sinh thì không cần sao? Nữ sinh thì có thể bắt nạt nữ sinh sao? Bất kể là như thế nào, Trần Đỡ Trạch bị buộc phải viết bàn kiêm điểm. Sau khi chịu mắng, còn bị phạt đứng trước sãi phòng của thầy cô để mà răn đe. Về rồi sao? Sao lại ướt hết như thế này? Khi chú yếu đi vào trong nhà, mẹ chú thấy quần áo trên người của cô ẩm ướt, thì đầu lông mây bất giác hơi nhíu lại. Trời mưa hả? Ồ thì ở đó tại sao không mang theo? Thật đúng là, lại phải giặt thêm một bộ quần áo nữa. Quán mặt trực ở đằng trước ẩm ý, bà nào cũng có người ngồi. Bồ chùa ngồi trong quán trà uống, trà nói chuyện với bạn. Mẹ chùa nhân thời gian rảnh, vào trong quán để xử lý việc nhà. Mau thay quần áo đi, để mẹ giặt, có nghe không hả? Ba cất tiếng nói. Chùa yểu vâng một tiếng, về phòng thay quần áo sạch sẽ, để bộ đồ ướt kia vào trong giỏ. Đã thắp hương cho anh trai của con chưa? Vừa đặt quần áo xuống, mẹ chùa đột nhiên hỏi. Động tác của chùa yểu dừng lại trong nháy mắt. Chưa ạ. À? mẹ chua quay đầu nhìn cô không hài lòng nói nếu vậy còn không mau đi lớn vậy rồi một chút vết tóc cũng không hiểu anh con một mình lại loi trơ trọi nhang đèn trên bàn thờ đã chơi hết rồi tranh thủ mà thắp cho anh con đi chua yểu không đáp cô đi đến bàn thờ dựa vào tường ở trong phòng khách trên bàn đặt một cái lưu hương sau lưu hương là di ảnh của một cậu bé trong bức ảnh cậu bé trông rất giống cô thậm chí còn đẹp hơn cô nói là anh cả nhưng thật ra chủ yếu không biết đến người này Lúc cô còn chưa nhận thức được Thì người anh này đã xảy ra tai nạn xe cộ rồi qua đời Anh là bào bối trong lòng của mẹ chu Sau khi anh qua đời tròn một năm duyệt chút nữa mẹ chu bởi vì bất ức Mà chấm dứt sinh mệnh của cuộc đời mình Chủ yếu thắp ba cây hương cắm vào Hai tiếng cốc cốc vang lên Cánh cửa bị ai đó gõ Mẹ chu đi ra mở cửa Là hàng xóm bên cạnh đưa bánh dày tự làm sang cho. Cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ kết thúc rất nhanh. Mẹ chú cảm ơn ý tốt của hàng xóm, nhận lấy chiếc bánh dày. Mẹ chú cắp một cái để trong bắt nhà mình, kêu chú yểu đưa ra quán mặt trực cho bố chu Bánh dày làm rất lớn nhưng chỉ có bốn cái. Mẹ chú dùng dao cắt thành hai nửa, một nửa mình ăn, một nửa cho chú yểu. Trong mâm còn lại vừa vặn hai cái. Chú yêu thích ăn đồ ngọt khi còn bé suốt chút nữa bởi vì tham ăn bánh kẹo mà bị sâu răng. Ăn xong nửa miếng bánh dày ngọt ở trong bát. Đũa của chú Yểu lại hướng về phía hai cái còn lại trong mâm. Nhưng không trực tiếp cấp, động tác có vẻ do dự. Trước khi cô hạ đũa xuống, thì mẹ chu đã bưng bánh dày đi đến trước bàn thờ, đặt hai cái bánh dày xuống. Tự mình bay trước di ảnh của con trai, rồi sau đó đau lòng lầm bầm. Cô cưng ạ! À? Con thích ăn đồ ngọt nhất Ăn hai cái này đi Muốn ăn gì thì nhớ báo mộng cho mẹ Chủ yếu cọ sát chết đũa Cô đi đến vài nước rửa sạch sẽ Yên lặng không một tiếng động mà để lên kệ Chủ yếu biết Trần Hứa Trạch chắc chắn sẽ bị phạt Lúc rời khỏi trường học cũng có thể nghe thấy Bóp cổ bạn học Hơn nữa đối phương là nữ sinh Mà cậu lại là nam sinh Cho dù xảy ra chuyện gì Thì làm sao lại chuyện này trong mắt của các thầy cô giáo, bất kể thế nào thì cũng là sai. Trần Hứa Trạch bị phạt viết bản kiểm điểm, yêu cầu viết đồ 5.000 chữ, sẽ chiều ngày mai nộp lại cho chủ nhiệm lớp. Ngày hôm nay, cậu bị tước đặt quyền được ăn cơm chiều. Chủ nhiệm lớp mặc dù đau lòng, nhưng cũng không thể không tỏ thái độ. Để cậu bị phạt đứng ở hành lang ngoài cùng Qua dãy phòng thầy cô giáo, từ giờ cho đến lớp tự học buổi tối. Chú yêu đến cậu đang đứng ở trong hành lang một tay đề trong túi gương mặt bình tĩnh không có một chút buồn rầu bởi vì bị phạt thấy cô đến thì cậu liền hỏi ăn cơm xong rồi sao Châu yêu cắt đâu ăn cái gì rồi chứ cầm thừa buổi trưa mình không ăn hai cái bánh dày cô hàng xóm ở bên cạnh cho dường như trần hứa trạch rất là nhàn hạ thoải mái mà hỏi cô có ngon không ngon rất ngon Chú Yêu gật đầu đáp. Cô thích đồ ăn ngọt, Trần Hứa Trạch biết. Nghe thấy câu này, cậu phăng phất như nở nụ cười. Khóe môi có một đường cong rất nhẹ, lại trông giống như là ảo giác vậy. Mưa vẫn còn động trên tàn lá xanh. Trong hành lang thi thoảng, lại còn có nước nhỏ giọt vào. Sát mày hành lang dường như đã ướt. Chú Yêu cất tiếng hỏi. Có đói bụng không? Trần Hứa Trạch không có phản ứng, cô mắt mà nhìn cô gái thấp hơn mình. Rất lâu sau mới chán ngắn mà gật đầu. Chú Yểu lấy một túi bánh bích quy nhỏ từ trong túi ra đưa cho cậu. Cậu nhận lấy, nhìn cũng không nhìn đã nhét vào trong túi. Giờ không thể ăn được, bị thầy giáo nhìn thấy. Chắc chắn còn muốn mình đứng đến sáng mai. Hình như tâm tình của cậu không thể, hiếm khi mới nói một câu giải trí. Chú Yểu lộ ra ý cười, cô cất tiếng hỏi. Đã đứng bao lâu rồi, chắc là mệt sao? vẫn còn tốt chưa mệt nhưng mà nhàm chán muốn rời đi cậu đáp lại trần hứa trạch hơi ngừng đầu xoay cổ theo phòng trắng sáng vẻ lời nhắc không hề có chút thận trọng bởi vì đang bị phạt đứng cậu có dáng người cao chân dài lại đứng ở đằng sau tán lá cây ẩm ướt nhìn xuyên qua cây hở tự như một bức tranh phong cảnh tây mắt vậy Chú yêu trừng mắt nói không thể đi đâu tối cậu sẽ bị mắng cứ tùy thôi chưa sao Cô liếc mắt nhìn cậu rồi sau đó hỏi Còn bao lâu nữa? Trần hứa Trạch ngưng đầu nhìn đồng hồ trên tường rồi biểu môi đáp Hơn 20 phút nữa thì phải Cậu phải đứng đàng hoàng đó, ngoài một chút đi Chờ vào học lại được giải thoát rồi Trần hứa Trạch không nhận lời Trái lại còn trả lời thao tâm tình Không chắc nha Đứng ở đây chán chết Nói không chừng lót nữa mình sẽ đi Chủ yếu nghe vậy thì nhớ mày nhấn mạnh Phải đứng đàng hoàng nếu không thì cậu sẽ bị phạt tiếp đó. Trần hứa trạch bay ra sáng vẻ tự như không quan tâm. Chủ yếu chăm chú nhìn cậu mấy dây. Tì mì mà nhìn ngũ quan đẹp đẽ của cậu rồi bóng nhiên ái. Đưa tay ra đây. Trần hứa trạch không một chút do so dự. Theo lời của cô mà giơ tay ra đưa cho cô. Chủ yếu lấy một cái bút đen mang theo từ trong túi. Mở nắp bút ra rồi cầm bút nhẹ nhàng. Viết mấy chữ trong lòng bàn tay của cậu. Hứa trạch ngoan. Chẳng hỡi trạch nhìn chằm chằm ba chữ trong lòng bàn tay mất mấy giây. Từ từ nắm tay lại, cho tay vào trong túi áo khoác. Rất lâu sau, cuối cùng cậu cũng không cứng cổ ra về nữa. Ngoan ngoán mà đứng chịu phạt, cũng không nói đến chuyện muốn rời đi sớm. Cậu chỉ kẽ nâng cầm, nhẹ nhàng nghe theo cô. Lá cây lay động xào giặc, trong âm thanh vang lên đó, dường như cậu còn cảm nhận được hơi nước mắt mẻ. Cậu im lặng mấy giây rồi đáp. Được. Lớp học 7 tối bắt đầu. Trần Hứa Trạch cuối cùng cũng hết bị phạt. Trở lại phòng học, rất nhiều học sinh vì thấy hành động trước cửa lớp 4 của cậu mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cậu lại tự như không có về gì cả. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tiết tự học buổi tối bắt đầu. Giang gia thụ quay đầu nói chuyện với Trần Hứa Trạch. "Đồ của chủ yếu đã lấy về hết chưa?" Về mặt của Trần Hứa Trạch không quá hòa nhã mà gật đầu. Hộp bút là do cậu ấy tự lấy về Vậy cái sợi dây kia thì sao Bị ném vào thùng rác rồi Nữ sinh kia có đi nhặt về không Nhặt Trần hứa trạch lời ít ý nhiều Rất là rõ ràng Chuyện này khiến cậu cũng không vui vẻ gì Nói đến đây Thì Giang Gia Thụ tò mò Mình thấy cái sợi dây kia đã bị bẩn rồi Sao chú yếu lại không ném nó đi Mà mua một cái mới chứ Đã bị ném vào thùng rác rồi Thì chắc chắn nó sẽ bị dính mùi đi một tay của Trần Hứa Trạch lấy quyển sách trong học bàn ra, để lên trên bàn chỉ nói, hỏi ít đi. Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, đừng có nói đề tài này trước mặt của cậu ấy. Giang gia thụ nghe vậy thì tò mò, là có chuyện cũ sao? Trần Hứa Trạch liếc mắt nhìn qua, Giang gia thụ ặc một tiếng vội vã cật đầu. Được rồi, được rồi, mình không hỏi, mình không hỏi. Sau khi thấy tên trên bàn bằng, chủ yêu cùng với người nghiệm cũng lần đầu gặp nhau là ở hội trường của trường học. Chu Yểu thích yên lặng, ngồi ở hành cuối cùng. Không bao lâu sau thì bên cạnh, đột nhiên có nhiều hơn một người, đang dần dần đến gần cô. Chu Yểu vừa quay đầu, thì nhìn thấy một gương mặt với nụ cười xanh xắn. Tuy rằng bề ngoài xinh xắn, nhưng khí chất lại thân thiện không có lực sát thương. Khoai môi đang nhích lên kia, nhưng có một chút ngốc nghếch. Chu Hiểu không hiểu vì sao, Chào cậu, mình là Ngành Niệm. Ngành Niệm đến gần cô, muốn bắt tay với cô. Bàn tay đã đưa ra, cho nên không biết phải làm sao. Đành phải cầm một cốc sách của chủ yểu nhẹ nhàng lay lay. Sau đó, Ngành Niệm đẩy bài thi trong tay đến trước mặt của chú niếu. Nghiêng mặt để mà đối mặt cùng với cô. Mắt nhìn chăm chăm vào mặt của cô. Giống như thưởng thức cũng không đủ vậy, không hề rời ánh mắt đi. Bị ánh mắt nhiệt tình như vậy đánh giá, chủ yểu không được tự nhiên lắm. Cô hơi quấy đầu rồi sau đó kẽ hỏi. Cậu là em họ của Giang Gia Tụ sau Đúng vậy, cậu biết mình ư? Biết sơ sơ. Trùng hợp quá, mình cũng biết cậu. Lòng mày có nghe niệm vui vẻ nhấn lên. Trong khoảng thời gian mình đi thi đấu, nghe nói trong trường có một học sinh rất xinh đẹp chuyển đến. Mình đoán là cậu, trông rất là đẹp mắt. Lần đầu tiên bị một người cung giới tùy ý khen ngay ở bên ngoài như vậy. Tuy chủ yếu bình tĩnh Nhưng khuôn mặt bất giác cũng hơi đảo ứng Cậu tìm mình À là như thế này Ngành niệm làm sao phải chán chết Không phải thành tích của bạn học chủ yếu rất tốt sao Mình rất là hiếu học Nghe nói lần kiểm tra này cậu đứng thứ nhất Mình đặc biệt đến đây xin cậu chỉ bảo Đây nhờ cậu chỉ dạy mình Là mấy bài này nha Ngành niệm không buộc tóc Một tay nâng mặt Ý không ở trong lời nói Nói là nhờ chỉ bài nhưng thật ra lại nhìn chằm chằm vào mặt của chú yểu nhưng mà không những nhị gì, gì hết cậu mau giải đi hai người chúng ta đều đứng thứ nhất cậu và mình là cùng hạn mà chú yểu nói thêm nghề nghiệm ho khan một tiếng rồi sau đó ngồi thẳng dậy có vẻ rất là có lý nói tiếp không phải chỗ sai là không giống nhau sao đến đây mình dạy cho cậu cậu dạy cho mình giọng điệu giống như đang chờ đợi chú yểu tra đạp mình vậy Chu yếu bị cô ấy làm đúng quần lấy đến mức không có cách nào nữa Cho nên đành phải đồng ý Trong hội trường buổi chiều Ở trên bục Thầy giáo đang nói đến tác phong và kỷ luật ở trường Giới bục Ở trong góc của hàng cuối cùng Chủ yếu nói nhỏ và chậm Giải thích những bài mà không biết ngành niệm đã làm hay chưa Tờ mắt của ngành niệm từ đầu tới cuối Lại cứ ở trên mặt của cô Nhìn gương mặt trắng mịn của cô còn có mạch máu hơi lộ ra dưới làn da tinh tế. Hai hàng lông mi chớp chớp, cho đến khi tim đã mềm nhũn, quả thật là đẹp muốn chết mà. Kết thúc bài giảng, chủ yếu có việc về lớp trước. ngày niệm đứng ở cửa sau, vừa hồi tường lại vừa xúc động. Trùng hợp lúc đó Giang Gia Thụ cũng đi ngang qua, thấy cô ấy liền thông đến hùng hăng cốc đầu một cái. Có mẹ nó Giang Gia Thụ, làm cái gì mà đứng ngô người ở đây? Muốn ngắm phong cảnh à? Ngành niệm liếc mắt nhìn cậu một cái Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bóng dáng Của chú yếu đã đi ra Giang gia thụ nhìn thao tầm mắt của cô ấy Rồi sau đó nhau mắt lại Nhận ra là chú yếu Đó không phải là chú yếu sao Em làm gì cô ấy rồi hả Anh quên em tốt nhất đừng trêu chọc cô ấy Cẩn thận Trần Hóa Trạch sẽ làm thịt em đó Lỗ tai của nghiệm Đã không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa Nhìn thấy bóng sáng kia Cô ấy khẽ lắc đầu rồi sau đó dựng thẳng ngón trỏ, gật đầu gắn lên từng chữ. Tiểu mỹ nhân này, em muốn nha. Chuyện nhanh nhiệm coi trọng, chủ yếu không chỉ là nói xuông mà thôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở hội trường, cho dù là có rảnh hay không rảnh, ngành niệm cũng sẽ qua lớp của chủ yểu để mà tìm cô, cùng với cô nói chuyện hoặc là cùng cô làm bài. Hết tiết, hai người sẽ kéo tay để mà đi mua nước. Lúc đang đi lên lớp, có khi còn lôi kéo chú yểu đến sân thể dục để mà dài dầu chân của chú yểu không tốt không tiện để chạy thậm chí có khi phát tác ngay cả đi đường cũng sẽ cảm thấy đau ngành niệm biết chuyện này nhưng lại làm như không hề biết gì cả không xem cô như búp bê dễ vỡ cũng không đặc biệt chăm sóc gần như chỉ xem cô là một người bạn bình thường để mà đối đãi so với trần hớ trạch tiếng xấu của ngành niệm còn nhiều hơn Tuy ngành niệm luôn trướng mắt Trần Hứa Trạch, cảm thấy ngày nay mang cái mặt của một người chết. Không có chỗ nào là đẹp cả. Nhưng đối với chuyện của chú Yểu, hai người này lại không khác gì, là không thân ác sắc. Sau khi đám nữ sinh lớp 4 bị Trần Hứa Trạch cảnh cáo, thì không còn dám chủ động treo trọc chú Yểu. Nhưng vẫn không tránh được việc nói xấu sau lưng. Đương nhiên sẽ không nói trước mặt của chú Yểu. Nhưng trùng hợp thế nào lại bị ngành nghiệm đi qua nghe thấy được bụp đột nhiên một tiếng bụp vang lên ngày niệm ném chai nước thoáng sượt qua bên mặt qua nữ sinh đang nói vốn cô ấy không cố ý nhằm vào cỏ máu của cô ta ban đầu là nhằm trần bên cạnh chai nước khoáng còn một phần ba đập vào tường rất mạnh Phát ra tiếng vang khiến cho những người ở đó hoảng hốt và nhảy dựng lên mấy nữ sinh trước đó còn đang nói còn nhỏ thật chân kia thật thì có gì mà đặc biệt hơn người tất cả đều hoảng sợ mà đờ người ra choáng váng mà nhìn ngành nghiệp đang lạnh lùng nhìn mình ở bên cạnh lúc nói xấu người ta thì tốt nhất là nên cẩn thận một chút nha Ngành nghiệp nhích môi cười xòa một tiếng lúc tôi ra tay đánh người rất lời phải xem đó là nam hay nữ đó ai cũng có thể đánh cả Ngành nghiệp có bề ngoài đẹp thành tích lại tốt trong nhà cũng khá giả nhà anh họ sang xa thụ cổ cô ấy đã xem như có điều kiện tốt nhưng so sánh với cô ấy Thì vẫn còn kèm hơn rất nhiều Mấu chốt là tính cách của ngành niệm dũng mãnh Trước kia còn nữ sinh xung đột với cô ấy Sau khi thầy giáo đến Thì giả bộ đáng thương bắt đầu khóc thút thít lau lau nước mắt Ai giờ ngay tiếp theo Nước mắt của ngành niệm ảo ảo chảy ra như không kìm lại được Rất rất là nhiều Khóc còn thảm hại hơn đối phương Cũng có người thức kính cổ với cô ấy Mang theo người đến công trường chặn cô ấy lại ngành niệm cũng không nói hai lời. Tiện tay nhặt một mảnh qua bàn học cũ vứt ở bên sân thể dục, đánh tên dẫn đầu đến khắp cha gọi mẹ. Đương nhiên cũng có lúc cô ấy sơ xuất, bị chặn lại trong con ngõ nhỏ, suýt chút nữa bị đánh. Ai có thể ngờ, giây tiếp theo cô ấy lại giống như khỉ trao lên cây, chạy lấy tà sông lên tường, thoát một cái đã biến mất không còn bóng người. Mềm cứng, đều thất bại với ngành niệm. Người này còn đặc biệt có tuyệt kỹ chạy trốn nhìn ca trương nhất trong này nào có ai dám trêu chọc cô ấy đây cô ấy rất trâu bò trần hứa trạch lại tan nhẫn là hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng nhưng việc đời có lường trùng hợp là hai ngày này đều bảo vệ một cá nhân đó chính là chủ yếu đối với sự lấy lòng quần nghiêm niệm chủ yếu gần như có thể tính là không có phản ứng gì ngày niệm hẹn cô làm gì đó cô cũng sẽ đi nhưng chưa bao giờ biểu hiện thái độ nhiệt tình Ngành niệm không giận cũng không trách cô Càng không cho rằng nỗ lực của mình là sai Duyên phần sợ hai người Cũng không thể nói rõ được Dường như là từ ánh mắt đầu tiên Nhìn thấy chú yếu Cô ấy đã thích, vẫn luôn rất thích Tuần thứ hai Ngành niệm thân thiết với chú yếu Buổi chiều tiết thứ hai Chú yếu bị gọi đến văn phòng thầy cô giáo Giúp mang thời khóa biểu trở về lớp học côn trùng keo vang trong tán lá Đã bị diệt dường như không còn nghe thấy tiếng nữa. Ánh sáng chiều qua khe hở thơ thất, cũng không còn bao nhiêu độ ấn. Mùa thu đã sắp đến rồi. Chú Yểu ôm một chồng thời khóa biểu khóa mỏng, đi qua một cái đình nhỏ trong khu của thầy cô giáo. Còn chưa đến đình bao nhiêu bồn hoa trồng ở bên đường đã mọc tươi tốt nhẹ nhàng lay động trong gió, che đi hơn một nửa bóng dáng của cô. Không nhìn kỹ, thì sẽ nghĩ nơi này chính là không có người. Này niệm niệm, mình thấy rất là lạ. Cậu cứ đi tìm chú yêu kia làm gì thế? Cậu ấy lại không để ý đến cậu. Mỗi ngày cậu đi tìm cậu ấy, chủ động chơi với cậu ấy. Cậu ấy còn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng cả ngày. Nếu như là mình, mình đã sớm không chịu nổi rồi đi. Đúng đó, đã lâu cậu không đi chơi cùng với bọn mình rồi. Ăn cơm cũng là ăn cùng với cậu ấy. Chú yêu kia bị thật đó. Nếu mà lúc chạy, lỡ mà té ngã gì gì đó, cậu không cảm thấy mất mặt hay sao? Còn mình thì Trong đình vang lên tiếng nói chuyện Đều là những giọng mà chu Yểu không quen Nhưng cái tên mà các cô gái kia đề cập đến Cô lại rất quen Bàn tay của chú Yểu cầm tệp giấy hơi đè lại Cô quấy đầu Bên môi có một nụ cười như có như không Định tránh sang con đường nhỏ bên kia Còn chưa nhấc chân Trong đình đột nhiên vang lên giọng nói Mà cô quen thuộc Này 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 Mấy người các cậu anh à nói cẩn thận một chút cho mình có được không hả? Mau nghe cho kỹ đây. Chủ yếu là bạn của mình. Nếu để cho mình nghe được các cậu còn nói xấu cậu ấy, có thể mình sẽ không còn hòa nhã mà nói chuyện như vậy cùng với các cậu đâu. Là giọng của nghe nghiệp. Giọng điệu kia có vẻ tức giận. So với giọng điệu nói chuyện bình thường thì cao hơn một chút. Chủ yếu đã nghe vài lần cũng như bây giờ. Bàn tán sau lưng của người khác rất là thiếu đạo đức. Mình chỉ nói một lần thôi đó. Hơn nữa chân chủ yếu cũng không liên quan đến chuyện của ai cả. Đó là chuyện của cậu ấy. Thế nào hả? Chân các cậu lợi hại thì chạy nước rút 800m cho mình xem. Không lấy được giải quán quân thì trong mắt của mình cũng chỉ là thứ đồ ăn vặt bỏ đi thôi. Trong đình lặng ngắt như tờ, những người kia dường như đã bị ngành niệm mắng chửi mà ngây ngay ngoài ra. Ngành niệm mặc đồng phục màu xanh, soạt một cái đứng dậy, không muốn nói lời vô nghĩa cùng với mấy nữ sinh đó nữa. Chủ yếu của mình mặt mũi xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, đầu óc thông minh, lần nào thi cũng đứng thứ nhất, càng không nói xấu sau lưng của người ta. Cậu ấy rất là tốt, các cậu có tư cách gì mà cười nhạo cậu ấy cơ chứ? Nhìn tình thành trước mặt, ngành niệm không nói thêm mấy lời khó nghe nữa. Chỉ liếc mấy nữ sinh này một cái, rồi đi xuống cầu thang bên cạnh đỉnh, nhanh chóng rời khỏi. Sau khi ngành niệm rời khỏi, mấy người ở lại trong đình cũng không dám nói thêm gì nữa cho dù là nhân niệm rời đi rồi, trong lòng của các cô ấy vẫn còn sợ hãi như cũ. Ngồi thêm một vài giây, rồi sau đó từng người một tản đi. Chủ Yểu đứng yên sau cành cây rất lâu. Thời khóa biểu bị cô nắm chặt đến mức biến dạng. Rồi sau đó cô từ từ buông tay ra, mà vứt phẳng nếp cấp kia. Lần nào cũng cùng nhau ăn cơm, ngành niệm cũng đều nói với cô rằng Yểu yêu à, cười một cái đi mà, cười một cái đi, Cậu cười lên đẹp đến mức nào chứ? Mình thích mấy cô gái khi cười lên, trông rất là xinh đẹp nha. Cô luôn nhích môi cười tượng trưng, coi như là phản ứng cho ngành niệm thấy. Chiều ngày hôm nay, bên dãy phòng của thầy cô giáo, một mình chú yêu đứng sau bồn hoa, không thể hiểu sao lại đứng cười rất lâu. Cũng giống như ngành niệm nói vậy, lúc cô cười rộ lên, nhìn qua thực rất là xinh đẹp. Chú yêu cầm lấy bài thi đứng thứ nhất trên bằng xếp hạng, nghiêm túc cấp lại, cất vào trong cặp mang về nhà cho bố mẹ xem. Lúc về đến nhà, cả bố mẹ đều đang bận rộn, tiệm mặt trượt đằng trước lúc nào cũng đầy người. Bố mẹ à, con... Bố chu vừa thấy cô về, không đợi cô nói hết lời đã lập tức chen ngang. Bưng nước trà ra đằng trước đi, bạn ba mau lên, đang dục đó. Chú yếu im lặng, cô cài cặp rồi yên lặng đi đến trước bà chăm trà. Dùng khay đặt ly trà rồi vâng ra tiệm mặt trượt lúc về phòng đặt khay xuống chu yểu lơ mơ suýt chút nữa là đụng vào lưu hương ở trên bàn thờ giọng của mẹ chu lập tức cao lên con chú ý một chút đi mắt để ở đâu vậy hả lưu hương bị đổ thì phải làm sao bây giờ hiểu hiểu à con làm việc không hề cẩn thận một chút nào bây giờ không biết ngày nào cũng nghĩ cái gì mất hồn mất vía sau khi sao hấn vài câu mẹ chu cũng không nói nữa mà cầm lấy rẻ lau bàn Chú yểu lấy bài thi ra rồi đặt ở trên bàn dây tiếp theo mẹ chú đã cầm rẻ ướt lau lên Một nửa bài thi của cô đã bị ướt Chú yểu liền thoáng sừng sốt Mẹ à, bài thi của con Trời ạ, sao con lại không cẩn thận thế hả? Mẹ đang lau bàn không thấy hay sao? Con lại còn đặt đồ ở trên bàn Mẹ chú hư một tiếng rồi sau đó nói Quên đi, quên đi Ướt một chút, con cầm đi phơi cô cũng được mà Chú yêu cầm lấy cốc bài thi bị ướt một nửa, rồi sau đó chậm chạp mở miệng. Mẹ à, đây là bài thi lần này của bọn con. Con... Mẹ chu không kiên nhẫn nói. Đừng có đứng chặn đường đây nữa. Qua bên kia đi đi. Mẹ nói này, từ khi lên cao trung các con ngày nào cũng thi, ngày nào cũng kiểm tra. Một hai tờ bài thi thì có sao chứ? Cũng không phải là thực sự thi đại học. Con cứ cất đi là được rồi đi. Cuối cùng chú yêu cũng không nói gì nữa. Ăn cơm trưa xong, thì về lại trường học trần hứa trạch đang ở đầu ngõ chờ chu yểu hai người cùng nhau đi học trong lúc đang tan ngẫu chu yểu cất tiếng nói đùa niệm niệm nói mình chỉ bài cho cậu ấy vào lúc mình nghỉ ngơi có được hay không trần hứa trạch nghe đến đây thì liền nhíu mày lại cậu ấy tự làm được chỉ là lấy cớ thôi giang gia thụ là anh quần nghiêm niệm cậu ấy đã kể rất nhiều lần nghiêm niệm thích mấy cô gái xinh đẹp cũng không được bình thường cho lắm nên cậu hãy tránh xa cậu ta ra một chút Mà dù là cậu nói như vậy Nhưng chú yêu lại cảm thấy Ngành niệm rất là đáng yêu Thật ra thì Trần hứa trạch Cũng không phải thật sự Không cho chú yêu làm bạn với ngành niệm Đối với mấy chuyện bạn bè như thế này Duyên phận Cũng thật sự rất là hiếm hoi đi Hai người cùng nhau đi đến trạm xe buýt Chú yêu bỗng nhìn cất tiếng nói Mà đúng rồi Cái sợi dây, dây kia mình đã ném đi rồi Trần Hứa Trạch nghe thấy vậy thì ngước mắt mà nhìn về phía cô. Cô cười rồi sau đó nói. Đã rất là bẩn rồi, cũng rất là cũ nữa. Dùng cũng đã lâu, cho nên sức khoát ném đi rồi. Trần Hứa Trạch không nói tiếp, mà chỉ nhìn về phía của cô. Trong mắt là sự dịu dàng rất nhiều. Đang đi thì nhanh niệm cười tin nhắn cho chú Yểu. Chú Yêu lấy điện thoại ra xem rồi sau đó nói. Niệm niệm, rồi mình chờ mai đến nhà của cậu ấy chơi chỉ là thuận tiện chia bài cho cậu ấy. Lại lấy cớ này rồi. Châu Yêu nghe thấy vậy thì liền bật cười, lập tức liền đã nhắm mắt lại. Hai người nói chuyện thật sự là vô cùng vui vẻ. Trần nữa trạch bị cô xem nhẹ, mắt nhìn về phía trước giống như không nhìn cô, mà chỉ mím môi nói. Cậu dạy cậu ấy không bằng dạy mình đi. Châu Yêu nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Cậu không cần mình phải dạy mà. Cậu ấy đứng thứ nhất cậu vẫn dậy Mình đến thứ ba Vì sao lại không cần cơ chứ Chủ yêu cúi đầu rồi sau đó liền bật cười ra tiếng Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó Nụ cười ở trên mặt Của chú yêu lần dần thu lại Nhưng mà bài thi của mình đã bị ướt rồi Nhiều chỗ thấy không rõ Nếu như muốn thảo luận ôn bài dựa trên đề thi Thì phải mượn của người khác Vì sao lại bị ướt chứ Giọng của cô bình thản vang lên Lúc mẹ mình lo bàn thì làm ướt Cậu đã đưa cho cô chú xem chưa? Rồi Nhưng hai người bọn họ không xem Nói đến đây thì cô cười chua chát Bởi vì bận quá mà Cũng không có thời gian để mà xem đi Sau khi nghe xong Thì hai người im lặng mấy giây Trần hứa trạch không phải là rất muốn hỏi Nhưng cuối cùng vẫn hỏi Cô chú không nói gì sao? Bố mình chỉ nhìn qua rồi thôi Mẹ mình cũng không có chú ý đến Bà ấy bật lau tàn hương rơi xuống bên cạnh lưu hương Trong chốc lát Bầu không khí đã trở nên vô cùng yên ắng Trần hứa trạch à Mình cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh Chú yếu bỗng nhiên cất tiếng nói Trần hứa trạch không nói gì Mà chỉ lặng lặng lắng nghe Trước kia mình làm bài tốt Bố mẹ sẽ rất là vui Lúc học tiểu học mình đứng thứ nhất Bố còn mua bánh kem cho mình Lần nào cũng là không giống nhau nhưng luôn có sau tay ở phía bên trên. Hai người bọn họ biết mình thích ăn. Những việc này cảm giác dường như đã trôi qua từ rất lâu rồi vậy. Ánh mắt của Chu Hiểu hơi hơi hướng về phía trước. Bây giờ đã hoàn toàn nhớ không được bao nhiêu chuyện nữa rồi. Đường đến trạm xe buýt cũng không quá dài. Nhưng Trần Hỡ Trạch bỗng nhiên cảm thấy mỗi bước chân dường như đều trở nên vô cùng nặng nề. Trạng vàng đám Trần Hứa Trạch cùng với Chu Yểu đi đến tiệm cơm gần trường học. Trước kia ngành niệm chưa bao giờ tham gia vào mấy hoạt động của đám người sang gia thủ. Bởi vì chú Yểu nên bây giờ cũng xuất hiện, thói quen mà ngồi xuống bên cạnh cô. Mà chủ nhân của vị trí này trong quá khứ là Trần Hứa Trạch, chỉ có thể ngồi xuống đối diện cùng với chú Yểu. Đề tài giữa con gái có rất là nhiều. Ngày niệm lại có tính cách hài hước Nói gì cũng thú vị giống như bản thân đã mang đến thiên phú gây cười vậy chú yêu cười đến mức không khép miệng lại được hai người trò chuyện càng ngày càng gần nhau ngành nghiệm đột nhiên vươn qua rồi trực tiếp cối lên vai của chú Yêu, vô cùng là thân mật ngành nghiệm ôm lấy cánh tay của cô giọng điệu nói chuyện có vẻ như là đang làm đúng chú yểu cũng không kháng cự rất hiếm khi mà tiếp nhận hành động thân thiết từ người khác như vậy hai người các cô nói chuyện phiếm đám con trai không chen vào được đành phải nói sang chuyện khác trần huấn trạch lại im lặng từ đầu tới cuối một câu cũng không có nói không biết là ngành niệm nói chuyện gì quá mức buồn cười mà chủ yếu che miệng cười vui vẻ hết sức ngành niệm nghiêng đầu nhìn cô cười bỗng dưng nói yêu yêu à có thể cho mình hôn cậu một cái được hay không chủ yếu nghe đến đây thì sừng suốt đám nam sinh nghe thấy vậy thì ai cũng phải đờ mắt nhìn qua Giang gia thụ là người cất tiếng mắng đầu tiên. Em lại phát bệnh à? Ít hôn con gái đi có chết hay không hả? Nhưng ngành nghiệm trực tiếp mặc kệ cậu ấy. Giống như không hề nghe thấy cậu ấy nói gì vậy. Hôn một cái có được không hả? Ở trên má một chút thôi. Mình không có bôi son. Nhưng mà ở trên mặt bôi kem dưỡng da mùi nhũ hương. Rất là dễ người. Cậu cho mình hôn một cái đi mà. Ngày nghiệm tiếp tục làm nũng với chú Yểu. Chú Yểu vô cùng là ngạc nhiên lần đầu tiên bị yêu cầu kèo này, cũng không biết là phải trả lời như thế nào cả. Nhanh niệm ôm lấy cánh tay của cô rồi sau đó lắc nhẹ. Hôn một cái, một cái thôi. Nếu không thì mình cho cậu hôn lại. Chú yêu nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô ấy. Còn cô ý giả bộ đáng thương. Biết rõ là cô ấy đang tranh thủ sự đồng tình của mình. Nhưng cố tình lại khiến cho người khác. Không có cách nào từ chối được. Không còn cách nào khác. Chú Yêu miếm môi cười nhẹ Trong giọng nói có chút ngượng ngùng mà cật đầu Ngành niệm thấy vậy Thì vô cùng vui mừng tiến lên Được ư Rồi sau đó nhanh chóng hôn lên máu của cô thông quá Yêu yêu thật đúng là đáng yêu nha Quên mặt của chú Yêu đỏ lên Ngành niệm rút ra một tờ khăn giấy Giúp cô lau mặt Thấy mặt của cô hồng hồng Thì ha ha mà bật cười không ngừng Trần hỡ trạch đối diện Vẫn luôn nhìn về phía bên này gương mặt lạnh lùng tầm mắt đào qua ngành niệm liền hóa thành một cái kiếm băng một đào liền đã chém xuống một lúc sau thì đồ ăn đã được mang lên mọi người liền bắt đầu ăn cơm ăn cũng được khá khá rồi Ngành niệm đột nhiên nhận được điện thoại có việc cần phải đi trước cô ấy nhẹ nhàng ôm chu yêu một cái rồi sau đó vô cùng lo lắng mà rời đi chu yêu gọi một tô mì yên lặng mà ăn đột nhiên trần hứa trạch đưa cho cô một tờ khăn giấy trên mặt dính tương kia Ở đâu chứ? Ở má Chú Yểu nghe vậy Thì cũng không hề nghi ngờ gì cả Nhận lấy tờ khăn giấy mà lau lau má Sau khi lau xong Thì thấy ở trên giấy cũng không có gì cả Xích qua một chút Trần hứa trạch nói tiếp Vì thế chú Yểu nghe lời của cậu Lau thêm một lần nữa Giây tiếp theo Trần hứa trạch rất khoát rút giấy Trực tiếp mà lau cho cô Chút thì lau chỗ này, chút thì lau chỗ kia ở trên mặt của cô. Chú Yểu thấy vậy thì ngạc nhiên nói. Bị dính nhiều tương như vậy sao? Trần hứa trạch đang hoang ma đắc ừ. Giang gia thụ bên cạnh đang cắn sợi mì. Yên lặng nhìn hai người bọn họ một lúc lâu. Chú Yểu này vẫn là quá dãy lừa rồi đi. Chán mì kia của cô chỉ có nước canh xuông. chưa hề thêm một chút tương nào thì làm sao ở trên mạch có thể dính tương được cơ chứ? Mà Trần hứa trạch này cũng thật là rằng gia thụ thật sự không hiểu chỗ cậu ta dùng khăn giấy lâu rõ ràng là chỗ nghề nghiệm hôn lên trên má của chú yếu cũng chỉ là hôn một cái chỉ chạm vào một cái thôi mà Trần Hứa Trạch đã sắp làm trầy luôn cả da mặt của chú yếu rồi đó cái người này đúng là càng ngày càng xấu tính quá đi buổi tối sau khi tan học chú yếu cùng với Trần Hứa Trạch trở về nhà lúc đi gần đến con ngõ nhỏ Trần Hứa Trạch vào chú yếu chờ một chút đi vào cửa hàng bánh kem đang sáng đèn mua đồ. Vài phút sau cậu đi ra, ở trong tay xách theo một cái túi. Cậu muốn ăn bánh kem à? Chú yêu cảm thấy tò mò. Đã tối muộn như thế này rồi, sao đột nhiên lại muốn ăn bánh ngọt cơ chứ? Chân hứa trạch cất đầu như có như không đáp. Mua đại thôi. Hai người tiếp tục đi về nhà. Đi đến quán tạp hóa đầu ngõ thì chú yểu nói. Chờ đã, mình đi mua nước rồi sau đó hai người sóng vai đi vào. Chủ nhiệm là người quen, cũng là một hộ gia đình ở trong ngõ nhỏ. Đương nhiên cũng quen hai người bọn họ. Thành tích tốt, bề ngoài đẹp. Hai đứa nhỏ đều là con người ta ở trong miệng của các gia đình khác trong ngõ. Nhưng Trần Hứa Trạch không thích nói chuyện. Tính cách lại lầm ly. Tất cả mọi người đều biết, cho nên ông chủ chỉ chào hỏi với chú yêu. Chà, không phải là con cái nhỏ của chú ma sao? Đã tan học rồi sao? Nam ba đúng là vất vả quá nhỉ. Cũng đã trễ như thế này rồi. Bây giờ, hai cháu đang học ở một trường có phải hay không? Nhà họ chu mở một quán mặt trược Bố mẹ của chú Yểu có một biệt danh. Tất cả mọi người đều gọi ông là chu ma. Ngày thường, mọi người thấy chú Yểu. Không cách xáo, thì sẽ gọi trực tiếp cô là con gái nhỏ của chú ma. Nghe thấy cách xưng hô này, thì nụ cười ở bên môi của chú yểu liền phai nhạt đi cô nhẹ nhàng cắt đầu, vẫn lễ phép mở miệng chào chú ông chủ lại cất tiếng hỏi muốn mua cái gì thế chú yểu đáp lại một chai trà xanh ạ à. được rồi ông chủ lên tiếng trả lời rồi sau đó lấy một chai trà xanh trên giá đưa cho cô chú yểu nói lời cảm ơn nhìn gương mặt ngoan ngoãn của chú yểu thì ông chủ lại cất lời cảm thắn Hai vợ chồng chú ma đúng là có phúc mà Thành tích tốt lại nghe lời Con gái ngoan như vậy có ai mà không muốn đây Rồi ông ấy lại khen Hai ngày trước lão chú bên cạnh còn nói Mấy đứa con nhỏ ở trong ngõ này Đứa nào cũng nghe lời giống như con gái nhỏ của chú ma Thì không biết có thể bất lo bao nhiêu đó Chú yêu nghe xong thì cũng không nói gì Trần Hứa Trạch đưa tiền cho ông chủ. Từ khi bước vào quán vẫn luôn im lặng. Bây giờ bỗng nhiên mở miệng nói. Cậu ấy không phải là con gái nhỏ của chú mà. Ông chú nghe vậy thì sừng sốt. Động tác nhận tiền liền đã chậm mất nửa nhịp. Cậu ấy là con của nhà họ chú. Trần hứa trạch nói. Nhà họ chú chỉ có một đứa con gái là cậu ấy. Đến gần cửa nhà của chú yêu. Trần hứa trạch đưa bánh kem trong tay cho cô. Cho mình ư. Chú yêu ngơ ngác cất tiếng hỏi. Ừ. Vì sao chứ? Lần này cậu làm bài rất tốt, đứng thứ nhất. Yêu yêu rất là lợi hạnh Ở dưới bóng đêm Trần hứa trạch xịu sang đến mức không hề chân thật Cậu vân tay ra Bà xoa xoa đầu của cô Thường cho cậu Chủ yếu bỗng nhiên cảm thấy Sông mũi của mình thật là cho sát Mấy năm cô thay thế anh của mình Bố mẹ đối xử với cô rất tốt Nhưng sau này Không phải thì vẫn là không phải Làm bài tốt cũng không ai mua bánh kem cho cô nữa Mà mọi người quanh đây đều biết Mẹ chú có một đứa con trai bảo bối Nhưng lại sống không lâu Sớm rời khỏi nhân thế Vẫn luôn là nỗi đau khôn nguê trong lòng của bà Chú yếu là con cái nhỏ của nhà họ chu mở tiệm mặt trực Vĩnh viễn, viễn bị che dưới cái bóng của người anh mình Chú Yểu cầm theo bánh kem Đứng trước mặt của Trần Hứa Trạch Cô cúi đầu Mặt bất đen như mực Nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút cát sỏi Giày của cậu rất là sạch sẽ Mỗi chân hướng về phía cô giữa hai người chỉ có một chút khoảng cách có lẽ ngoài trừ cậu ra sẽ không có ai bởi vì mấy chuyện nhỏ dâu xe này mà lên tiếng vì cô trần hứa trạch nhắc nhở cô ăn bánh kem luôn đi mình mua vị dâu tây mà cậu thích nhất đó chú yếu nghe vậy thì im lặng cất đầu có lẽ chỉ có một mình trần hứa trạch sẽ để ý chỉ có cậu sẽ để ý cô không phải là con gái nhỏ của chú mà mà là con gái nhỏ họ chú vẻ mặt của chủ yếu, Trần Hứa Trạch cũng nhìn thấy. Trong bóng đêm dày đặc, cậu không nói nhiều với cô, mà chỉ nhìn cô cất bước đi vào trong cửa. Cho dù người khác nghĩ như thế nào, cô cũng không phải là người thay thế của bất cứ ai trên thế giới này. Cũng không đáng phải sống dưới cái bóng của người khác. Đối với cậu mà nói, đối với Trần Hứa Trạch cậu mà nói, thì cô là chú yếu, độc nhất vô nhị. Lớp nghệ thuật tầng 1 vừa có một nữ sinh vừa truyền đến là mỹ nữ Rada. Đương nhiên ngành nghiệp biết được tin tức trước tiên nhưng chuyện này cô ấy không hứng thú lắm cho nên không để ý. Lương Ly trang điểm mắt kìa rất nhạt nhưng rất đẹp. Học ở lớp nghệ thuật sớm quá còn có thể mặc váy ngắn cao hơn đầu gối. Ngồi ở ghế đá trúc bồn hoa Chú Yêu và ngành nghiệp có thể nghe được mấy chuyện bàn tán về học sinh vừa truyền đến. Ngành nghiệp nghe vậy thì quay nói Xem ra danh tiếng của nữ sinh đó rất lớn Châu yêu cảm thấy là lạ Cậu không thích bạn học đó sao Giang gia thụ đã từng nói Ngành niệm thích nữ sinh đẹp Đối với mấy cô gái có vẻ ngoài xinh xắn Thì cô ấy luôn có hào cảm Bị hỏi đến thì ngành niệm lắc đầu Mình cảm thấy nữ sinh đó trông cứ là lạ Tính cách cũng kỳ quặc Họ nữa còn hay uẩn nẹo Không hề có chút hào phóng nào nên không thích Tuy rằng nhanh niệm nói vậy, nhưng nữ sinh lớp nghệ thuật này vẫn nhanh chóng được yêu thích ở trường. Nữ sinh có vẻ ngoài đẹp, tính cách hoạt bát, ai cũng có thể chơi cùng. Có vẻ quan hệ với ai cũng không tồi. Lương Ly không đến vài ngày, cái tên này đã nổi tiếng trong toàn khối. Vốn mấy người bọn họ không có quan hệ gì với Lương Ly. Nhưng Lương Ly lại có quan hệ không tồi với một nam sinh tên Đại Hùng trong nhóm của Giang Gia Thủ nói đã gặp qua vài lần. Hình như đại hùng có chút thích nữ sinh đó, nhưng cũng không hẳn. Tính cách của cậu ấy tùy tiện, rất khoát xem nữ sinh đó là bạn tốt. kể từ đó lương ly trở thành một thành viên trong nhóm mấy người họ. Học sinh mới chuyển đến, lần đầu tiên gặp mọi người là ở trường trường học. Một đám người đang bàn bạc đi ăn cơm chiều. Ái mắt của lương ly dừng ở trên người của chủ yếu, rồi chào hỏi với cô đầu tiên cậu là chú yểu sao mình đã nghe nói về cậu sau đó thì không nói tiếp nữa nghe không ra lời này là ý tốt hay là ác ý chú yểu không biết trả lời như thế nào nhưng người ta cũng chỉ mỉm cười không biểu hiện cảm xúc là không tốt gì cả cứ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thì có vẻ là phản ứng thái quá rồi ảnh hưởng không tốt chú yểu cũng liền cười mà chào hỏi cùng với lương ly mình là chú yểu cậu là lương ly sao Lăng Ly đáp ư một tiếng. Hai người nói qua nói lại. Ngành niệm đứng ở bên cạnh, Lăng Ly lại không chú ý đến. Không cam lòng bị chủ yếu xem nhẹ, ngành niệm cắt tiếng ho khan nói. Này yêu yêu, mình đói bụng rồi, mau đi ăn cơm đi. Dường như lúc này, Lăng Ly mới phát hiện ra sự tồn tại của ngành niệm, cười đáp. Cậu là ngành niệm nhỉ? Lăng Ly đưa tay chỉ về phía sang xa thủ. Cậu là em họ của cậu ấy sao? Mình nghe nói quan hệ giữa các cậu rất tốt vẫn luôn rất muốn là làm quen với cậu. Về mặt của ngân nghiệp không còn gì để nói. Ai có quan hệ tốt với anh ta? Ai cũng biết chúng tôi chỉ hẳn là không thể bóp chết đối phương. Uống máu của đối phương, ăn thịt đối phương mới tốt nha. Tuy rằng là nói đùa, nhưng thái độ của cô ấy đối với Hương Ly lại không tính là khách khí. Hương Ly lập tức thay đổi sắc mặt có một chút tuổi thân. Đại hùng đứng ra hòa giải. Ở kìa, Lương Ly vừa mới chuyển đến, Gia thụ và niệm niệm ngày nào cũng đổi dẫn với nhau Không hề có vẻ là không vừa mắt nhau Đôi khi bọn mình cũng cho rằng Các cậu có quan hệ rất tốt đó Phải nói là rất bình thường Thật ra thì quan hệ sự nghề nghiệp và giang gia thụ Căn bản không có gì Nhưng phản ứng này của cô ấy Rõ ràng là cô ý không cho lương ly mặt mũi Nói xong mấy người bọn họ đi đến tiệm cơm Chú yêu kéo nghinh nghiệm nói Cậu làm gì thế? Cậu nhìn cô ta đi Ngành niệm hất cằm về phía trước nói Nói chuyện với cậu Nói chuyện với mình Cho dù nói chuyện với anh của mình Thì cũng phải liếc qua ngắm trần hứa trạch Cô ta cho rằng ai cũng mù mắt Mình phiền toái nhất chính là cái loại Trên mặt là một vẻ Sau lưng là một vẻ Không có sức lực đâu để mà chơi cùng Chú yếu nghe vậy thì liền nói Khả năng là cậu nghĩ nhiều thì sao Ngành niệm ra vẻ tràng hoàng rồi mím môi đáp Cậu đây là hoài nghi ánh mắt của mình sao hả? Mình không có, mình chỉ là Chủ niệm vội vàng dỗ dành cô ấy Ngành niệm bật cười Hai người đùa giỡn nháo nhào Ngành niệm nói Tuy rằng Trần Hứa Trạch cái con người này Mình thật sự không hiểu vì sao Cậu ta chiếm được cái danh hiệu đẹp trai nhất thất trung Cái mặt mà ngay cả một nụ cười cũng không có Người nào nhát gan Bị cậu ta nhìn một cái Cũng đã sợ hãi mà bật khóc rồi Nói xấu Trần Hứa Trạch trước mặt chủ yếu rất là thoải mái Nhưng cũng phải chú ý đúng mực Ngành nghiệm dừng lại đúng lúc Quay trở lại trọng tâm câu chuyện nói tiếp Nhưng mà dù sao bây giờ Cậu ta cũng là nam sinh có tiếng ở trường của chúng ta Đám nữ sinh nhìn cậu ta Thì tiền gặp loạn như là nai con Đôi mắt cũng đã sáng lên Không phải do người ta nghĩ nhiều đâu Người khác thích cậu ấy Cũng là tự do của bọn họ mà Chú yêu đáp lại Chuyện này thì đương nhiên là mình biết Mình cũng không nói là không cho những nữ sinh đó Dùng ánh mắt nói con mà đâm vào cậu ta đâm cho mắt của cậu ta nổ đom đám mình cũng không có ý kiến gì nha nói đến đây thì nghe niệm xì si một tiếng tiếp tục nói nhưng cậu và trần hứa trạch lớn lên với nhau từ nhỏ lại còn thân thiết như vậy cậu không cảm thấy gì cũng không có nghĩa là người khác sẽ không nghĩ gì nghe niệm xua tay nói mình mặc kệ đám nữ sinh đó làm gì trần hứa trạch nhưng cậu là người mà mình coi trọng động vào cậu mình sẽ không cho qua được cô ấy nhích miệng Đứng dạng chân làm thành tư thế của đại ca Đôi khi cô ấy thật sự hoàn toàn Là không thèm để ý đến hình tượng Chú yếu nhớ mày Vỗ vỗ cô ấy một cái Cô ấy đang hoàng lại đứng ngay ngắn giống như một học sinh ngoan Chú yếu không tiếp tục Nói mấy chuyện không đầu không đuôi với ngành niệm nữa Hai người quắp tay nhau Mà đi về phía trước Một đám người ở phía trước Chân hớ trạch đi cuối cùng Nhờ là xác minh lời của ngành niệm nói hương ly đi chậm lại cứ tụt lại cho đến khi đi song song cùng với trần hứa trạch khoảng cách không xa chủ yểu và ngành niệm nghe được lương ly dịu dàng ngọt ngào hỏi muốn uống gì không mình đến tiệm bên cạnh mua đồ uống hai tay của trần hứa trạch đút vào trong túi mắt nhìn thẳng về phía trước không hề liếc qua cô ta trong chớp mắt kia ngành niệm cảm thấy cái vẻ mặt chết ngày này của trần hứa trạch vẫn là có chỗ đáng khen ngợi đi rồi sau đó Chân hứa trạch cứ đi thẳng về phía trước lướt qua người của lương ly rồi bỏ lại một câu không uống đừng có làm phiền tới tôi châu yêu hơi mím môi đã quen với việc cậu có thái độ không tốt với phần lớn những người xung quanh ngành niệm bên cạnh khẽ cười hi hi hướng về phía của lương ly im hơi lặng tiếng mà lẻ lễ một cái có lẽ trong mắt của người khác ngành niệm đôi khi rất là đáng ghét nhưng cô ấy trời sinh bao che khuyết điểm với người mình thích thì cho dù đối phương có muốn ngôi sao, cô ấy cũng sẽ cân nhắc làm sao có thể dùng pháo bắn cho nó rơi xuống. Mà nếu ngay từ đầu đã không hợp nhau, đã sớm rõ ràng không thể trở thành bạn bè. Cũng như với những người cho nhau ác cảm không thể nói rõ. Một mặt đáng ghét kia của cô ấy chưa bao giờ che giấu, rõ ràng trực tiếp biểu hiện không sót một chút nào cả. Vào trong tiệm, mọi người ngồi xuống gọi món. Lương Ly mới đến, Chuyện gọi món này vốn không đến lượt cô ta làm. Nhưng cô ta lại mở đầu bằng một câu. Trước đây mình có ăn ở đây rồi, có rất nhiều món ngon. Đại hùng phi cô vũ nên nói ngay. Vậy Lương Lì à, cậu gọi món đi. Nói xong thì liền đưa thực đơn qua. Những người khác không có bao nhiêu hứng thú. Ngoại trừ ai đó muốn ăn gì, sẽ nhắc nhở cô ta gọi thêm, thì không ai dành làm gì. Lương Lì gọi món ăn thật sự rất bài bản. Chay mặn phối hợp, khẩu vị tương xứng, thực sự rất khiến người ta muốn ăn. Có hai nam sinh nhắc nhở cô ta, gọi thêm đồ ăn mà mình muốn ăn. Lương Ly cũng gật đầu cười đồng ý. Chú Yểu bỗng nhiên muốn ăn trứng cả cuộn cũng lên tiếng. Gọi giúp mình một suất trứng cả cuộn đi, mình muốn ăn. Lương Ly cầm thực đơn nhìn về phía cô, dừng khoảng nửa giây rồi sau đó cười nói. Nhưng đã gọi trứng cả sao rau hẹ rồi. Bên trong canh cũng có trứng cả đánh rồi, Gọi thêm trứng cả nữa thì có hơi nhiều đi. Cô ta nói có lý. Chú Yểu không nói gì. Đành phải ép cảm xúc muốn ăn trứng cả cuộn xuống. Môi mím muốn cười xin lỗi cô ta. Chú Yểu còn chưa biểu đạt ý xin lỗi. Thì nhanh điệp đột nhiên hô to. Ông chủ. Ông chủ nghe thấy tiếng thì bước lại gần. Có chuyện gì thế? Trứng cả cuộn bao nhiêu tiền một phần ạ? Trứng cả cuộn ư? Tám tệ một đĩa, cháu muốn gọi sao? Dưới ánh mắt của mọi người ở trên bàn, ngành niệm căn bản không thèm để ý, mấy người bọn họ mang theo vẻ mặt gì, chỉ vào cái bàn con trống không cằn lên từng chữ. Chào muốn 10 đĩa, sắp thành một vòng tròn, nhanh lên ạ, à, cảm ơn." Ông trùng nghe vậy thì sừng sốt. "10 đĩa ư? Ừ. Vâng, đúng thế ạ. À. Ngành niệm mà, 7 đĩa có phải là quá nhiều rồi không chứ?" Đại hùng ngơ ngác mà mở miệng. Ngành niệm nghiêng đầu, tay chống cằm kiều tay chống ở trên bàn rồi sau đó nói. Yêu yêu của chúng ta muốn ăn trứng cả quận. Cậu ấy muốn thì mình gọi có vấn đề gì sao? Nói rồi cô ấy nở ra nụ cười. Nhưng khi thế lại không hề ôn hòa. Ngay cả chú yêu cũng không phản ứng kịp. Lúc này lương ly hoàng hôn, nụ cười cứng đờ nói. Đã gọi đồ có trứng cả rồi. Trứng cả quận, vậy thì sao chứ? Nhanh nhiệm cắt ngang mà hỏi lại. Các cậu gọi trứng cả. Yêu yêu lại không thể gọi thêm đồ cậu ấy muốn hay sao? Cậu ấy cũng chỉ muốn trứng cào của thôi mà. Cũng chỉ có tám tệ. Cậu cũng không cho gọi. Tôi gọi đấy. Thì như thế nào hả? Bà chữ cuối cùng, đã chất vấn còn mang thêm cả sự khiêu khích. Bầu không khí ở trên bàn cơm, bỗng nhiên trở nên cận gạo. Lương ly kia thoáng trở nên lúng cuống. Cái đó, mình không có ý này. Đôi mắt không biết làm sao của cô ta. Bày ra dáng vẻ có chút tuổi thân. Nhìn qua trần hứa trạch nếu vậy thì đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa nghề nghiệp ngay cả nói cũng không muốn nghe cô ta nói Ngành nghiệm quay đầu dặn dò so ông chủ ông chủ à phiền ông nhanh một chút nhé ông chủ thấy vậy thì ngơ ngác ừ hai tiếng chạy chậm đi phân phó phòng bếp nhận đơn gọi món ăn mà đã đến mức này cục diện khá là xấu hổ ai cũng không ngờ nghề nghiệp sẽ gây khó dễ trực tiếp như vậy đã thế còn chưa dừng lại lúc lưng ly giao thực đơn trong tay cho người khác Ngành nhận mắt tay với nan sinh kia. Đối phương lập tức đưa thực đơn cho cô ấy theo bản năng. Người phục vụ đứng ở một bên, ngoài bút lứt nhanh ở trên trang gáy. Nghệ nghiệm không ngừng gọi hết món này đến món khác. Một trứng xào hành thái, thêm một bánh cuộn trứng gà áp chảo. Ừ, trứng gà xào ớt chuông xanh cũng không tệ. Với cả, có trà trứng không? Có ư, ừ, vậy thì một đĩa. Mà đúng rồi, thêm một đĩa cơm chân trứng nữa tất cả mọi người nghe mà chóng váng cái gì được gọi là tài đại khí thô bây giờ ngành niệm chính là tại đại khí thô đó sau khi cô ấy gọi đồ ăn trước mặt người khác xong cả một bàn chăn đầy đô liên quan đến trứng cả nếu nói ngay từ đầu khi gọi trứng cả quận cho chú yểu những người khác còn có thể nói thì đến bây giờ đã không còn ai dám dị nghị nhà ngành niệm có một công ty sau khi bố cô ấy tiếp nhận công ty thì càng làm càng lớn, càng kiếm càng nhiều. Dù sao so với phần lớn học sinh bình thường thì cô ấy có nhiều tiền hơn nhiều. Tính cách của cô ấy hào phóng cởi mở. Trước kia đã từng mời bọn họ ăn cơm không ít lần. Có một lần vì thua sang gia thủ, còn mời mấy người bọn họ đi ăn một bữa tiệc hải sản lớn. Mấy ngàn tệ trôi đi, mắt cũng không hề chấp một cái nào. Cuối cùng cả chua pha khách đều sảng khoái, mọi người chơi rất là vui vẻ. Hơn nữa, ngày thường ngay nghiệp đối xử với bạn bè không tuổi. Cô ấy đã nói rõ là phải làm trụ cột cho chú yếu. Chính vì một chút chuyện như vậy, ai sẽ vì lương ly mà xung đột với ngành nghiệp đây? Hơn nữa nếu nói cho đúng, thì một đứng chống cả quận chỉ có 8 tỷ. Chú yếu muốn ăn, lương ly gọi cho cô thì có sao đâu. Cũng chỉ bằng tiền mua một ly trà sữa. Thế mà một hai phải ra sức cước từ, khiến cho bây giờ rơi vào cục diện này. Ngành nghiệp khó chịu bữa cơm này mọi người ăn cũng không thoải mái mấy quán cơm nhỏ cần trường học này một lần ăn mọi người cùng nhau gọi một bàn đồ ăn cũng chỉ bảy tám chục tệ bị bức băng nóng này ngành niệm lại quẹt thẻ bao cả quán đôi hết tất cả mọi người ra ngoài để cho chủ yếu một mình ngồi đây ăn trứng cả quận cho đã nghiền lấy tính cách của cô ấy không phải không thể làm ra những loại chuyện như thế này những người khác không vui vẻ ngành niệm cũng không thèm để ý chủ yếu biết cô ấy vì mình ra mặt nhưng vẫn khẽ nói cậu gọi quá nhiều rồi ăn sẽ không hết đâu không sao bữa ăn này mình trả ăn không hết thì đóng hộp lại cậu cứ ăn một cách vui vẻ mới được nha ngành niệm lớn tiếng nói một câu cũng là nói cho những người khác nghe lúc hai cô nói chuyện ở trước mặt ngành niệm nhiều hơn một ly nước trần hứa trạch rắt cho cô ấy ngành niệm run lên thiếu chút nữa là bị dọa dạ đến sau khi trần hứa trạch ngồi xuống thì cũng chỉ rót nước cho chú yểu với chính mình thật sự không ngờ ngành niệm cô ấy cũng có được lúc được cậu ta rót nước đúng là vinh hạnh cả nhà nha trên đường trở về nhà dưới ánh đèn mờ ảo trần hứa trạch cùng với chú yểu quyết định đi một đoạn đường chờ đến trạm xe buýt tiếp theo thì mới lên xe quen biết nhiều năm nhưng luôn có rất nhiều chuyện để nói mây trên trời mây trên trăng rồi sao trên trời chuyện gì chú yêu cũng hứng thú mà cô nói gì trần hứa trạch cũng bằng lòng nghe đến một cửa hàng tiện lợi trên đường chú yêu bước vào mua nước cô cắt tiếng hỏi có muốn vào cùng không trần hứa trạch lời cơ động đứng ở cái bậc bên ngoài chờ cậu không hay hút thuốc nhưng mà thi thoảng rất ít khi cũng sẽ hút một hai điếu để mà giải tỏa cậu chỉ sang bên cạnh chú yêu hiểu ý thoáng gật đầu mùa đổ xong chú yểu đưa mắt nhìn nội dung trên hóa đơn sau khi cửa tự động đình một tiếng mở ra cô đi ra ngoài đi qua chỗ của trần hứa trạch hứa trạch à nhưng không ai lên tiếng một chút tiếng vang cũng không có chú yểu dừng chân lại bỗng nhiên sinh ra một cảm giác bất an cô đứng hai giây trong ngõ nhỏ vang lên một tiếng kêu trên cô liền lập tức xong đến hứa trạch à có tiếng nam tay hoặc vật nặng gì đó đập vào người rõ ràng vang lên. Trần Hóa Trạch kêu trên hai tiếng, hô lên một câu đi đi. Đã không còn kịp nữa rồi. Ở một đoạn trong con ngõ nhỏ, đám người chặn đánh Trần Hóa Trạch trong góc tường, đã phát hiện ra chỗ yếu, lập tức có người bước đến chỗ của cô. Như là bị chạm đến bộ phận thèn chốt nào đó. Trần Hóa Trạch vốn còn đang nằm trên mặt đất, không hề có sức phản kích đột nhiên đứng dậy, đá thật mạnh vào người trước mặt. Chạy qua chỗ của chú yếu, cũng đã bị đá xuống dưới đất. Có hai tên quay đầu lại muốn đánh cậu. Cậu né tránh. Bàn tay dính máu nắm chặt lại, đấm vào mặt của đối phương. Một tên che mũi ngăn máu chảy. Một tên khác che bụng vừa bị đấm đều không dễ chịu. Trần hứa trạch kéo chủ yếu còn đang giữ người đi ra phía sau. Nhìn xung quanh rồi dịch chân cất bước chạy. Mấy người phía sau phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo. Trần hứa trạch một trại ba, khó khăn trong đỡ. Chi rống lên với chú Yểu. Đi đi. Không biết là ai trả thù. Vào một đêm cuối thu, mùa đông đã đến gần. Dường như người ta còn cảm nhận được làn sương trong không khí. Mỗi một quyền, mỗi một cái đá chân còn đau đớn hơn bình thường rất nhiều. Trần hứa trạch ngoan cường trông đỡ hơn một phút đồng hồ. Đánh cục hai tên. Cuối cùng. Tên cuối cùng cầm một cái cây gậy sắt ở trên mặt đất. Trương mắt chạy đến chỗ của cậu gậy sắt vung lên đang định hạ xuống. Vào giây phút đó, trái tim của Trần Hứa Trạch nặng chịu. Một tiếng bụp vang lên, một viên gạch xuất hiện đập vào cái của tên kia cũng vỡ nát theo. Chủ yếu không biết lao đến từ khi nào. Cơ thể của cô run lên nhẹ nhẹ, đầu ngón tay cũng run rẩy, sắc mặt tái nhật như dương. Gậy sắt lỏng sảng rơi xuống mặt đất. Tên kia cũng theo đó mà ngã xuống, cả ba đều không còn nhúc nhích. Chú yếu hẳn sợ xoay người Động tác có vẻ hơi trì đột Trần, Trần hóa trạch Cậu không sao chứ Cô nâng bàn tay đã cứng đổ lên Chạm vào mặt của cậu Lần mò sau huyệt thái dương Che nở đầu của cậu Đột nhiên cô cả kinh thu tay về Nhìn máu ở trong tay Thì đôi mắt liền đỏ lên Cậu bị chảy máu sao Đầu của cậu bị đánh rồi Ở chỗ nào có đau không Có, có thể có vấn đề gì không Mỗi một chữ, giọng của cô càng thêm phần run rẩy một phần. Chủ yếu, chủ yếu à? Hai tay của Trần Hứa Trạch nắm lấy bảo vai của cô. Vẫn luôn gọi cô. Rất nhiều lần mới khiến cho cô bình tĩnh lại. Đây không phải là máu của mình. Là của cậu. Chủ yếu nhìn cậu sững sờ. Tờ mắt rơi xuống tay của mình. Bị mảnh vỡ của gạch đâm vào. Ngón tay chảy máu tràn ngập cả kẽ ngón tay. Cô thắng ngay ra trong mắt đột nhiên trào ra nước mắt. Cô nhìn về phía cậu rồi lại đột nhiên bật cười. Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi. Trong mắt cô có ý cười có nước mắt, chậm rãi ngưng tụ lạnh, từng chút từng chút một rơi vào trong trái tim của Trần Hứa Trạch. Cũng có lẽ đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Cả thể xác và tinh thần của cậu, từng mạch máu cũng chỉ bởi vì cô mà thấu nhận. Trần Hứa Trạch đưa tay, che mắt cổ cô lại trong một con ngõ nhỏ dưới bầu không khí rất lạnh của ban đêm cậu nhẹ nhàng ôm cô còn đang hoảng sợ vào lòng chủ Yểu hoảng sợ mà khóc nức nở vẫn chưa chú ý đến những chỗ khác cô nắm chặt lấy áo của cậu giống như một con thú nhỏ sợ hãi có lẽ chủ Yểu không phát hiện trần hứa trạch chưa bao giờ nói với cô nhưng vào lúc này đôi mắt đẹp như sao trên bầu trời của cô tất cả bên trong đều là cậu tràn đầy lấp lánh cũng chỉ có một mình cậu mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên, có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng. Trần Nóa Trạch cảm thấy trong cổ họng giống như bị nghẹn thứ gì đó. Đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Cậu chưa bao giờ nói với cô. Cậu sợ cô và mình suy nghĩ bất đồng. Thế nhưng cậu vẫn muốn, vẫn muốn như cũ. Cho đến buổi đêm đầu mùa đông lạnh lẽo này. Ở trong mắt của cô, cậu thấy được rất là nhiều thứ. Có hốt hoảng, có sợ hãi và có cả lo lắng Có tất cả Cũng có Cả cuộc đời thuộc về hai người bạn họ Như những gì đã mong đợi Lâu lâu dài dài Như cậu mong muốn, như cậu áo ước Trần hứa trạch và chú yểu vẫn chưa đi Và sinh loại chuyện như thế này Đã kinh động đến mấy gia đình xung quanh Rất nhiều chủ cơ cơ hàng Cẩn thận đến dò xét tình hình Biết được là hai học sinh bị chặt đánh lập tức có người tốt bụng hỗ trợ báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh. Ba tên bị đánh ngã, chưa tắt thở. Chỉ là bị thương quá nặng. Hoặc là đau quá dẫn đến hôn mê. Bị người mang về cục cảnh sát. Đương nhiên chú yêu và Trần Hứa Trạch cũng phải đi. Chú yêu bị thương chảy máu. Ba cái đứng ở bên cạnh thấy vậy. Thì tốt bụng nhắc nhở. Cô bé à, bằng bao tay đi đã. Chảy nhiều máu quá rồi đó. Có người nói Khoan hãy băng bó để nghiệm thương cái đã. Mỗi người một cách. Chú yêu cầm hơn mấy người bọn họ. Theo cảnh sát cất bước lên xe. Trần hứa trạch quay đầu, giọng nói hơi theo thảo. Không sao chứ. Gương mặt của chú Yểu ngoại trừ là tái nhợt thì vẫn còn là rất ổn. Cô lắc đầu rồi nói. Không sao. Còn cậu thì sao? Cậu cũng lắc đầu. Hai người theo cảnh sát lên xe. Bởi vì thương tích không nặng lắm, ý thức cũng còn tỉnh táo chưa cần phải khẩn cấp để đưa đến bệnh viện một đám người đã đi lên cục trần hứa trạch ngồi vào trong xe trước cậu ngồi vào bên trong vân tay với chu yểu là bàn tay trái chu yểu vẫn chưa phát hiện ra điều gì cầm lấy tay của cậu mượn lực mà tiến vào bên trong cả một đường trên xe ngoại trừ hai vị cảnh sát sẽ thi thoảng hoài một vài câu châu yêu và trần hứa trạch cũng đều không nói chuyện gì cả một người cảnh sát cũng có con gái lớn như là châu yêu có tâm lý đồng cảm cũng có chút đau lòng hai người nói chuyện nhiều hơn châu yêu trò chuyện với cảnh sát hoàn toàn không chú ý đến trần hứa trạch vẫn luôn để tay phải ở trong túi áo của cậu là vai trong nước bao lấy cho dù có cái gì thì cũng sẽ không thấm ra không hề nhìn thấy được trông cũng không có gì là khác biệt Ba tên lưu manh kia là lấy tiền làm việc. Nói chỉ cần đánh cho chết khiếp là được. Làm cho bọn họ bị thương. Cho nếm một chút khổ sở. Sau khi tỉnh lại ở cục cảnh sát, biết chuyện đã bị bại lộ, thì chúng lập tức liền khai ra. Là Lương Ly. Cô gái đưa tiền cho bọn họ tên là Lương Ly. Lúc cảnh sát mang theo cái tên này, đến hỏi chủ yếu và Trần Hứa Trạch, thì hai người bọn họ ngây ra. Sau đó trên mặt không còn biểu cảm gì nữa. Có quen không? Quen ạ. À? Có xích mít gì không? Có ạ, à? trước kia là bạn học. Có đụng chạm gì chứ? Trước kia anh của cô ta từng theo đuổi cháu ở trường học. Sau khi thổ lộ thì bị cháu từ chối. Tôi hôm đó cậu ta đi đua xe. Xảy ra tai nạn xe cộ rồi chết. Lương ly cho rằng cháu hãy chết anh của cô ta vẫn luôn thù ghét cháu. Chuyện rất là đơn giản cũng rất là vớ vẩn. Nhóm cảnh sát tiến hành thẩm tra cụ thể sau đó lập tức động viên. Lương Ly và bố mẹ bị gọi đến cục cảnh sát. Giây phút bước vào cánh cửa kia, trong mắt của cô ta hiện lên sự lung túng. Bố mẹ của cô ta vẫn còn chưa rõ lý do. Sau khi nghe nhân viên xử án nói, bố Lương kinh hoàng đứng lên hô to. Không thể nào, con gái nhà chúng tôi, sao có thể làm ra loại chuyện này được, chắc chắn là không thể nào. Bà tiền đó đã khai hết rồi. Trong nhật ký điện thoại của chúng cũng có số điện thoại của Lương Ly. Nhật ký chuyển khoản cũng đã được ghi lại rồi. Có thể nói là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Chuyện này, chuyện này. Bố Lương ngơ ngác, một lúc sau thì mới nói. Hai học sinh bị thương kia đâu rồi? Tôi, chúng tôi đi xin lỗi hai học sinh đó. Bồi thường tiền thuốc nên, bồi thường thiệt hại tinh thần, như vậy là được có phải hay không? Mẹ Lương ở phía sau nghe vậy, thì liên tục cật đầu nói. Đúng, đúng, đúng. Chúng tôi bồi thường tiền, bồi thường bao nhiêu cũng được. Bồi thường tiền ư? Một giọng nữ sắc bén, cùng với tiếng giày cao gắt, nện vào nền đất vàng lên cân. Đã thương người khác, bồi thường tiền đã có thể xong chuyện sau. Hai người nghĩ cũng thật là đẹp đi. Đây chính là không xảy ra chuyện gì. Nhưng lỡ như xảy ra chuyện thì ai sẽ phụ trách đây? Mọi người đưa mắt nhìn về phía đôi vợ chồng vừa tới. Không đợi cảnh sát đặt câu hỏi thì hai người họ đã nói. Chúng tôi là bố mẹ của Trần Hứa Trạch. Hai người có khoảng cách là khoảng nửa bước Có vẻ không cần quấy đến vậy Nhưng khi thế thì đều giống nhau Bố Trần nói Con trai của tôi đâu, bây giờ tôi muốn gặp nó Một đám người rời khỏi vị trí Rốt cuộc cũng gặp mặt Chủ yếu không quá quen với vợ chồng nhà họ Trần So sánh thì trong ấn tượng của cô Về người nhà họ Trần Hai người tự mình nuôi nấng Trần Hứa Trạch Là ông bà Trần Có lẽ cô còn thân thiết hơn nhiều Dưới tình huống chạm mặt như thế này Cô đứng lên hơi khom lưng. Cô, chú. Thái độ của cả hai vợ chồng nhà họ Trần đối với cô đều giống nhau. Không các gì là hàng xóm bình thường. Nhưng mà vào lúc này, đương nhiên là đứng cùng một mặt trận. Cháu và vợ trạch bị thương ở đâu? Là đám người này tập kích hai đứa cô đúng không? Chú yêu cất đầu, vô mấy vết thương ở trên người. Trời sinh làn da của cô tinh tế lại còn rất trắng. Mặc dù không quá nặng, nhiều lúc trần hứa trạch kéo cô chạy co ngã để lại trên người không ít những vết bầm tím trên mặt của trần hứa trạch bị bầm hai chỗ khoai môi bị rách đang còn chảy máu bồi thường tiền ư mẹ trần vừa thấy vậy thì liền nổi giận chia vào vợ chồng nhà họ lương rồi cả giận nói nhìn hai đứa nhỏ này mà xem bồi thường tiền sau đúng là được cười hai đứa nhỏ này rất ưu tú đều là những học sinh giỏi nhất trường tiêu biểu nhất trường con của hai người làm cho chúng nó bị thương lỡ xảy ra chuyện gì ai sẽ phụ trách đây hả bố trần cũng không nói nhiều lắm nhưng giọng điệu lạnh nhạt chỉ đáp lại chúng tôi không đồng ý giải quyết riêng sắc mặt vợ chồng nhà họ lương kia nghe thế vậy thì liền lập tức biến đổi hai người còn muốn như thế nào còn muốn như thế nào nữa hả bồi thường tiền còn không được sao cũng đâu phải là con gái của tôi đánh hai người còn nói hai bên cãi qua cãi lại một lúc liền đã âm ý. lúc này Cuối cùng Lương Ly cũng cảm thấy sợ hãi. Cảnh sát vỗ bàn cơn mặt lạnh lùng nói. Hai bên đừng ồn ào ở đây nữa. Mấy người bọn họ lần lượt ổn định. So về mặt khí thế, vợ chồng nhà họ Lương kia sao có thể đối thủ với đôi nhà họ Trần kia. Mẹ Trần hít sâu vào một hơi, liếc mắt một cái. Ánh mắt như nhìn xuống củ cải trắng thuế rỡ trên mặt đất, khiến cho mẹ Lương giận đến xanh cả mặt. Nhà chúng tôi đều là người nhà có giáo dưỡng cả đâu có giống như bọn nhà giàu mấy nổi chuyện gì cũng dùng tiền dùng tiền để mà giải quyết hơn nữa nói thật chúng tôi cũng không thiếu phải ba cái đồng bạc kia muốn sao về cái này các người còn chưa lọt nổi vào trong mắt của chúng tôi đâu mẹ trần ngồi xuống ghế tư thế điển hình của một nữ cường nhân hai chân bắt chéo lại không phải là kiểu bắt chéo khiến cho người ta phản cảm vậy rốt cuộc các người muốn như thế nào đây bố lương cũng nóng này vỗ bàn đứng trước mặt mẹ Trần. Mẹ Trần còn chưa nói chuyện, thì Trần hớ trạch bỗng nhiên mở miệng. Mẹ! Cậu thần nhiên coi một tiếng, khiến cho mẹ Trần sừng sốt. Cậu không thân thiết với bố mẹ của mình. Thời trẻ hai người bọn họ chỉ lo kiếm tiền. Sau đó khi muốn cùng cậu kéo gần quan hệ, thì mới phát hiện con mình đã lớn rồi. Họ nữa không hiểu sao, lại có sự bài thích không nói nên lời với bọn họ. Tính cách Lâm Ly khó có thể làm thân, cho nên đành phải thôi. Đôi khi Trần Hứa Trạch sẽ về nhà ở trong nội thành. Thấy hai người cũng không lên tiếng. Chỉ gật đầu, vậy cũng đã tính là chào hỏi rồi. Đối với chuyện này, vợ chồng nhà họ Trần thật sự cũng không có biện pháp với cậu. Nhưng một đứa con trai ưu tố như vậy, thông minh như vậy, tự biết hạn chế và hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến cho người ta nhọc lòng. Ai cũng nói cậu là thiên tài. Khi còn nhỏ, hai vợ chồng cũng đã thật sự dẫn cậu đi kiểm tra chỉ số thông minh. Rất cao. Hai chữ thiên tài này, cậu hoàn toàn có thể đảm đương. Có lẽ, mấy đứa trẻ có tư chất thông minh sẽ không giống như những đứa trẻ khác. Hai vợ chồng nghĩ như vậy rồi cũng thôi. Họ nữa con cái xuất sắc như vậy. Ai cũng vô cùng hâm mộ. Hàng xóm nhắc đến thì liền đỏ mắt. Có ai mà không muốn đây? giờ phút này nghe trần hứa trạch gọi một tiếng mẹ mẹ trần suýt chút nữa là liền đứng bật dậy nhưng ý thức được trước mặt còn có người khác ba khó khăn lắm mới ổn định được cảm kích xúc động mà nói mẹ đây con nói gì con muốn nói gì chứ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mặt của trần hứa trạch không có biểu tình gì từ từ rút tay phải từ trong túi rồi đưa tay ra Cậu đưa tay ra để cho mọi người nhìn thấy Giống như đây không phải là tay của mình Rồi sau đó cậu bình tĩnh nói Ngọn giữa của con Gãy Cục cảnh sát âm ĩ đến mức Xuyết chút nữa biến thành ẩu đả Ngay tại chỗ Mẹ Trần vừa mới nghe con trai gọi một tiếng mẹ Đúng là lúc tình thương của mẹ sang đây Lúc bố mẹ chú yếu chạy đến Đã thấy bà Trần Cái vị luôn để hình tượng kia đang nắm lấy cổ áo của một người phụ nữ. Như là muốn bóp chết bà ta vậy. Để đến khi biết được mọi chuyện, bố mẹ chủ yếu đều im lặng. Thế nhưng cũng cảm thấy hành vi của mẹ Trần không hề quá đáng. Bà tên Lưu Manh dùng gậy sắt để tập kích hai đứa nhỏ. Trong quá trình vung vầy, không biết là độ phải vách tường hay chỗ nào bị nứt ra. Chính là chỗ sắt nứt ra đó. Đập vào ngón tay giữa bàn tay phải của Trần Hứa Trạch bắt đi một miếng thịt lớn lộ ra xương cốt bên trong ngay cả xương cốt cũng nát cả đường đi cậu chỉ nhất tay phải vào trong túi tôi áo vừa lật ra thì tất cả đều là máu Chân nó trạch lập tức được mang đi kiểm tra thương tích sau khi có báo cáo thì bác sĩ lắc đầu nói muộn rồi xương cốt đã gãy cho dù có nối lạnh cũng sẽ không có cách nào để hoàn hảo giống như trước kia sau khi lạnh lạnh, ngón giữa cũng xem như là bị tàn phế. Cậu là học sinh, năm 3 sắp tham gia thi đại học. Ngay trong năm học khó khăn cuối cùng này, ngọn giữa bị tàn phế. Chuyện này ảnh hưởng đến mức nào? Đối với học sinh sắp thi đại học, ai ai cũng đều rõ ràng cả. Vốn có lẽ cậu sẽ tham gia thi phỏng vấn vào đại học. Thi viết cũng là một phần ở trong đó. Bây giờ có thể làm được hay không? Tỷ lệ không biết còn được bao nhiêu vô cùng thất thố. Mẹ Trần nắm tóc của mẹ Lương, điên cuồng một cách hiếm thấy. Bảo mau bồi thường cho tôi, mau bồi thường cho tôi. Con trai của tôi từ nhỏ đã là thiên tài. Nó tùy tiện thì cũng có thể đứng nhất trường. Bao nhiêu trường danh tiếng muốn có nó. Bây giờ ngọn giữa của nó xảy ra vấn đề. Bảo mau bồi thường cho tôi. Không đợi mẹ Lương đánh trả. Mẹ Trần đã nắm lấy tóc của Lương Ly đang trốn ở phía sau. Giờ tay muốn tắt vào mặt của cô ta. Mẹ Lương đang muốn ngăn cản. Mẹ Trần lại giơ cả hai tay. Lại là hai cái tắt vang dội, đánh khiến cho Lương Ly thoáng chốc khóc lớn thành tiếng. Trần hứa trạch lại giống như người ngoài cuộc. Vô cùng là bình tĩnh. Nắm lấy cổ tay của chú Yểu đang đỏ mắt. Cậu nhẹ nhàng bóc cổ tay của cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chú Yểu sưng sốt, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Nước mắt đang dâng lên cổ cô liền lập tức ngừng lại. Gậy sắt kia lúc hai người bọn họ ngồi ở giữa đường chờ cảnh sát đến đúng là con nứt thành một kẻ hử nhưng lúc đó hai tay của trần hứa trạch không có bị thương ở đâu cả chủ yểu nhớ rõ rành rành cậu dùng tay phải xa mặt của cô bảo cô đừng giỡn. chủ yểu ngơ ngác mà nhìn trần hứa trạch lúc người lớn đang ầm ĩ trần hứa trạch đứng dậy rồi bình tĩnh lên tiếng bố mẹ giọng của con trai nghe vô cùng yếu ớt Tâm của bố mẹ Trần lập tức kích hoạt Hóc mắt của hai người cũng bốc chốc đỏ lên Sao hả? À? Còn muốn nói gì chứ? Bố Trần vội vang hỏi Con trai à? Con đừng sợ Bố sẽ liên hệ bác sĩ tốt nhất cho con Nhất định sẽ chữa lành cho con Trần hứa trạch cũng không có phản ứng gì Tầm mắt thản nhiên đảo qua lương ly Đang khóc giống như một con hề Với cơn mặt đỏ bừng Cậu nói Chuyện này Con không muốn giải quyết riêng Bố Trần liên tục cật đầu đáp được con 18, cô ta cũng 18. Trần hứa trách nhìn về phía lương ly, lạnh lẽo như băng nói. Còn muốn cô ta phải phụ trách bởi vì hành động của chính mình. Bố mẹ Trần dừng lại động tác, lập tức hiểu ý của con trai. Được, được, được. Con nói cái gì thì chính là cái đó. Ngày mai bố sẽ tìm luật sư cho con. Sẽ tìm luật sư tốt nhất. Trước kia bố mẹ cũng có vài người bạn là luật sư. Vẫn còn đang liên lạc. Không cần phải sợ. Ai phạm tội thì người đó cánh chịu bố nhất định sẽ không để cho bọn tiểu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Nói rồi ông Trần quay đầu, nhìn ba người nhà họ lương. Chỉ còn thiếu nước chưa hừ một tiếng. Ngón giữa bàn tay phải của Trần hứa trạch bị gãy. Từ nay về sau, sẽ có di chứng, viết chữ cũng có vấn đề. Chuyện này gây nhốn nháo ở thất trung, đến một trình độ khó mà tưởng tượng được. Vốn là nhân vật top 3 ở bàng vàng. Trước khi thi đại học lại gặp chuyện như vậy, thật là khiến cho người ta không khỏi thuần thức. Còn Lương Ly, có khả năng sẽ vào trại cào tạo hoặc là bị bắt giam. Mọi người nghe xong thì trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hả hê. Hủy hoại cuộc sống của người khác nên phải chịu sự trừng phạt như thế này. Trần Nứa Trạch không có sự thay đổi gì cả. Cứ đi học theo lẽ thường. Thầy cô giáo đau lòng cho cậu. Đối với cậu cũng săn sóc hơn. Giang gia thụ biết chuyện thì như sắp phát điên nếu như không phải nhanh niệm ngăn cản lại. Thiếu chút nữa thì cậu ấy cũng đã cầm theo cậy sắt mà xông đến nhà họ lương rồi. Đối với chuyện này, Trần Hứa Trạch mềm mẹ, mẹ ngăn cản, chỉ nói một câu. Mình không sao, cậu không tin vào năng lực của mình ư. Giang gia thụ suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Cậu ấy cũng rất là muốn tin. Nhưng bây giờ Trần Hứa Trạch viết chữ chậm hơn người khác cấp đôi. Nếu như bởi vì trận này mà làm hại cậu không thể thi đậu đại học thì phải tìm ai để nói lý lẽ đây? Rõ ràng là cậu thông minh như vậy cơ mà. Trần hứa trạch đã khuyên, vậy thì cũng không cần phải nhiều lời hơn nữa. Nhưng giây phút khi Giang gia thụ đi ra khỏi phòng học, lần đầu tiên nghe Trần hứa trạch gọi lại. Giang gia thụ cho rằng cậu có việc gì đó, thì lên cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Trần hứa trạch chỉ nhìn cậu ấy hai giây, rồi sau đó nói. Cảm ơn thì thằng ở lại nhà họ chu mẹ chu sẽ hầm một ít canh cho hai đứa nhỏ ăn bởi vì tay của trần hứa trạch bị thương cho nên phần lượng canh cũng hơn nhiều lúc hai người họ ở trong phòng thảo luận bài tập người lớn đều làm việc ở tiệm mặt trực phía trước hai đứa nhỏ ở cùng với nhau trong phòng không ai cảm thấy không hợp lý có lẽ từ ấy năm cho đến nay sớm cũng đã trở thành thói quen rồi chủ yêu vừa dài xong một đề Trần Hứa Trạch đang cầm thìa canh ăn, liếc mắt nhìn cô nói. Rút gọn một bước đi. Cũng giống nhau thôi. Chú yêu hiếm khi lời biếng nói. Giải xong, mình ăn canh đã, canh cũng đã lạnh rồi. Trần Hứa Trạch vừa nghe thì để cái thìa xuống. Cậu ăn đi, mình làm cho. Chú yêu quay đầu, vừa lúc giao nhau với tầm mắt của cậu. Sau hai giây im lặng không nói chuyện, cô đưa bút trong tay cho cậu. Trần Hứa Trạch nhận lấy cái bút, dùng tay trái Cậu tự nhiên lưu lắt Tính lại cái đề kia cho vào giấy nhấp một lần nữa So với cách giải của cô thì đơn giản hơn nhiều Không có tạm dừng, không có không quen Mà càng quan trọng hơn là Chữ viết bằng tay trái Cùng với chữ viết bằng tay phải của cậu Giống y hệt nhau Chủ yếu hút một vài ngộm canh Dùng giấy lau miệng Xem cách giải của cậu Sau đó sẽ tờ giấy Có nét chữ viết bằng tay trái của cậu Viết vào trong vở bài tập Thiên quân vã mạn quá độc mộc kiều Trần hỏa trạch có hai tay Cả hai tay đều như nhau Bao đàm nhiều hơn một phần so với người khác Cho dù tay phải đã hỏng Nhưng lúc thực sự phải lên chiến trường Cậu vẫn là cậu như cũ Trần hỏa trạch là thiên tài Tất cả mọi người đều biết Cả hai tay của cậu đều có thể viết Họ nữa chữ viết còn hoàn toàn tương đồng Nhưng chuyện này lại chỉ có chú yểu biết Tự mình động thủ Cắt đi thịt ở ngón tay thậm chí làm gãy xương khớp cái loại cảm giác này đau đớn bao nhiêu người khác bao gồm phải trả giá vì chính hành vi của mình là lương ly có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không biết đi nhưng trần hứa trạch biết loại cảm giác này là đau đến tận cõi lòng như thế nào đối với cậu mà nói đó chính là lúc nhìn ngón tay của chú yểu bị thương chuyện chú yểu và trần hứa trạch bị đánh dần qua đi sóng gió lặng lạnh đã không còn bao nhiêu người bàn tán nữa Chia la nhìn chân Hứa Trạch Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tiếc nuối Người khác bận rộn hóng hớt Chủ yếu và ngành nghiệp lại phát hiện Có gì đó không thích hợp Trong khoảng thời gian này Tình trạng của chị ngầm ngầm Có vẻ không được tốt lắm Không chỉ ít khi lui tới với hai người họ Liên lạc cũng không nhiều Thường xuyên nhìn thấy cô ấy Một mình quấy đầu buồn râu đi trong trường học Nghĩ ngợi gì đó thì ngần ngơ Giống như không hề có linh hồn vậy Chú yếu và nghề niệm nhân lúc trong giờ học. Tìm được chị ngâm ngâm ở nhà vệ sinh tầng 3. Cô ấy đang soi gương tô son. Thấy các cô xuất hiện thì sừng rốt. yêu yếu, ngay niệm. Cậu ở đây làm gì thế? Ngay niệm ta ma mà, mà nhìn chị ngâm ngâm. À không có gì. Chỉ là môi khô dạo lại một chút son. Một chỗ môi còn chưa nói xong. Thì chú yếu bỗng nhiên vân tay. Cô giúp trả môi cổ cô ấy một cái. Chị ngầm ngầm đau đến mức rôn lên thao bản năng. A à một tiếng, rồi rụt vai lại. Chủ yếu, nhìn vào ngón tay cái của mình. Giọng điệu hiếm khi có sự lạnh lùng. Môi khô, tô son môi ư. Khỏe môi bị lau đi của trịnh ngầm ngầm. Hiện ra một vết màu xanh nhàn nhạt, nhạt, Bên trong khóe môi còn bị rách. Ngành niệm vừa thấy thì đôi mắt liền trừng lớn. Cậu bị ai đánh thế? Là ai đánh cậu mẹ cậu hả? Còn mẹ nó, người của mình mà cũng dám động vào. Con nhỏ kia sợ là không muốn sống nữa rồi có phải không hả? Nói xong thì dễ tay, tôm lấy chị ngâm ngâm muốn kéo cô ấy đi. Đi, nói cho mình là ai không có mắt. Mình sẽ cho con nhỏ đó nếm thử, mùi vị chó cặp buồn là có vị gì. Chị ngâm ngâm nghe vậy, thì nhẹ nhàng cỡ tay của ngành nhậm ra rồi lắc đầu. Không sao, chỉ là không cẩn thận và chạm rồi bị thương thôi. Chú yêu và ngành nhậm nhìn nhau, Thái độ của chị ngâm ngâm rõ ràng là tránh né Không đợi các cô nói gì Chị ngâm ngâm đã cúi đầu Nhanh chóng mà đi ra ngoài Trần hứa trạch và sang xa thụ Chơi bóng ở vùng lân cận nhà ngay nghiệp. Trước khi về Vẫn gọi chú yếu ra về Để trao tạm biệt nhiều cũ Rằng gia thụ rất thức thời Mà nhường không gian Để cho hai người bọn họ đơn độc nói chuyện Thấy trên môi của chú yếu bôi son bóng Thì Trần hứa trạch cau mày gì thế? À, cậu nói cái này sao? Chú yêu chí môi của mình rồi cây đắt. Là ngành niệm tô. Cậu ấy có một cây son mới, mọi người tôi chơi. Mình được tô đầu tiên đó. Chân hứa trạch nhìn hai giây rồi sau đó nói. Bị lem sang một bên rồi. Có ư. Ừ. Cậu không nói một lời nào. Vườn ngón trỏ lau lau ở bên khóe môi của cô. Hai người nói một vài câu. Chú yêu tạm biệt với cậu. Rồi chạy chậm về nhà của ngành niệm. Chân hứa trạch lại không nhúc nhích. Cậu đứng tại chỗ. Rất lâu vẫn chưa di chuyển. Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vết son bóng ở trên tay. Thong thả đưa ngón trò đến bên môi mình. Rồi sau đó nhẹ nhàng vươn lưỡi. Lếm hương vị ngọt ngào kia. Xung quanh yên lặng một lúc lâu. chân hứa trạch xoay người rời đi. Đột nhiên phát hiện phía trước. rằng gia thụ ôm bóng rổ đứng ở bên kia. Mang theo vẻ mặt hoang sợ mà nhìn về phía cậu. Mình. Mình chưa thấy gì hết. Mình chỉ là đi ngang qua, đường của mình. Ca ngươi, quả giang xa gia thụ tràn đầy ba chữ, cầu đường sống. Chú yếu, cô gái này, vì sao lại thích cô chứ? Thật ra Trần Hứa trạch, cũng không nghĩ ra được lý do. Nhưng sau đó cậu bắt đầu dần dần hiểu ra rằng, chú yếu cô không giống với những người khác. Cô tự như một đá hoa hướng dương, sinh trường ở nơi bẩn thiểu âm u nhất nhưng vẫn có thể trồi lên khỏi mặt đất, ra sức mà hướng về phía ánh sáng ấm áp như cũ, không hề sợ hãi. Cô cũng không chủ động ấp ủ ác ý. Nội tâm của cô mềm mại lại dịu dàng, mà dù bản thân có vết thương đầy người, nhưng vẫn mang theo tình yêu tràn đầy, cố gắng ôm lấy cái thế giới không đáng yêu này. Cho dù chủ yếu sáng tạo hay hủy diệt, Mà kệ cô trong sáng hay âm trầm, chỉ cần là cô muốn thì trần hứa trạch đều bằng lòng để mà làm bạn với cô cái ôm có hương cam gương mặt tươi cười tự như trăng rằm nước mắt tự như vì tinh tú xuyên qua được mảnh đất cứng nhất trong lòng của cậu chú yểu yêu thế giới mà trần hứa trạch thì yêu chú yểu con người sau khi hoàn toàn tỉnh táo sẽ muốn làm một ít chuyện đứng đắn nên làm đối với học sinh năm ba cao trung mà nói chuyện nên làm đương nhiên chính là học tập đàng hoàng khác với những người khác. Chị ngầm ngầm có nhiều hơn một phần tài nguyên. Đó chính là chu yếu và ngành nghiệm. Có hai nhân vật lớn như vậy hộ tống bảo vệ. Gặp được đề không làm được thì cũng ít lo lắng hơn. Cậu muốn bọn mình dạy kèm cho cậu sao? Ngành nghiệm cắn kẹo que cất tiếng hỏi xác nhận nhiều lần. Có chắc không? Bọn mình... Ngón tay dừng ở chu yếu. Suy nghĩ đắn đo, ngành nghiệm nói tiếp. Mình rất là hung dữ. Nếu mà cậu không học đàng hoàng, hoặc là mình dạy sao cũng không hiểu. Nói không chừng mình sẽ nóng lên mà trời với. Cho nên suy nghĩ kỹ nha. chỗ yêu cũng khuyên bảo. Đến lúc này, muốn học bổ túc cũng không dễ như vậy. Trịnh ngầm ngầm nghe xong thì gật đầu đáp. Mình biết, mình biết sẽ như vậy. Là gây thêm phiền phức cho các cậu. Cũng sẽ kéo chậm tiến độ của các cậu. Các cậu vốn đã học tốt, lại còn phải kéo theo một đứa ngu như mình. Ngành niệm nghe đến đây thì liền chăn ngang. Được rồi, được rồi. Cậu cũng đừng mắng chính mình nữa. Mình nghe mà cũng cảm thấy khó chịu rồi đây này. Cậu muốn học bổ túc thì cứ học. Nhưng nếu mình nói cái gì mà nghe không hiểu, cậu cũng đừng để ở trong lòng. Mà nếu muốn tìm tâm lý để an ủi, tìm cô giáo yêu yêu của chúng ta đi. Chị ngâm ngâm nghe vậy, từ lo lắng truyền thành bật cười, gật đầu thật là mạnh. Chủ yếu không có ý kiến gì. Cứ thế mà Liên đã vui vẻ chấp nhận. Biết ba nữ sinh tụ lại Chuẩn bị cố gắng học tập Giang gia thụ không cho là đúng Còn ở năm nữa mới thi đại học Cần gì phải gấp Vẫn đang còn sớm lắm đi Trần hứa trạch không để ý đến cậu ta Cậu đang giải quyết Chỉ quay đầu liếc mắt một cái Bị Trần hứa trạch liếc Thì Giang gia thụ thành thật thu hồi ánh mắt lại Hay là chúng ta cũng gia nhập với mấy cậu ấy đi Trần hứa trạch kéo khóa quần Để ra ngoài rửa tay Giọng nói từ từ vang lên Chủ yếu nói con gái ngồi với nhau Có nam sinh không tiện Giang gia thuộc nghe vậy thì dừng rốt Có cái gì mà không tiện chứ Sau đó còn chưa suy nghĩ cẩn thận Thì cậu ấy hoàn toàn đã ngây ra Chẳng lẽ sáng sớm nay Trần Hứa Trạch đã hỏi luôn rồi sao Chưa thấy cậu ấy chủ động làm gì như bây giờ Thật đúng là bất ngờ quá đi Ngày hôm sau trời mưa lớn Chủ yếu không mang dù chỗ giáo vụ có hàng truyền phát nhanh của cô quyển sách cô đặt đã được giao đến rồi mượn ô của một bạn học ra ngoài lấy do quá lớn thổi lật ô một lúc sau cô phải dầm mưa quay về Nờ người đều đã ướt đẫm một bạn học lên cất tiếng hỏi hăn chú yểu à không sao chứ không đợi bạn học đó hỏi xong chú yểu đã lúng túng ngượng ngùng mà hát gì một cái cô trả ô cho bạn học đó nói lời xin lỗi rồi hứa sẽ mua cái mới trả lại cho đối phương. Đối phương lại ra sức từ chối. Chú yêu cởi áo khoác đồng phục, dùng lớp lau qua trong người, rồi sau đó phủ áo lên trên đùi của mình. Hai tiết đầu thì không có gì, nhưng đến tiết thứ ba, thì cơn mặt của chú yêu liền đã ửng đỏ, mờ mờ màng màng mà khép chặt mí mắt lại, đầu cũng nặng dần về phía của mặt bàn. Nữ sinh bên cạnh nghe vậy, thì liền sơ sơ đâu của cô, Ôi trời, nóng quá đi. Mấy nữ sinh khác, còng cô về phòng y tế. Cô y tế đo nhiệt độ cơ thể cho cô, vừa thấy là đã bị sốt. Để em ấy nằm ở trên giường trước đi. Cô truyền nước, cho em ấy uống thuốc. Bạn nào ở gần nhà của cô bé này thế? Ở lại xem trường trong chốc lát. Qua hai tiếng, nếu như thấy chưa có chuyển biến tốt, thì hãy đưa cô bé này đi đến bệnh viện. Mấy nữ sinh đưa chú yểu Đi đến thì đều lướt mắt mà nhìn nhau Bọn họ rất bằng lòng ở lại chăm sóc cô Nhưng người ở gần nhà của chú yểu Có thể liên hệ với người nhà Ai cũng biết là ai Trần hứa trạch ngồi ở chỗ của mình Để mà đọc sách Người không quen cậu Sợ là con thương rằng Cậu đang xem sách quý Cậu âm bạch cốt trào gì gì đó Thế nhưng mà ở trên thực tế Cậu chỉ đang xem quyển sách ôn tập mới nhất mà thôi. Một nam sinh đứng ở cửa. Sau khi do dự rất là lâu, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm mà vân tay gõ cửa phòng của bọn họ. Cái đó trần hứa trạch. Một câu gọi này khiến cho cả lớp đều yên ắng lại. Đám giang gia thụ đang đùa giỡn cũng liền đưa mắt mà nhìn sang mang theo tràn đầy sự hứng thú. Những người khác cũng mang theo vẻ mặt xem náo nhiệt. Chỉ có chính chủ bị gọi tên Mặt mày vẫn vô cùng thong xong, Nhìn thoáng qua Cũng không biết là có nhìn thấy cậu ta hay không nữa Nam sinh kia nuốt nuốt nước miếng Rồi sau đó lấy hết can đảm mà cất tiếng nói Cái đó cậu Cô y tay nói Muốn cậu xuống trông coi một bạn học Ở gần thì tiện đưa bạn ấy về nhà Trần hỡ trạch rơ ra một trang sách Không hề hé răng Không hề hứng thú Giây tiếp theo dường như nhớ đến chuyện gì đó. Trần Hứa Trạch đột nhiên ngẩng đầu. Vừa lúc nghe thấy nam sinh kia nói tiếp. Bạn học kia, nhà ở rất là gần cậu. Cái đó chủ yếu, chủ yếu cậu ấy bị ngất rồi sau đó xỉu bởi vì sốt. Bây giờ còn đang ở trong phòng. Còn chưa nói rất lời. Chỉ thấy quyền cửu âm bạch cốt trào. Ở trên bàn bị quét qua rơi xuống dưới đất. Bóng người ở trên ghế ngồi đã giống như một con lốc nhanh chóng xông ra ngoài. Trần Hứa Trạch chạy, chạy đến phòng y tế bằng tốc độ nhanh nhất. Người đi qua thậm chí còn không nhìn thấy rõ mặt. Chỉ cảm thấy có một bóng sáng vụt qua bên cạnh, rồi sau đó biến mất trong giây lát. Chủ yêu nằm ở trên giường trong phòng y tế. Cô y tế đang thô dọn khai đồ. Thấy cậu thì hơi sững ra. Em... em là hàng xóm của chỗ yêu. Bọn em ở rất gần em có thể đưa bạn ấy về nhà. Khoảng 2 phần 3 thời gian mỗi ngày, Trần Hứa Trạch còn không nói nhiều bằng từng ngày. Cô giáo vừa nghe thấy là một nam sinh, thì vốn có một chút ý kiến. Nghĩ lại thì cũng không nói gì nữa. Thôi được rồi, em ngồi xem chừng trong chốc lát. Chờ một lát nữa con bé có chuyển biến tốt, thì nhớ gọi dậy. Cô đi vận chuyển dược liệu với học sinh nam nhất. Nếu em có việc thì đừng làm chậm trễ việc học vẫn cần phải lấy việc học làm chủ. Có thể tìm học sinh đang học thể dục để giúp đỡ, biết chưa hả? Trần Hứa Trạch nghe xong thì gật đầu. Cũng không ai biết cậu có đặt lời của cô giáo nói vào trong tay của mình hay không. Sau khi cô giáo đi rồi, phòng y tế khép cánh cửa lạnh Người đi qua bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Trần Hứa Trạch kéo ghế đến, ngồi ở phía trong bắt màn trắng, ngay ở bên cạnh chỗ yểu Bên trong bức màn là không gian của một người. Chỗ thừa rất ít, giống như vây quanh họ trong một thế giới màu trắng vậy. Chú yêu nhắm chặt hai mắt lại, gương mặt của cô ửng hồng. Trên mô bàn tay có cắm ống tiêm, bình nước chảy tương giọt tương giọt trên vào trong cơ thể của cô. Cô còn yên ắng hơn cả ngày thường. gương mặt bởi vì suốt mà đỏ bừng lên, vừa yếu ớt vừa thiếu sinh khí. Ánh mắt của Trần Hóa Trạch chưa từng rời đi trong chớp mắt. Nhìn thẳng vào cô, giống như đang nhìn một thứ gì đó mà không thể nào rơi mắt được. Cậu kéo ghế, lại cần thêm một chút nữa. Giúp cô đổi một chiếc khăn đã nóng ở trên đầu. Chậu nước ở ngay bên cạnh bàn. Băng ca cũng ở đó. Động tác của cậu dịu dàng tỉ mỉ. Rõ ràng là rất ít khi làm chuyện đó. Nhưng lúc này, lại giống như thường xuyên làm lại chuyện này sau khi đổi khăn xong. Chú ý trên cổ của chú Yểu chảy ra mồ hôi. Ánh mắt của cậu ngưng động, nhìn giọt mồ hôi còn đang động lại kia. Sau đó cậu rũ mắt, cầm lấy cái khăn sạch ở bên cạnh, từng chút từng chút một giúp cô lau sạch. Làn da của cô rất trắng và tinh tế, thậm chí là khi kích động. Làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu ở phía bề mặt da. Chủ yếu trong lòng của cậu vẫn luôn yếu đuối nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài Trên thực tế cô cứng cỏi bao nhiêu Can đảm bao nhiêu Không ai rõ ràng hơn cậu cả Cô dịu dàng Nhưng cũng rất là mạnh mẽ Chủ yếu đối với cậu tự như một giấc mộng mềm mại Không hề sợ hãi Tâm trí của Trần hứa trạch như bị cuốn đi Không ngừng mà lo giọt mồ hôi cho cô Mồ hôi trên cổ đã bị lâu, Đến không còn một giọt dư thừa Làn da khô ráo Giới cằm cũng sạch sẽ cậu vẫn lặp lại động tác trong tay như cũ. Cách một lớp khăn, dường như trụng vào da thịt cổ cô. Chỉ thiếu một chút nữa, là sẽ chạm vào nhau, không bị ngăn cách. Trong lúc đầu óc mê man, chú yếu tỉnh lại. Mở mắt mờ mịt mà nhìn qua phía bên cậu. Động tác của Trần hứa trạch dừng lại. Đặt sang một bên, giọng rất là nhẹ cất tiếng. Tỉnh rồi sao? Hứa trạch à? Giọng nói cô cốc của cô tự như một lữ hành đã đi qua hàng trăm dặm vạn ở trên sa mạc khan khan lại trái tay trần hứa trạch ngay cả mày cũng không nhớ một cái không hề cảm thấy khó nghe mà chỉ trả lời ừ mình đây hứa trạch à cô không tỉnh táo cho lắm không nói gì khác mà chỉ gọi tên của cậu trần hứa trạch phát hiện ra điểm này cũng không hề không kiên nhẫn vẫn trả lời như cũ ừ mình đây hứa trạch mình đây Hỡi trai gà Mình đây Có qua có lại Cô nhắm mắt vẫn không ngừng kêu Dường như hai chữ này Có thể mang đến cho cô một sự an tâm Mà cậu cũng không hề cảm thấy phiền hà Cứ một tiếng rồi lại một tiếng để cho cô biết Cậu vẫn luôn ở đây Ở bên cạnh cô Khoảng vài phút sau Thì chú yêu muốn nói cái khác Cô mấp máy môi Về mặt cũng có một chút thay đổi Hỡi trạch Ừ. Hứa Trạch ạ, à, mình... Cô kêu càng ngày càng không rõ lắm. Trần Hứa Trạch còn tưởng cô nói nhiều. Tần suất dần dần chậm lại. Ai ngồi cô ngừng hơn mảy giây. Rồi sau đó hít vào một thời thật sâu. Dùng hết sức lực mở miệng nói. Hứa Trạch ạ, à, mình khát. Trần Hứa Trạch sừng rốt. Mang theo cả sự xấu hổ. Trần Hứa Trạch đứng dậy đem ma rót nước cho cô. Đỡ gái giúp cô uống nước rồi sau đó lại để cho cô nằm xuống Có còn muốn uống nữa hay không chứ Cô lắc đầu Muốn gì nữa hay không Cô nhắm mắt nghỉ ngơi hai giây Lại tiếp tục lắc đầu như cũ Hình như chú yêu rất là mệt Cô nhắm mắt nằm yên Sao cậu lại đến đây Cậu không lên lớp à Cô giáo để mình tới trong coi cậu Rồi sau đó thuận tiện đưa cậu về Có thể làm ảnh hưởng đến còn đợi cô nói xong thì cậu đã nói Không đâu Chú Yểu lầm bầm nhẹ nhàng mà thân một câu Nếu vậy thì tốt rồi Sau đó cô nhắm mắt lạnh Lần thứ hai chìm vào trong giấc ngủ Trần hứa trạch ngồi ở bên cạnh Không ai nói chuyện cùng với cậu Cậu không mất kiên nhẫn Cũng không chơi điện thoại Mà chỉ lặng lặng nhìn chú Yểu trên giường Dưới lớp chăn bông Cậu nhớ đến rất là nhiều chuyện Ấn tượng sâu nhất là vào lúc ông bà nội vừa mới qua đời. Mặc dù bố mẹ của cậu có đau buồn, nhưng sinh hoạt của họ càng quan trọng hơn. Tình cảm với ông bà, Xuân bao năm qua đã phai nhạt đi không ít. Lúc ấy cậu cảm thấy, người thực sự vì ông bà qua đời mà đau thương, có lẽ chỉ có một mình cậu. Sau khi toàn bộ chuyện mai táng được xử lý xong, có một ngày, cậu ngồi ở trên nóc nhà mà nhìn bầu trời đêm. Chú Yểu đột nhiên tìm tới Cô mặc một chiếc váy dài Bước chân nhẹ nhàng Giống như sợ sẽ quấy nhiễu đến cậu Cậu không nói chuyện Mà cô cũng vậy Hai người sóng vai nhau Khi còn nhỏ thường ngồi trên nóc nhà Lặng lặng sóng vai mà nhìn sao trời Một lúc lâu sau Cậu mới nói câu đầu tiên Cậu nói Trước kia Mình vẫn luôn cho rằng thế giới này sẽ không thay đổi Ông bà cũng sẽ không đi Mỗi ngày mình đi học hay tan học Bọn họ sẽ vĩnh viễn, viễn đưa mình Chờ mình Rất lạ Nhưng cũng không hề lạ Chỉ cần là người Nội tâm vẫn sẽ có lúc yếu mềm Cho dù là người xưa nay Có tiếng như là quái đản giống như cậu vậy Lúc ấy chú Yêu cũng không trả lời ngay Cô ngồi ở bên cạnh cậu Lắng nghe cậu nói hết Nghe cậu kể một chút chuyện khi còn nhỏ Đến cuối cùng Cô vân về hai tay Bỗng nhiên dùng một loại giọng điệu chắc chắn để nói Cậu có biết không Thế giới này Mọi người cuối cùng cũng sẽ phải rời đi Ngay đó Cô giống như một người mẹ dịu dàng Xoa đồ của cậu nói cho cậu Nhưng mà mình đồng ý với cậu Mình sẽ cố gắng Cố gắng hết sức để ở bên cạnh cậu Lâu hơn một chút Nếu như muốn chống lại với thế giới Thì một người cũng là không đủ Vậy thì mình sẽ nguyện ý Làm người ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút. Lâu đến khi cậu có thể dũng cảm, mà một mình đối mặt với thế giới này, không hề cảm thấy sợ hãi nữa. Lỗ thủng lớn trong trái tim của cậu, giống như là trong nháy mắt, đã bị thứ gì đó lấp đầy. Cậu là một người rất ít khóc, nhưng không biết nói sao. Mỗi khi chủ yếu dịu dàng xuất hiện trước mặt cậu, thì cậu sẽ cảm thấy thật ra mình cũng không hề mạnh mẽ một chút nào cả. Bầu không khí im lặng quỷ dị lan trán giữa hai người. Phải một lúc lâu sau, đầu óc của Giang Sa Thụ mới phản ứng lại. Đúng vậy, Trần hứa Trạch luôn đối xử với Chu Yểu không giống như những người khác. Săn sóc mọi nơi không nói. Đôi mắt của cậu khi nhìn về phía Chu Yểu cũng giống như nhìn bảo bối vậy. Chắc chắn là thích rồi. Làm sao có thể tuyệt giao được? Sợ là chỉ cậu ta chỉ hận Chu Yểu không gặp lâu hơn mới tốt đi. Sắp xếp tư duy một cách rõ ràng dang gia thụ thuật lại tất cả cho hà lợi rồi sau đó cuối cùng cảm thán hai người này nhất định là có chuyện hà lợi nghe xong cũng không nói gì đã đến cái mức độ này rồi làm sao lại có thể không có chuyện lời này nói ra có phải là quá mức vô nghĩa rồi hay không cơ chứ một đám người chơi đủ gần như là ngồi lại nhà của ngành niệm hết biệt thự nhà ngành nghiệp đồ lớn có rất là nhiều phòng Chủ yểu và trịnh ngâm ngâm cùng với ngay nghiệp ở một phòng. Hai người kia tâm sự hàn huyên hơn nửa đêm. Chỉ có chú yếu uống say, ngô đến mê man bất tỉnh. Ngày hôm sau nhìn thấy dấu răng trên cằm của Trần Hứa Trạch, thì chú Yêu liền kinh ngạc cất tiếng. Cằm của cậu bị làm sao thế? Giang gia thụ đang ăn cháo, liền gian nan nuốt xuống, vùi đầu căng thấp hơn, làm bộ không nghe thấy gì hết. Còn Trần Hứa Trạch thì lại vô cùng bình tĩnh nói. Trước khi đi ngủ bị đập vào cửa Đập vào cửa ư Chú cảm thấy không thể nào tưởng tượng được Ừ Trần hứa trạch trịnh trọng quét mắt nhìn qua cô đắc Một cánh cửa rất hung dữ Chuyện tối ngày hôm qua Các nữ sinh không biết Còn nam sinh thì biết hết Nhưng đã bị Trần hứa trạch hạ lệnh Phải ngậm miệng Kết quả là đường sự chú Yêu một chút ký ức Cũng không có Chỉ nhớ mình và nghe nghiệm trịnh ngâm ngâm nói chuyện về Trần Hứa Trạch nhìn em gái khuấy rối. Trên đường thi học, Chu Hiểu và Trần Hứa Trạch đứng gần nhau như thường lệ. Thì thầm nói chuyện cùng với nhau. Cô làm như lơ đãng mà cắt tiếng hỏi. Nghe nói lại còn nữ sinh nam nhất chặn cậu lại, thổ lộ cùng với cậu à? Cậu thừa nhận gật đầu. Có đẹp không? Không biết. Không biết mà còn nhìn người ta lâu như vậy ư? Chú Yêu chơi thầm ở trong lòng. Trần nó trạch cao hơn cô rất nhiều nói. Mình chú ý đến, màu quần áo trên người nữ sinh đó rất là kỳ lạ. Nơi người trên là xanh lá, Nơi người dưới là màu đỏ. Còn có quần bó gấu rất là lưu hành lúc trước. Thoạt nhìn rất giống như một quả ớt chưa chín. Chú Yêu nghe đến đây thì sừng sốt. Trần Hứa Trạch lại tiếp tục nói. Cậu có nhớ trước kia chúng ta đi ngắt ớt không? Quả ớt xanh kia thật nhìn rất ngon. Cậu tham lam cắn hết một miếng kết quả là bị cái khóc suốt cả một đêm. Theo lời nói thì chú Yểu nhớ đến, khuôn mặt cổ cô hơi đỏ. Không ngờ cậu lại nhớ đến chuyện của mình. Liên dùng khiêu tay thúc cậu một cái, bầu cạo ngậm miệng lại. Bên môi qua chân hứa trạch loáng thoáng ý cười, không ai chú ý đến. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, hai người nói chuyện, anh dưng chậm rãi lan rộng vô cùng tươi sáng. Trình viên đã chết, Nữ sinh nhảy lầu chính là cô ấy hiện trường đã bị phong tỏa nơi nơi đều là người âm thanh gì cũng có chú yểu không muốn đi học trần hứa trạch ở sân thể dục cùng cô hai người đứng không gần từ xa mà nhìn thậm chí không thấy rõ được phần đầu đã vỡ của thành viên chỉ thấy được vết máu ở trên mặt đất buổi chiều ngày đầu tiên đi học cậu ấy đã cho mình mượn giấy nhắc chú Yêu nói cậu ấy cũng là người đầu tiên nói chuyện với mình trong giọng cổ cô có sự run rẩy. Trần Hứa Trạch cảm nhận được cảm xúc của cô đang dao động. Giờ tay che đi đôi mắt của cô. Cô kéo cánh tay của cậu xuống nói. Không sao, mình chịu được. Hai người họ nhìn tình hình bên kia từ xa. Một người phụ nữ đang quỳ giữa mặt đất khóc lớn. Mặt mày người này có vài phần giống với trình viên. Mặc dù tóc được cẩn thận trải một cách tỉ mỉ, nhưng có một vài sợi đã bị buông ra. Mấy người kia nói, Bà là người giúp việc Quê gối trên sàn nhà của người khác Quét tước vệ sinh Nhưng chú yếu nghĩ Cho dù là công việc nào Có lẽ đều không thể nào hẹn mọi đáng thương Như bà bây giờ Mẹ Trinh quy rạp trên mặt đất khóc lớn Không ngừng cào khóc Không thở nổi Thậm chí là suýt chút nữa ngất đi Nhà trường và cảnh sát chỉ có thể không ngừng an ủi bà Ở trong trường rất là nhiều người Còn có phóng viên muốn vào trong đang bị chặn lại ở phía ngoài cửa. Học sinh trong trường cũng đang lén chụp ảnh, tất cả vô cùng hỗn loạn, tự như một sân khấu hài kịch thật lớn. Nếu Chú Yêu hít mũi, nói rồi lại dừng lại không nói tiếp nữa. Lần này Trần Hứa Trạch mới thật sự đưa tay che mắt cô lại, cảm nhận được nhiệt độ nước mắt của cô nóng đến mức dạ người. Trình Yêu cuộc đầu, vội cả đôi mắt và nửa khuôn mặt vào bàn tay của cậu, không thấy được chỉ thấy chốc mũi của cô hồng hồng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống. Mẹ Trình thật sự rất sạch sẽ, không dơ một chút nào. Giống như Trình viên nói, rất có khả năng cũng là thật. Cô không nói được. Mỉm môi im lặng mà chảy nước mắt. Mẹ của Trình viên rất vĩ đại. Chú yếu tên Trình viên nhất định nói thật. Hai người bọn họ đứng dưới tàn cây. Không lên lớp nghe tin tức tán loạn ở trong phần trường. Người ta nói vốn trình viên sẽ không chết Là sau khi cơm nước xong Trên đường từ nhà ăn quay về Trình viên trùng hợp Gặp đám quan tiêu tiêu Cũng vừa đi ăn ở bên ngoài về Đám nữ sinh đó Mua một cái càng nhỏ Để khuếch đại âm thanh ở quầy tạp hóa bên ngoài Chỉ là một nhóm đồ chơi nhỏ thổi cho vui Hai bên gặp nhau Đám nữ sinh đó cố ý Dừng ở phía sau trình viên Không ngừng thổi kèn làm nền sau đó dùng chức năng khuếch đại âm thanh của nó mà hô to. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Xung quanh có ăn trộm lui tới, xin chú ý tài sản của mình. Cũng không biết là ai cười đâu, khiến một đám người không ngừng cười ha ha. Vì thế cả một đám đi theo sau trình viên trêu trọc. Cứ như vậy mà náo lặn cả một con đường, nhưng không ai lên tiếng. Cho đến khi có một nữ sinh quá mức hưng phấn, lấy cái mắn đồ chơi kia kêu lên trộm tiền trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Trộm tiền trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Này, đang nói cậu đó, đừng có mà giả chết. Trình Viên cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, quay đầu lại khô to Tôi không có trộm tiền. Cả một quãng đường, thậm chí là cả một thời gian. Đây là lần đầu tiên cô ấy đáp lại. Mọi người ngây ra một lúc, rồi sau đó là nhìn cô ấy trào phóng nói. "Nếu vậy thì tiền đâu?" "Cậu không trộm ư?" Lớp chúng ta cậu là nghèo nhất Tay chân không sạch sẽ nhất Cho nên đừng có giả bộ nữa Trình viên tức giận đến mức khô hấp bất ổn Xoay người cất bước rời đi Những người đó Thầy cô đã đáp lại Đã hưởng qua ngon ngọt Lên cầm chiếc loa đổ chơi đi theo phía sau Lời nói càng ngày càng thêm phần quá đáng Trình viên trộm tiền Trả tiền nhanh lên Trình viên trộm tiền Trả tiền nhanh lên Mẹ cậu có biết cậu trộm tiền không hả Đúng là đồ sơ bẩn Đồ trộm tiền sơ bẩn đám nữ sinh đó hô ba lần, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Trình viên bỗng nhiên dừng chân. Tất cả mọi người cũng dừng lại, không biết cô ấy muốn làm gì. Chỉ thấy cô ấy xoay người với đôi mắt đỏ ngầu, màu sắc kia khiến cho người ta sợ hãi. Trình viên nhìn chăm chăm mấy nữ sinh đó, cả người run rẩy, giống như một con thú nhỏ phát điên. Đám nữ sinh đó hơi sợ, nhưng cũng không phải là loại nhát gan, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hô to Muốn làm gì hả? Muốn đánh nhau sao? Trình viên hít sâu vào một hơi Dùng hết sức lực ma cao với đám nữ sinh đó Tôi không có trộm tiền Tôi và mẹ của mình không phải là thứ dơ bẩn Nói xong cô ấy nhanh chóng chạy lên cô dạy học Đám nữ sinh kia sững ra Rồi sau đó lại tụ lại cười nhọc Còn tưởng cậu ta muốn nói gì đó Đúng là con ngốc Trộm tiền thì trộm Còn nói mấy lời này đúng là ghê tưởng miệng cọp can thỏ, đúng là đồ bánh bao mềm. Đám nữ sinh nói vài câu, thì bỗng nhiên có người phát hiện trình viên trèo lên lan can của tầng thượng. Ôi, mau mau nhìn kìa. Hành động của trình viên nhanh chóng khiến cho một đám người vây lại. Mấy nữ sinh kia choáng váng. Quan tiêu tiêu nỗ lực ổn định, cho rằng trình viên đang thị uy với mình, liền cất giọng hô to. Cậu định hồ dọa dạ ai đó hả? Cậu cho rằng cậu dọa dạ nhảy lâu thì có thể khiến cho người khác sợ hãi hay sao? Trình viên cúi đầu, nhìn đám người tụ tập càng ngày càng nhiều dưới chân, rồi sau đó lớn tiếng nói. Quản tiêu tiêu, mày là cái đồ hèn hả? Tao hận mày. Đám nữ sinh kia vừa nghe thấy những lời này, lập tức kích động mà mắng chửi trình viên. Nhóm thầy cô giáo và lãnh đạo nghe tin đã chạy đến. Hỏi rõ tình huống, lập tức không cho các học sinh khác mở miệng. Tất cả đều lui về phía sau Cùng lúc đó báo cảnh sát đến cứu viện Bên dưới thay nhau khuyên nhủ Trình viên mau mau xuống đi Trình viên đứng trước lan can như vậy Ngoài mặt làm ngơ với tất cả mọi chuyện Ở bên dưới Hai tay cổ cô ấy buông lan can ra Hai bên tóc bị gió thổi bay tán lận Trình viên hơi ngừng đầu Nhìn về phương xa Cũng không biết khi đó Trong tầm mắt của cô ấy là quang cảnh như thế nào Trước khi cứu viện đến Trình viên nhắm mắt lại nước mắt im lặng chảy xuống, hô to với một giọng nghẹn ngào đầy cả giọng mũi. Tôi không có trộm tiền. Tôi và mẹ của tôi không phải là thứ dơ bẩn. Mẹ của tôi là người tốt. Nhà trường đang muốn khuyên can. Thì giây tiếp theo, trình viên đã buông người nhảy xuống. Cứ như vậy nằm giữa mặt đất, một dòng máu đỏ hoàn nguèo chảy ra. Một tiếng thét thê lương trái tay vang lên ở hiện trường. Đặc biệt là đám quan tiêu tiêu Cô ta sợ tới mức che lạnh đôi mắt. Cơ thể cứng ngắc, một vài giây sau mới bắt đầu phát run. Hai mắt dường như là dại ra. Trình Viên Viên như cứ như thế mà chết đi, khóc lóc chảy nước mắt. Trước khi chết ngoại trừ hai câu nói kia, câu duy nhất cô ấy nói chính là: "Quan Tiêu Tiêu, mày là cái đồ hèn hạ, tao hận mày." Nhìn một sinh mệnh trước đó không lâu, vẫn còn sống giờ đã chết ngay trước mắt, hơn nữa còn liên quan đến bản thân mình, quan tiêu tiêu run rẩy bỗng nhiên ỏa khóc thét lên quan tiêu tiêu mất đi mấy trăm nguyên ban đầu chuyện này là một cấm kỵ trong lớp có rất nhiều người cảm thấy bất an giống như tồn tại một tên ăn trộm vô hình thậm chí đã hại chết hai mạng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ cho đến một buổi chiều thứ tư lớp bên cạnh bị phân đi làm vệ sinh lúc đi thông mương thì phát hiện tắc cống sau đó dùng móc thép kéo lên được một đống giấy ẩm ướt bị vo tròn lại. Chuyện này mới sáng tỏ. Đây là gì vậy chứ? Những tờ giấy không giống nhau, màu sắc vẫn còn nhìn ra được màu đỏ, còn bị vo thành một đống. Học sinh tò mò móc ra. Từ phần giấy chưa bị nát mà phát hiện ra, đây chính là số tiền mà quan Tiêu Tiêu bị mất đi. Trong ký ức của quan Tiêu Tiêu, cô ta đặt tiền thu phí ở trong phòng học, lại quên lúc cần đi. Cô ta đột nhiên nhớ ra phải mua gì đó Cho nên trích ra vài tờ Mấy tờ tiền kia bị cô ta Vào lại đút ở trong túi Không khéo bị rơi xuống khi cô ta Đi ở trên mấy phiên đá Lấp cái mương Mấy phiên đá cách nhau một khoảng Người qua người lại gió thổi qua Cuối cùng đống tiền đó rơi xuống Sau khi chân tướng rõ ràng Bầu không khí căng thẳng Của lớp học biến mất Lại càng khiến cho người ta thổn thức hơn chỉ bởi vì một chuyện hiểu lầm ngoài ý muốn, lại dẫn đến hai mạng người tiêu vong. Lãnh đạo nhà trường tổ chức một vài cuộc họp, nghiên cứu có nên lắp đặt camera trong phòng học hay không, vẫn còn chưa tranh luận xong. Chủ yếu có đi viếng trình viên một lần, mẹ trình vẫn như vậy, ăn mặc quần áo mộc mạc, cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Đáng tiếc trong đôi mắt sưng đỏ, đã không còn thân thái. Đã có vài lần khi đi học, Chú Yểu lại đưa dây nhấp sang bên cạnh theo bản năng. Tay vừa đi lên thì liền dừng lại. Sau đó khó khăn lắm, mới có thể thu về. Đó là thời gian thất thần hiếm có của cô. Ngơ ngác mà nhìn vị trí không ai ngồi, sau đó mới quay đầu đi. Nghe nói chú Yểu có quan hệ không tuổi với trình viên ở trường học. Mẹ Trình cố trưng ra một nụ cười, nói chuyện với cô trong chốc lát. Trước khi đi, chú Yểu nghiêm túc cúi đầu nói với mẹ Trình. Lúc cháu vừa đến trường học Trình viên là người đầu tiên nói chuyện với cháu Sau đó cũng không hề kỳ thị Hay bàn tán gì về vấn đề trên cơ thể của cháu Cháu rất là cảm kích cậu ấy Có thể có được một người con gái tốt như vậy Có thể có được một người mẹ tốt như vậy Cháu cảm thấy hai người hẳn là nên tự hào về nhau Cảm ơn cô Đã cho cháu có cơ hội quen với trình viên Mẹ Trinh chen đùa lại khuôn mặt Nước mắt chảy ra rồi gật đầu Khóc không thành tiếng Cô cảm ơn cháu Cảm ơn cháu một đứa bé ngoan Sau đó Việc đi tham quan bảo tàng đã được định ra Tập thể học sinh năm ba Đi tham quan bảo tàng xa trung trong nửa ngày Sáng sớm đã phải tộc hợp chỗ yêu sờ sẵn xong Lần mang một cái ba lô nhỏ Chứa một chút bánh mì lát dạ Còn có một chai nước Trên người cầm 50 nguyên Rao cửa vô cùng đơn giản đúng lúc đó thì chu ma bước vào chu yểu dừng chân lại bố à chồng bọn con tổ chức đi tham quan bây giờ con đến biết rồi biết rồi lần trước con đã nói rất lần nhiều rồi đi 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 ông đi thẳng vào trong nhà lấy đồ chu yểu xoay người nhìn thoáng qua rồi cất bước đi ra bên ngoài tiệm mặt chợt làm ăn rất tốt Bạn dọn cả nửa ngày Hai vợ chồng chô ma cũng đã mệt Buổi chiều luôn là không nhiều người lắm Hai người rất khoát không vội mở cửa Mẹ chô đi tìm hàng xóm quen biết Nói chuyện phiếm Chô ma trở về nhà phía sau Ngồi xem tivi trong phòng khách Muốn uống trà Nhưng lại không tìm thấy hộp trà Thấy cửa phòng của chú yêu mở ra Trong lòng ông không biết Là không có khả năng Sẽ có ở trong đó Bước chân ông ngừng lại một chút nhưng vẫn để cửa mà đi vào theo bản năng thói quen sinh hoạt của chú yêu rất tốt bình tĩnh mà xem xét thì càng ngõ này không ai có đứa con gái ngoan như vậy con gái nhà người khác không nghe lời cãi nhau thành tích kém hoặc là học thói lưu manh của người đời khiến bao nhiêu người lớn đau đầu nhưng tất cả những vấn đề này lại không hề có ở trên người của chú yêu từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn mãi cho đến lớn bây giờ cũng vậy. Ở trong lòng của Chu Ma là một cảm giác nói không nên lời. Có lẽ là do thói quen. Hai vợ chồng ông đều không cảm thấy đứa con cái này có gì đặc biệt hơn người. Đã quen bắt đầu từ khi nào? Thái độ của vợ với con gái giống như thái độ của người khác với đứa con gái không nghe lời. Dần dần thái độ của ông với cô cũng chẳng ra gì. Chủ yếu đã làm gì sai sao? Thật ra thì không có, căn phòng rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Chăn chính là cô dép. Gối đầu bày biện trình tề. Dép lê và giày mang ở bên ngoài. Cũng được sắp xếp còn càng ở trên kệ. Còn có cả giá sách nhỏ của cô. Bên trên có rất là nhiều sách. Hai vợ chồng bọn họ ngay cả đọc cũng là không hiểu. Cô còn làm thủ công. Từng kêu khắc một con dấu bằng gỗ. Lúc còn rất nhỏ đã tự mình làm diều. Đàn sọt tre còn làm một cái giò tre nhỏ dùng để vớt cá trong hồ. Khi đó ông đứng một bên xem, mỉm cười khen đẹp. Tiếng cười tự như tiếng chuông âm vang. Chùa mà phát hiện ra mình đã đứng khá lâu. Ông phục hồi lại tinh thần. Cảm xúc không thể nói rõ, khiến ông muốn nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lúc đi qua bàn học của chu Yểu, thì bị một tờ giấy đang nằm đè ở phía dưới hấp dẫn ánh mắt. Ông dừng lại, thận tay rút ra thì thấy đó là một bảng xếp hạng thời gian là lần kiểm tra trước tên Chu yếu có mặt còn xếp hạng rất cao cả khối hơn một ngàn người cô đứng thứ hai Chu ma cầm tờ giấy xếp hạng kia không nói gì một lúc lâu sau đó mới từ từ bỏ lại chỗ cũ ông quay lại phòng khách xem tivi tivi chiếu gì xem cũng không nhập tâm được một lúc lâu sau ông giống như bị kim châm vội vàng đứng dậy rồi xài bước ra phía ngoài cửa. Chạm phẳng, lúc ánh dương vẫn còn có chút ấm áp. Chô Ma đi vào trong ngõ nhỏ, trong tay xách theo một chiếc hộp lớn. Hàng xóm thấy thì liền cất tiếng treo gẹo. Là sinh mật của ai sao? Chô Ma mua bánh kem cơ đó. Chô Ma chia cười rồi sau đó cao giọng nói. Ngồi đây nhàm chán lãng phí thời gian vậy à? Tôi này tới chỗ của tôi uống trà đi. Hàng xóm nghe vậy thì liền nói Có người thì mới đi Không đủ thì làm sao đánh được chứ Một đoạn đối thoại ngắn gọn Khỏe môi của chô ma hơi cong Mà đi về phía nhà của mình Còn chưa về đến nhà Đột nhiên nghe thấy có người đi ra nói Xảy ra chuyện lớn chuyện lớn rồi Là chuyện lớn gì Có thể khiến ông kinh ngạc như vậy cơ chứ Mọi người ở trong ngõ Cũng không để ở trong lòng Ở bên quỳ nam sân kia bị sạt lở đã chết rất là nhiều người rồi bây giờ đường cũng đang bị chặn lại nghe thấy loại tin tức này thì tất cả mọi người đều quan tâm thật ư ừ, trên tivi đang chiếu kia kìa là bản tin địa tất cả mọi người đều về nhà bật tivi xem thời sự chỉ có chô ma cứng đờ tại chỗ hỏi người hàng xóm đang nhắc đến chuyện này đầu tiên ông nói là ở đâu là ở quy nam sơn đó bảo tàng bên kia bị sạt lở rất lớn Tại đi ngang qua đều lật còn bị rơi xuống đã chết rất là nhiều người rồi bảo tàng quy nam sơn ứng chỉ thấy sắc mặt của chu ma trắng bệch tay chân trở nên luống cuống gần như là run rẩy mà chạy như bay trở về nhà chiếc bánh kem bị ông tỉ tay ném ở trên bàn chiếc hộp bị méo ông cũng không dành tiền mà lo lập tức mở tivi xem bản tin địa đúng là đang chiếu tin tức quy nam sơn bị sạt lở hiện trường vô cùng hỗn loạn đồ lại cứu viện đã đến tiếng khóc tiếng cào thét còn có những hơi thở mỏng manh thống khổ Từng cái từng cái xuất hiện ở trên màn ảnh chùa ma nhìn chăm chăm tv rất lâu đôi mắt vẫn không nhúc nhích một cái chớp mắt cũng đều là không có phóng viên trên tv đang nói gì đó ông cảm giác lỗ tai mình giống như ổ đi cũng không thể nào nghe thấy thêm bất cứ điều gì nữa trường học nghĩ đến điều gì chùa mà đột nhiên chạy ra ngoài hàng xóm ở trong ngõ nhỏ thấy vậy liền vội vàng mà cất tiếng hỏi chùa mà ông đi đâu vậy chứ không nghe được lời đáp lại chỉ thấy một bóng dáng chạy như vây cứ thế mà dần dần biến mất đi đâu đi quy nam sơn ư tài xế sau khi nghe thì liền vội vàng xua tài nói không đi không đi bên kia đã bị phong tỏa chặn lại không qua được đâu Chô tiếp tục đến gõ cửa xe chiếc xe taxi tiếp theo. Bác Tài, tôi muốn đến Quy Nam Sơn, nhanh lên một chút. Không đến Quy Nam Sơn được, bên kia đang rất là hỗn loạn, xe không vào được, toàn bộ đường xung quanh đã bị phong tỏa, không đi được, thật sự là không đi được. Ông hỏi hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. Bác Tài à, có đi Quy Nam Sơn không? Thế nhưng tất cả câu trả lời đều là từ chối. Không đi, không đi. Bác Tài à, đến Quy Nam Sơn, không đi được không đi được không đi đâu quỳ nam sơn đường bên kia phong tỏa rồi không đi không đi không bao lâu người ở giao lộ đều biết có một người đàn ông đã như phát điên một hai phải đến quỳ nam sơn đang xảy ra chuyện một người ngồi ở trên chiếc xe bán trái cây bên đường thật sự không nhìn nổi nữa ben cất tiếng hỏi anh à vì sao nhất định phải đến Quy nam sơn trước bên kia bây giờ thật sự là không đi được hay là đợi một lát nữa rồi hãy nói đi. Người đó nói rồi sau đó chỉ trì về phía bầu trời. Ai mau nhìn xem. Cũng đã sắp mưa rồi. Tình hình chắc chắn sẽ càng thêm phần là nghiêm trọng hơn. Nguy hiểm như vậy, ai có thể đi qua được cơ chứ? Chô Ma nghe xong thì cũng không trả lời. Người bán hàng xong suy đoán. Sẽ không phải là anh tìm người nào đó chứ? Là người nào mà quan trọng như vậy? Bây giờ quá nguy hiểm, đừng có mà xúc động. Những lời này vừa mới nói ra. Chùa ma liền quay đầu nhìn ông ấy, trong đôi mắt đỏ ngầu. Người nào quan trọng như vậy ư? Là con gái của ông. Con gái của ông còn đang ở Quy Nam Sơn. Trời dần mưa lớn, người trên đường ít đi rất nhiều. Chùa ma vẫn không thể đến Quy Nam Sơn. Càng về sau, xe taxi càng bận rộn. Bắt xe, nhưng không có chiếc nào dừng lại. Ở trên người chùa ma ướt đẫm, đạp lên bùn, bước thấp bước cao mà trở về nhà đến đầu ngõ bỗng nhiên có một bóng sáng gầy gò cầm ô nhìn ông bố chùa ma đột nhiên ngừng đầu chùa yểu giống như một đóa hoa nhỏ trong suất sạch sẽ đứng ở cách đó không xa đôi mắt trong veo yên lặng mà dịu dàng nhìn ông chùa yểu dừng một chút rồi bước nhanh đến bến cạnh người ông cô giơ cao chiếc ô che cả người lại bố à sao bố lại bố đi đâu thế quần áo đã hứt hết cả rồi Chô mơ nga ngác mà nhìn cô Nhìn gương mặt mơ hồ có nét giống mình Mọi người đều nói Về ngoài của chú Yểu Tập hợp tất cả ưu điểm của cả hai vợ chồng bọn họ Bề ngoài trắng trẻo lại xinh đẹp Tinh tế tao nhã Giống như con nhà phần tử tri thức vậy Chú Yểu bị chú ma nhìn chằm chằm như vậy Thì thoáng ruột lại Bố à Dường như đã qua cả ngàn năm Người đàn ông không có một chút hình tượng Phẳng vất như bước ra khỏi buồn đất Bỗng nhiên đỏ mắt chu ma ngồi xổm xuống trả lại đôi mắt không nói gì mà chỉ im lặng khóc cho đến khi chu yểu cùng với chu ma đã bình tĩnh về nhà thì trong lòng của chu yểu vẫn cảm thấy kỳ lạ cô tắm xong thay quần áo ngủ thật dày khi chuẩn bị đóng cửa nhà thì thấy hàng xóm đi qua hàng xóm kia vừa nhìn thấy cô thì liền cất tiếng hỏi yêu yêu à bố cháu đâu rồi cành tay đang đóng cửa của chu yểu dừng lại cô nói đang bận ở tiệm mặt trước phía trước ạ. À. Bố cháu có chuyện gì sao ạ? À? Ôi trời ạ, à, cháu không biết đâu. Trạng vạng ngày hôm nay, không phải bên Quy Nam Sơn bị sạt lở hay sao? Đã chết rất là nhiều người đó. Bố cháu vừa nghe được tin tức thì liền vội vàng chạy đi, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nghe đến đây thì chú yếu ngay ra. Lúc về, đi về cùng với cháu đó. Ở trên người bận hết cũng không biết là đi đâu nữa. Hàng xóm nói một vài câu rồi sau đó đi. Chú yếu đứng ở bên cạnh cửa, ngơ ngác xuất thần. Thời gian nghỉ trưa, sau khi ăn uống xong, đám người chú yếu và hứa trạch quyết định đi ra ngoài toàn bộ. Tuy rằng gió lạnh, nhưng mỗi người đều bọc lại giống như một con gấu, cho nên không ai thấy gì. Xung quanh trường học có một cái công viên. Đi bộ khoảng mười mấy phút thì công viên có hai sân bóng rổ thì thằng cũng sẽ có người đến đây để mà chơi bóng. Lúc mấy người chú yếu đến, công viên không có một bóng người, chỉ có một vài người lớn thông thả toàn bộ. Đám người ngồi ở trên ghế đá, răng gia thụ nhích qua nhích lại, ngồi không an phận lại còn phàn nàn. Các cậu có cảm thấy mông lạnh hay không chứ? Ít nói tục thì anh sẽ chết sao hả? Ngành niệm là người đầu tiên than phiền về răng gia thụ. Cũng giống như quá khứ, răng gia thụ vừa mới mở miệng thì lời của nghiêm nghiện cũng sẽ bật ra theo bản năng. Thôi tục cả em gái em ấy, em chẳng lẽ là không lạnh hay sao? Giang gia thụ, liếc cô ấy một cái rồi trào vúng. Cũng đúng, vì xem một trận đấu mà có thể xếp hàng, ở ngoài trời đông giá rét cả một buổi tối. Cả loại háo sắc như em, thì làm gì có xúc giác, lạnh cũng sẽ không thể nào chết được đi. Giang gia thụ làm mặt quỷ với nghênh niệm, nghênh niệm tức giận hô to. Anh mà còn nói nữa, Em sẽ đặt anh xuống sông để mà uống nước lạnh đó Hai người tuổi đánh nhau Náo loạn vô cùng vui vẻ Công viên nhỏ yên ắng lập tức tràn ngập tiếng cười Tuy chị ngầm ngầm cũng khá thân thiết với họ Nhưng cô ấy phải về nhà ăn cơm Lúc này cũng không có ở đây Chủ yếu và Trần Hứa Trạch Luôn luôn dính với nhau như hình với bóng Hai người ngồi song song Nhìn nhau Sau đó chủ yếu quay đầu Nhìn mấy người kia đang trêu đùa Thì nhích môi mỉm cười ồn ào một lát cũng không biết là ai đề nghị này trở lại như vậy chúng ta vận động một chút đi vận động ư ừ chơi bóng đó nói rồi cậu ta chi phê phía sân bóng không có ai ở bên kia đều không có ai cả chúng ta chơi bóng đi giang xa thụ né vô ảnh cước của ngành nhiệm đáp được nhưng bóng ở đâu ra bây giờ cậu biến ra một quả đi vừa mới dứt lời thì đại hùng yên lặng cởi ba lô ở trên lưng kéo khóa kéo, lấy ra một quả bóng rổ từ bên trong. rằng gia thụ nghe vậy thì chỉ tục. Cậu có sợ thục này sao? Lại còn bóng chạy đi khắp nơi sao? Đại hùng nghe vậy thì liền cất lời giải thích. Đây chính là quả bóng. Mấy ngày trước anh họ cho mình. Ở bên trên có chữ ký cầu thủ mà mình thích nhất. Vất vả lắm mới có thể mua được. Mình để ở nhà. Em họ mình cầm đi chơi. Mình sợ nó phá của mình cho nên cầm theo. Thì ra là bảo bối sao? Tất cả mọi người đều biết rõ Đại Hùng là fan bóng rổ. Lúc xem giải đấu NBA thì đặc biệt kích động là cái loại sẽ hò hét cổ vũ trước TV. Khiến người bên cạnh tưởng chừng như lạc vào trong đám fan cuồng nhiệt ở trên sân đấu. Hành động như vậy ở trên người cậu ấy cũng không xem là quá mức kỳ quặc nhưng thật ra vẫn có chút chút. Có bóng Đám nam sinh nóng lòng muốn thử Chuẩn bị chơi bóng Giang gia thụ hải Trần Hóa Trạch Vợ cả, à, cậu có muốn chơi không? Chú yêu thay cậu trả lời. Có chứ, sao lại không? Cô sợ cậu ngồi bất động thì sẽ lạnh. Cho nên lên gần đầu mà cười với giang gia thụ Sao nào? Cậu muốn xa lánh hứa trạch của chúng ta sao? Mình nào dám chứ? Giang gia thụ lầm bầm, trôi nhìn chú yêu nói. Này chú yêu, cậu đừng cười với mình như vậy. Ôi trời ạ, à, mình vừa thấy con gái cười như vậy với mình. Liền sẽ không thể nào kiềm chế được đó, thật đó ở trên mặt quờ hư trần hứa trạch. Lúc chủ yếu nói vài câu đó thì âm thầm hiện lên ý cười. Nhưng đến lúc nghe vài câu không sợ chết của Giang gia thụ thì liền đen lạnh. Giang gia thụ còn chưa rất lời. Đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua. Cậu ấy rụt vai lại. Hai tay trà sát ở bên cánh tay. Lạ thật. Sao đột nhiên lại lạnh như vậy cơ chứ? Vô tình nhìn thấy ánh mắt qua Trần Hứa Trạch. Cậu ấy sửng sốt rồi bằng tỉnh. Ho khăn một tiếng làm bộ vừa rồi chưa hề có chuyện gì, công kích chạy đến chỗ của sân bóng. Một đám nam sinh khí thế ngất trời chơi bóng trên sân, vận động khiến cho cơ thể nóng lên rất nhanh. Chủ yếu cùng với nghề niệm ngồi ở trên ghế, con cảm thấy hơi lạnh. Mấy người bọn họ chuyển bóng qua lạnh, đã có rất nhiều người cởi áo khoác, ở trên người thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi. Ngày niệm cảm thán nói, làm nam sinh thật đúng là tốt mà, lại còn có thể cởi trần. Cậu nói đi, nếu mà mình cởi áo, người ta nghĩ mình sẽ bị tâm thần mất. Chú yêu nghe vậy thì quay nói, nếu như cậu là nam sinh, vậy thì dụ lẫm nhiên sẽ... Nhắc tới tuyển thủ A-spot yêu thích của mình, thì lưng quần nghiên niệm lập tức thẳng lên. Nữ sinh tốt, nữ sinh tốt nha. Dụ đại thần của các cô đã từng nói thích nữ sinh. Ngành niệm cô không phải là nữ sinh sao? Bốn năm nữa dụ đại thần vẫn thích cô, rất tốt. Hai người vừa tan ngẫu, vừa nhìn mọi người chơi bóng ở trong sân. Giang gia thụ dẫn đầu một đội, Trần Hứa Trạch dẫn đầu một đội thể lực ngang nhau. Vài ngày sau hết tiết, chủ yếu bỗng nhiên kéo Trần Hứa Trạch đi tiệm bánh can cần đó, để mà mua một chiếc bánh kem nhỏ. Trần Hứa Trạch cho rằng cô muốn ăn bánh kem. Cậu đói bụng sao? Cô lắc đầu trả lời. Không phải. Vậy thì tới đây làm gì? Mua cho cô Ngọc Quân. Chủ yếu đi ở phía trước Bỗng nhiên phát hiện cánh tay kéo Trần Hứa Trạch không nhúc nhích Cô quay đầu nhìn lại Cậu đang nhìn chằm chằm vào mình Cô cất lời giải thích Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy Đâu có mấy khi Mời cậu ấy một cái bánh sinh nhật là được Mặt của Trần Hứa Trạch tối sầm lại Sao cậu biết sinh nhật của cậu ta Thì trên phù hiệu của cậu ấy có viết mà Chú yếu kinh ngạc Ngón tay vẽ vòng tròn trên tay của cậu Hứa trách à Cậu Cứ là chuyện của cô Thì thằng đầu của cậu sẽ không nhanh nhạy lắm Đây cũng chính là hiện tượng bình thường Họ nữa ai nhớ sinh nhật của tên cô Ngọc Quân kia làm gì Cho dù là cái phù hiệu đó Làm thành kinh khí cầu bay ở trên trời Thì cậu cũng lười xem đi Chủ yếu chọn bánh kem xong thì nói Sẽ chiều cô Ngọc Quân đã nói Hết tiết học buổi tối cậu ta sẽ qua Qua đây để làm gì chứ Nhìn chúng ta một cái Chu yếu không còn gì để nói. Trần Hứa Trạch nghe vậy thì đáp. Không cần nhìn. Cậu ta muốn ảnh ở góc độ nào? Mình cũng có thể chụp cho cậu ta. Không cần sao nữa, bảo cậu ta về nhà đi. Chủ yếu nghe vậy thì bật cười nắm tay của cậu. Cậu đừng đắn một chút đi mà. Trần Hứa Trạch cũng rất muốn đứng đắn. Chỉ là cậu bỗng nhiên cảm thấy. Ban đầu chỉ vì đồng bệnh tương lân mà sinh ra một chút tình căn bản là sơ thừa. Cô Ngọc Quân kia lập tức sẽ xả bộ đáng thương đúng là đồ đáng ghét. Chờ Tết dương lịch qua đi, mùa đông này cũng đã gần hết, chỉ còn một vài tháng cuối cùng của năm ba cao trung. Thời gian trôi như là nước chảy, có khi róc rách, có khi chảy xiết, nhưng cũng trở thành những bọt sóng trôi về phía trước. Buổi chiều chủ nhật có nửa ngày nghỉ ngơi, chủ yếu cùng với Trần Hứa Trạch đi thư viện, còn tối giải quyết ở bên ngoài. Sau khi trở lại thư viện, mới nhớ ra quên chưa mua đề luyện thi, Thế là phải đến khu phố bán sách Lúc về nhà đã hơn 11 giờ Xong phải đi đến trạm xe buýt Chú yêu cầm bài thi trong tay Chỗ này là một khu cũ Rất nhiều ngôi nhà đã bị dỡ bỏ Buổi tối có một chút hơi đáng sợ Trần hứa trạch kéo chú yêu Khoảng cách giữa hai người Còn gần hơn so với bình thường Chờ đến trạm xe buýt Bỗng nhiên trời nổi gió Chú yêu lập tức giơ tay giữa tóc Trong chốc lát không cầm chặt để thi đề thi trong ngực của cô bị gió thổi bay đi, tung bay mọi hướng rơi xuống bên kia đường. Chủ yếu cắt bước muốn đi nhặt, Trần Hứa Trạch kêu cô dừng lại. Để mình sang, cậu dừng ở đây đi. Nói xong thì cậu băng qua đường cái, nhặt đề thi phong phải ở phía đối diện. Có tờ bay vào mương, may là trong mương chỉ có bùn đất, không có nước bẩn. Đề thi chỉ bị dính một chút vẫn có thể xem được. Trần Hứa Trạch nhặt xong thì quay đầu lại, Yêu Nói đến đây thì cậu ngừng lại Đối diện với đường cái Căn bản là không có ai Đồng tử của cậu có thắt lại Cất bước chạy nhanh Chủ yếu Người vốn đứng dưới tàng cây phía đối diện Nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả Chủ yếu, chủ yếu à Trần hóa trạch kêu tên của cô cuồng quyết mà tìm kiếm khắp nơi Tìm đập vô cùng nhanh Tối muộn Người đột nhiên đang ở đây Lại không thấy đâu nữa trái tim của cậu như bị treo lên vừa sốt ruột lại vừa lo lắng không nghe thấy ai đáp lại thì lòng bàn tay của cậu cũng bắt đầu diễn ra mồ hôi rồi cậu không ngừng tìm xung quanh lúc đi qua một con ngõ tối đen cậu dừng lại hình như nghe thấy tiếng động gì đó do dự khoảng nửa giây cậu lựa chọn đi vào bên trong trái tim tự như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy ở trong nhà ngõ nhỏ đã bị tháo dỡ một nửa Bốn phía đều là xi măng và gạch Cậu gọi tên của chú Yểu Đột nhiên nghe thấy tiếng động rãy ruộng Cậu chạy nhanh về phía phát ra âm thanh Lên thấy trong căn nhà vừa rỡ một nửa Ở góc tường Có một người đàn ông Một tay bịt miệng của chú Yểu Một tay bắp chặt cổ của cô Tay của chú Yểu bị dây thương trái lạnh Cô liều mạng vươn chân Sáng vẻ dãy ruộng là vô cùng thống khổ. Hồ hấp của Trần Hóa Trạch phẳng phất như cứng lạnh xông lên đưa chân đá văng tên kia. Dây thường và dao trong túi của tên kia rất ra. Trần hứa trạch chỉ xem tên kia là tên cướp. Cậu bảo vệ chú yếu Vừa cởi dây thương cho chú yếu vừa nói. Chúng tôi là học sinh, không có tiền. Cũng không có thứ anh muốn. Bây giờ lập tức anh đi đi. Chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tên kia nghe thấy vậy thì khi cười. Tiền ư? Tao khinh. Ông đây không cần tiền của chúng mày nói rồi ánh mắt hung ác của tên kia nhằm về phía của chu yểu là con này đã hại chết anh trai của lily chúng mày còn khiến lily phải vào đồn cảnh sát ngày hôm nay tao cũng sẽ cho chúng mày nếm mùi đau khổ lily ư dây thương đã được cởi gần hết cổ tay cổ cô hằn đỏ thậm chí có chỗ rách ra chu yểu ho khan xoa vệt đỏ đậm ở trên cổ rồi khàn giọng nói lương ly ư vẫn còn nhớ sao Tao còn cho rằng chúng mày đã quên mất rồi chứ. Nói rồi tên kia hung tợn mà nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Chúng mày khiến bạn gái tao thê thảm như vậy. Chúng mày cũng đừng mong có thể được sống tốt. Chuyện xảy ra quá mức bất ngờ. Chủ Yểu và Trần Hứa Trạch cũng không biết lương ly. Còn có một tên bạn trai như vậy. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là làm thế nào để có thể thoát thân. Trần Hứa Trạch không nói nhiều. Thấy tên kia đến gần thì cậu đứng lên bảo chủ yếu tránh sang một bên. Tên kia đã chặn đường ra. Xung quanh đây quanh có ít nhà. Họ nữa đã tháo dỡ một nửa. Cầu cứu chắc chắn là không kịp. Tên kia đột nhiên nhào tới. Trần hứa trạch và tên kia đánh nhau. Chủ yếu bị ngã xuống đất. Trần hứa trạch lo lắng. Lúc phân tâm thì bị tên kia đấm một cú. Tên kia kéo tóc của Trần hứa trạch. Đấm cậu hai phát. Trần hứa trạch tránh được kịp thời không bị đấm vào nơi da thịt lộ ra bên ngoài. Mỗi đoàn còn áo dày, ở ngay trên người, cho nên cũng không quá mức đau đớn. Trần hứa trạch không phải là lại người không. Cậu dùng sức mạnh tàn thân đá mạnh một cái, khiến cho tên kia ngã xuống đất, ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhưng tên kia cũng phản ứng rất nhanh, liền lập tức bỏ dậy. Đang muốn xong đến chỗ của Trần hứa trạch, thì dưới chân đột nhiên đạp phải thứ gì đó, hình như là mạnh vụn, có lẽ cũng là cái khác bỗng nhiên trượt chân một tiếng động nặng nề vang lên đầu của tên kia đập thẳng vào thứ gì đó không còn nhúc nhích trần hứa trạch đang chuẩn bị tiếp chiều thì sừng sốt chủ yểu cũng ngây ra hai người đưa mắt nhìn nhau thấy tên kia một lúc lâu vẫn không nhúc nhích thì nghi ngờ cẩn thận tới gần giấy gáy của cậu ta là một miếng gạch vỡ vết máu đang dần dần lan ra dưới cục gạch chủ yểu đưa tay đặt dưới mũi của cậu ta không còn hô hấp Cô hoảng sợ lười lại. Trần hứa trạch ôm lấy lưng cô. Cậu kia một cối ở trên mặt đất. Còn cô ngồi quỳ trên mặt đất. Cho dù được cô che chở, trong mắt vẫn là sự mờ mịt cung với kinh hoàng. Cậu ta, cậu ta chết rồi sao? Giọng của chú yểu run rẩy. Trần hứa trạch nắm lấy bà vai của cô, nỗ lực khiến cho cô bình tĩnh lại. Chú yểu hít vào một hơi thật sâu. Trong đêm tối, cả người của cô lạnh như băng. Cô nhìn dây thừng, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trần Hứa Trạch, rồi nắm chặt áo của cậu. Hứa Trạch à, lần này cậu phải nghe mình, nghe mình. Đôi mắt kia chứa đầy nước mắt. Trần Hứa Trạch muốn ăn ủi cô. Không cần phải sợ yêu yêu à. Mình không sợ. Nước mắt của cô chảy dọc rồi sau đó nói tiếp. Lần này cậu nhất định, nhất định phải nghe mình. Khuôn mặt của chú yêu tràn đầy nước mắt. Cô nắm cổ áo của tên kia, Lật tên kia lại, cầm miếng vạch khiến cho cậu ta bất ngờ tử vong đập thêm một chỗ nữa vào chỗ đang đổ máu cậu ta muốn giết mình chủ yếu chảy nước mắt nói với trần hứa trạch cho nên mình tự vệ phản kích bởi vì có người tử vong tại chỗ hai đường sự cũng bị đưa đến cục cảnh sát cô gái khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng gương mặt tràn đầy nước mắt trong mắt là sự hoảng loạn và sợ hãi nam sinh cũng hoảng sợ không ít nhưng trên người sạch sẽ không có dấu vết đánh nhau. Hai người bị gọi đi thẩm vấn. Sau đó mới thông báo cho người giám hộ. Đợi người giám hộ đến. Nhóm cảnh sát trực đêm thi thoảng đi qua đi lại. Bên trong cánh cửa là một nam cảnh sát đang cầm báo cáo. Đang nói với nữ cảnh sát trước mặt. Trên dây thường có dấu vân tay của cả người chết. Nam sinh và nữ sinh kia. Bên gạch chỉ có dấu vân tay của nữ sinh. Nguyên nhân cái chết cũng đã được xác định đúng là gặp phải một đòn nghiêm trọng. Thứ khiến người chết tử vong là miếng gạch kia. Ngoại trừ miếng gạch cũng không có vết máu ở đâu nữa. Mặt khác vết đỏ hẳn trên cổ của nữ sinh kia. Ăn khớp với bàn tay của người chết. Chứng minh người chết từng có ý đồ hành hung nữ sinh đó. Trên người nam sinh kia rất sạch sẽ, không có dấu vết đánh nhau. Tình hình là như vậy. Vị nam sinh cảnh sát nói, rồi nhìn về phía nam sinh đang xa suốt tinh thần, ngồi im lặng cùng với nữ sinh đang khóc lóc không ngừng lại được. Chú ý đến tay phải của Trần Hứa Trạch. Thì nam sinh kia nói, Vị bạn học này, tay của cháu... Lúc trước ở bên họ, đã hỏi quan hệ giữa hai người này với người chết. Biết người chết là bởi vì muốn báo thủ cho bạn gái mà đến. Trần Hứa Trạch không nói chuyện, còn chú yêu khóc nức lên nói. Là, là Lương ly kia. Cậu ấy tìm người đánh chung cháu. Ở trên đường trở về nhà, sau đó, hứa trạch bị gậy sách đập vào tường, nứt ra một chỗ, làm bị thương ngón tay. Bị gãy, xương cốt không trị được. Cô chỉ khóc, cũng đã khiến cho người ta đau lòng. Sau khi thút thít nói xong, nữ cảnh sát bên cạnh, vừa nhìn cuốn sổ ký chép gì đó, vừa lắc lắc đầu thở dài. Đúng là thủ sâu án nặng mà. Đánh hết lần này đến lần khác, đây là muốn mạng người. Đầu tiên là nữ sinh thuê người hành hung, bị đưa vào đục cảnh sát bây giờ lại có người đến báo thủ cho nữ sinh kia. Suýt chút nữa thì bóp chết người ta. Hai học sinh này thật đúng là suy dẻo. Lập tức hai vị cảnh sát sinh ra sự đồng cảm với hai học sinh này. Chùa ma nói gì? Cũng không chịu để cho chú Yểu mang vết đỏ trên cổ tay ra cửa. Chú Yểu bị đưa đến bệnh viện. Ở lại bệnh viện hai ngày. Trên đất biển điều dưỡng rồi nghỉ ngơi. Ngành niệm và trị ngâm ngâm tới thăm cô. Cũng kể lại cho cô nghe cái nhìn học sinh trong trường và người khác đối với chuyện này. Tất cả mọi người đều nói, thật trùng có hai học sinh đáng thương, bị một nữ sinh theo dõi, tìm người đánh một lần, làm hại chân hứa trạch bị gãy một ngón tay, ảnh hưởng đến tiền đồ. Không bao lâu sau, bạn trai nữ sinh kia lại đến báo thủ thay cho cô ta, cầm theo dây thừng và dao làm hôn khí, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mới đến. Chủ yếu đáng thương bị trái tay, thiếu chút nữa là bị bóp chết. Cũng may ông trời có mắt cho cơ cơ hội đánh chết đối phương. Học sinh ở trong trường rất đồng tình với chú yểu Lúc ấy cô ngồi một mình bên cạnh người chết, đã phải sợ hãi biết bao nhiêu. Nghe nói sau đó Trần Hứa Trạch đuổi tới, giúp cô cởi dây thường trên cổ tay, buộc chặt đến mức là tay cô chảy máu, càng miễn bàn đến việc suýt chút nữa bị bắt chết. Tinh thần của chú yểu không được tốt lắm. Ngành niệm Trần ăn cô một lát, rồi cùng với chị ngầm ngâm ra về đám nam sinh cũng vốn muốn đến nhưng trần hứa trạch nói sẽ làm quê nhiễu tới việc cô nghỉ ngơi bị ngăn lại nên nhờ trần hứa trạch đến để mà an ủi có trần hứa trạch ở đây mẹ chu cùng với chu ma về nhà hầm canh cho chu yểu hai người bọn họ vừa mới đi trong phòng bệnh nhỏ chỉ còn có hai người bọn họ thật ta mà không sao đâu đều đã quay rồi trần hứa trạch xịt cốc chân cho cô chủ yếu nằm ở trên giường không nói một lời nào dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó trần hứa trạch lên tiếng đang nghĩ gì đó nghĩ gì ư nghĩ ngộ sát và phòng vệ chính đáng là hoàn toàn khác nhau nếu người đứng trên tòa án không phải là cô mà là trần hứa trạch kết quả cuối cùng như thế nào rất là khó nói cô không nghĩ đến cô không muốn càng không hy vọng cậu có khả năng phải mang tội ở trên lưng cho nên người cầm gạch là cô cũng chỉ có thể là cô thôi. Không có gì. Mình chỉ nghĩ. Niệm niệm hay nói chúng ta là người tốt. Tự như chuyện của cô Ngọc Quân. Rõ ràng là không liên quan đến mình. Mình lại nguyện ý quản cậu ta. Nếu như không nhờ mình, cậu ta sẽ không quay lại trường học. Một lần nữa sống cuộc sống bình thường. Nhưng... Nhưng mà... Cô nuốt nước nước miếng, hốc mắt cũng bắt sắc đỏ lên. Rồi sau đó nước mắt của cô tràn đi chạy xuống dưới khóe mắt đôi khi cô cũng không phân rõ được rốt cuộc mình là người tốt hay là kẻ ác cũng không biết sau khi chết sẽ được đi lên trên hay phải bước xuống dưới cô sẽ không để cho bất cứ ai tổn thương Trần Hứa Trạch không muốn để Trần Hứa Trạch phải dính vào một chút nguy hiểm giống như Trần Hứa Trạch cũng sẽ không để bất cứ ai tổn thương cô nếu như một mặt này của cô bị người ta nhìn thấy không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy cô đáng sợ đây. Chú yêu nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cảm giác được có người tới gần. Cô mở mắt ra. Trần hóa trạch đã cúi xuống. Nhẹ nhàng màu hôn lên khóe mắt của cô. Cái môi chạm vào làn da của cô. Lập tức không rời đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Là cậu ta tự ngã. Đây chính là sự trừng phạt của ông trời đối với cậu ta. Nếu không phải ông trời trừng phạt cậu ta. Rất có khả năng. Người chết chính là cậu hoặc là mình Đừng sợ Cậu là bởi vì mình Tất cả những gì không tốt Người nhận sẽ là mình Lại một giọt nước mắt chảy xuống khoai mắt của cô Trần hứa trạch hôn lên Nếm được vị đắng chắt của nó Cậu ngồi thang dậy Nghe thấy giọng nói khàn khàn của chú Yểu. Thật ta mà Trần hứa trạch đưa tay Cùng với bàn tay đang cắm ống tiêm của chú Yểu nắm chặt với nhau Dầm nhiều số kiếp của hai người bạn họ Tết âm lịch nhanh chóng qua đi. Năm mới trôi qua rất là đạm nhạt. Nửa năm cuối cùng của năm ba cao trung, không khí học tập gia tăng. Trần Hứa Trạch bởi vì bị thương ở tay. Họ nữa trường học cũng có suy tính riêng. Cộng với quyết định cá nhân, nên đành từ bỏ phỏng vấn. Chỉ có nghề niệm lúc trước tham gia thi đấu đạt được giải thưởng, trực tiếp được tiền thẳng vào trường đại học mong muốn. Số lời chu yêu và Trần Hứa Trạch nói với nhau càng ngày càng ít chỉ thích ngồi ở bàn đá cùng nhau làm bài tập. Ngày niệm thường hay đi tìm họ. Có khi đến cùng với Giang gia thụ. Vừa lúc đón ánh nắng, không thể không giơ tay che mắt bài nhau lại. Trong đôi mắt họ, chủ yếu và trần hứa trạch như hòa thành một thể với ánh sáng. Thì thằng ngay nghiệm sẽ so sánh, mang cái tính nghệ thuật như vậy. Nhưng đều bị cái tên mắt mù là Giang gia thụ trời tục phá hư ý cảnh. Trước kỳ thi, sẽ tiến hành thi thường một lần dựa theo cấu trúc đề của năm vừa rồi nghĩa ra một bài thi tương tự tiến hành đánh giá toàn thể các lớp sau khi kỳ thi đánh giá kết thúc sẽ có một tờ giấy mô phỏng theo tờ nguyện vọng được phát xuống để học sinh điền đến lúc thi sẽ điền vào bảng biểu điện tử đương nhiên là không dùng mô tơ phòng này nữa nhưng mà đây là chuẩn bị cho cả một quá trình giúp học sinh chuẩn bị tâm lý để đánh giá và điền nguyện vọng Chú yêu cầm tờ mua phòng về nhà Tay nghề nấu ăn của mẹ chú vẫn không tuổi Cả một bàn thơm lừng Phần lớn là món cô thích ăn Cũng không biết đã bắt đầu nấu từ khi nào Mẹ chú vừa nghe thì liền đã nói Viết trường sư phạm đi Nguyện vọng một sau này làm cô giáo Chú yêu ngưng lại Mẹ chú vân tay Lấy quyển sổ thông tin giải cục trên tay cô Mẹ giúp con xem Chọn xong mấy trường không tồi thì bà nói mấy trường này là được con xem bà chọn đi rất tốt bà chu nhíu mày cụ không nhịn được mà cất tiếng bà cứ để cho nó tự quyết định đi nó còn chưa nói câu nào toàn là bà nói thôi còn không phải là tôi muốn tốt cho nó hay sao hai người lại cuống cuồng phát cáu Châu yêu cầm quyền sổ viết tên các trường đại học cùng với mã trường dừng ở trang mẹ chu mở nhìn rất là lâu mẹ chu thận thế cầm bút đưa cho cô điền đi trở sơ phạm rất tốt chú Yếu không nhúc nhích bà chú lúc này chen ngang chờ cơm nước xong rồi nói có thấy phiền hay không vậy chứ chuyện cưới như vậy mà dừng lại ở giữa chừng sau khi cơm nước xong mẹ chú vẫn chưa quên lúc chú yêu định ra cửa bà liền cất tiếng hỏi con đã điền nguyện vọng vào tờ mô phòng chưa chú yêu gật đầu rơi đáp xong rồi ạ à, mẹ chú nghe vậy thì lau tay vào lặt tạp dề vậy đưa đây mẹ xem nào Bà Chu đang uống trà thấy vậy thì hô to. Nhìn cái gì mà nhìn, bà còn không để yên sao hả? Chẳng lẽ tôi quan tâm một chút cũng không được sao? Suốt ngày chỉ biết. Trong tiếng cãi vã của bọn họ, Chu yêu lấy tờ giấy bị cấp lại ở trong cặp ra. Thầy mấy nguyện vọng đều đã điền. Mã trường cũng là mấy trường sư phạm mà mình xem vừa nãy. Thì bà lúc này mới mỉm cười. Bà đưa cho cô. Thôi được rồi, mẹ không quấy rầy con nữa. Con cũng mau học bài đi cô đáp vâng một tiếng khi đi ra khỏi cửa liên đã nghe thấy chùa ma cất tiếng dặn dò buổi tối cùng thập tam về sớm một chút nhớ cẩn thận đó chu Yêu quay đầu lại nhìn lúc này mới cật đầu từ lúc hai người bọn họ xảy ra chuyện trần hớ trạch liền mua một chiếc xe điện tan học thì chờ chu yểu hai người sẽ cùng nhau mà trở về nhà cho dù trời nắng ấm hay là gió thổi lạnh chu yểu vẫn luôn đặt tay ở trong túi cậu Vậy lại từ phía sau là tư thế nửa ôm Đi ra khỏi nhà Trần hứa trạch đã hẹn với cô Từ trong nhà ra cửa Chưa được vài bước Cô liền đã gặp cậu Ở trong con ngõ nhỏ Hai người cùng nhau đi ra ngoài Ban ngày họ dựng xe ở ngoài ngõ Hai người đi bộ Lúc đi ngang qua thùng rác đầu ngõ Thì chủ yếu bỗng nhiên dừng lại Sao thế? Cô lắc đầu Chủ yếu lấy một tờ giấy Ở trong túi bị vò tròn đến mức không nhìn ra hình dạng rồi sau đó liền ném vào trong thùng rác gì thế là thứ vô dụng chỗ yêu hai cậu cậu định thi ở đâu đại học ở thủ đô mình cũng vậy từ nhỏ cậu đã thích nghiên cứu phát minh gì đã Khi lại hiếm có cũng từng chế tạo ra rất nhiều thứ như vậy từ rất lâu trước kia cậu đã thích nhất một thứ có thể khiến cho cậu bay cao trên bầu trời bay xa khỏi mặt đất đó chính là máy bay không người lái Trần hứa trạch hỏi chú Yểu Còn cậu vẫn như cũ sao? Ừ Chú Yểu cho hai tay vào túi rồi bình thản đáp Học y Chú Yểu mang theo hành lý không đi đâu hết Để đến thằng cửa nhà của Trần hứa trạch Cô chỉ gõ cửa không lên tiếng Qua mắt mèo thấy là cô Thì Trần hứa trạch lên mở cửa Một tay cầm lấy ba lô trên vai cô Ngay cả hỏi cũng không hỏi nhiều liền đưa cô vào Chu yêu phê khóc một lúc lâu, đôi mắt sưng đến mức kỳ cục. Ngay cả trong giấc mộng mày cũng hơi nhíu lại. Trần hứa trạch hơn nửa đêm cũng không ngủ được. Cho dù cô nhắm hai mắt, vẫn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô. Từ đầu đến cuối cũng chưa dừng lại. Ngày hôm sau, nhà họ Chu cùng với vợ của ông hai nhà họ Lâm tranh chấp trở thành câu chuyện bàn tán của các gia đình trong con ngõ nhỏ. Cũng mày bình thường Chu Ma khá được lòng mọi người vợ ông hai nhà họ Lâm kia lại là một người đàn bà đánh đá, đắc tội với không ít người, số người ngoài ủng hộ nhà họ Chu không ít. Còn nữa, tất cả mọi người đều ở gần nhau, có khi cùng ngồi ở một bàn mặt trường chơi. Chơi thì chơi, thua không chịu nhận mà còn mang thù. Chuyện này cũng đủ khiến cho người ta kinh thường. Huống gì ngày đó, những lời mắng chửi của vợ ông hai nhà họ Lâm, phần lớn mọi người đều đã nghe thấy được. Còn chỉ vào con gái nhà người ta mắng khó nghe như vậy Nếu là nhà khác Không chừng còn đánh dữ tận hơn Là người thì không ai có thể nhịn nổi mấu chốt là Đứa con gái đó là người làm rạng ranh nhà cửa Là người được xe con Treo pháo chạy vòng quanh ngoại thành chúc mừng Là người có thể kiến lãnh đạo Một trường cao trung trọng điểm Và lãnh đạo sở giáo dục Cùng nhau đưa lãng hoa Đưa lụa đỏ tới cửa Một năm thi đại học một lần Cả nước có biết bao nhiêu người cạnh tranh. Hai người lại là thủ khoa cùng nhau sóng vai. Đều là tấm gương để những đứa trẻ trong ngõ nhỏ học tập. Đừng nói con người ta đã đến tuổi có thể yêu đương. Cho dù có yêu sớm, cũng không ảnh hưởng đến việc học. Có một đứa con như vậy, nhà ai mà không muốn chứ? Lại bị vợ ông hai nhà họ lâm chỉ vào mặt, mắng chửi khó nghe như vậy. Những người phụ nữ nhà khác thường lấy chu yểu hoặc chân hứa trạch lâm tấm gương dạy dỗ cho con gái lúc ấy cũng có ở đó nghe như vậy chỉ hận không thể thay mẹ chu đi lên đánh bà ta người nhiều chuyện ăn nói bẩn thỉu như vậy thì nên đáng bị đánh biểu hiện của chu yểu vẫn tính là bình tĩnh ngoại trừ sau khi khóc đôi mắt không được ổn lắm thì những chỗ khác vẫn là bình thường trần hứa trạch lấy khăn tầm nước lạnh bắt cô sau đó đắp lên mắt cho chu yểu không cho cô làm việc nhà nhưng chu yểu vẫn không chịu ngồi yên sau khi đôi mắt không quá khó chịu nữa cô cần chim muốn đi mua đồ ăn trần hứa trạch muốn cùng cô ra cửa bước chân cổ cô dừng lại ánh mắt nhìn ngang qua sao thế cậu cũng sợ mình gặp người phụ nữ kia sẽ bị bắt nạt sao hai người vẫn tốt hơn một người trần hứa trạch không quan tâm nhiều như vậy an nguy của cô là quan trọng nhất hơn nữa cậu thật sự không muốn để cho chú yếu phải chịu thêm chút uất ức nào nữa cho dù chỉ là một chút thế nhưng mà chú yểu lại không cho cậu đi cùng cậu vào đi mình có thể tự đi được cô không kiên nhẫn mà xua tay nói đâu có yếu ớt như vậy cơ chứ gặp phải thì gặp phải nên là bà ta trốn tránh mình thì mới đúng đi mình lại không sợ bà ta nếu bà ta thật sự là dám động thủ đánh mình mình sẽ khóc lớn khóc lớn cho mọi người đều nghe kỹ năng diễn trò của mình cậu cũng biết rồi đó mình nhất định sẽ hù chết bà ta. Trần hứa trạch nghe vậy vẫn không yên tâm. Chủ yếu thay giày, nhanh chóng bước chân ra cửa. Bước chân không nhẹ nhàng như quá khứ, nhưng cũng không quá mức nặng nề. Cô không thèm để ý đến người đàn bà kia nói gì. Mắng khó nghe hơn cũng thế. Cái loại người đàn bà đánh bá, chợ búa như thế này. Ngay cả tư cách để cô tranh cãi cũng không có. Tôi hôm qua cô chảy nước mắt, không liên quan gì đến người ngoài, chỉ vì bố của cô và mẹ của con Đi qua ngõ nhỏ Trên đường không gặp Vợ ông hai nhà họ Lâm Có người cượng gạo nhìn cô Thấy cô cứ chào hỏi như bình thường Thì họ cũng trưng ra nụ cười như trước Đến chợ Những người khác đều cầm theo giỏ tre hoặc túi Chỉ có cô hai tay trống trơn Cô gái nhỏ Muốn mua gì về thế Vừa vào cửa trập vào mắt đầu tiên Là người bán rau cười hỏi cô châu yểu đi đến trước quán nhìn xem cô muốn làm ớt xanh xào thịt hình như phải dùng loại ớt rỗng ruột gần như là không có vị cay xem như rau dưa bình thường mà ăn với cơm cô vừa xem chưa được vài lần bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng lớn tiếng nói loại này cay sau đó cầm một quả ớt lại khác có hình dạng khăng khắc một chút nói loại này mới không cay châu yểu quay đầu lại đối mặt với mẹ châu hai người đều xấu hổ mà cự lạnh một giây lại như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt à để con xem trước đã chu yêu đáp không phải thập tam không thích ăn cay sao muốn làm ớt xanh xào thịt phải mua loại không cay này sau đó lấy hai quả ớt xanh than dài loại này mới cay làm gia vị mẹ chu chỉ điểm cho cô lấy loại nhỏ cắt sẽ có vị cay rất nặng không phải nó không ăn cay được hay sao hả chu yêu không nói gì mà làm theo Cô muốn làm món gì? Mẹ chu nhìn ánh mắt của cô đào qua ớt cay. Lại nhìn chăm chăm, chỗ bán thịt vài lần lập tức hiểu rõ. Nhớ mua gừng nữa, cho thêm một chút gừng thì sẽ ngon hơn. Sao lại mua tỏi này? Tỏi khô, tỏi tươi con chỉ dùng để ướp thôi, không hợp. Mẹ chú trái một câu phải một câu. Chú yểu bị bà nói đến mức đầu óc trắng vắng. Cô vốn biết mấy thứ này, nhưng không biết vì sao. Mẹ chú ở bên cạnh, cô lại lập tức hồ đồ không phải quen cái này thì quên cái kia Chú yêu trả tiền xong Phải nói gì đó với mẹ chú Mẹ chú giữ lại tôn nghiêm cho mình đi trước Làm bộ nhìn sang sập bên cạnh cất bước đi qua Cuối đầu nhìn bao ni lông trên tay Bỗng chú yêu muốn cất tiếng thở dài Nhà cô ở bên kia ngõ Có một khu chợ khác Trước này đều mua đồ ăn ở bên đó Rất ít khi tới đây Qua chỗ bán thịt eo chú hiểu cất tiếng hỏi Ông chủ, bán cho cháu 6 khối thịt heo, thịt nạc ạ. 6 khối thịt nạc ư? Dạ vâng ạ. À. Ông chủ gật đầu cầm một miếng thịt lên tìm chỗ cắt. Sau đó đặt lên cân điện tử. Vẫn còn thiếu một chút. Ông ấy cắt thêm một miếng từ miếng thịt lớn kia là vừa đủ. Chủ yếu lấy tiền đang muốn trả. Thì mẹ chu vừa lúc đi đến sạp này. Ông chủ, cắt luôn cho nó luôn đi. Muốn cắt như thế nào đây? Ông chủ sạp nhìn chu yêu hỏi. Chú Yểu chờ đáp thì mẹ chu đã nói Cắt thành sợi là được Cơ bản thì quán bán thịt nào Cũng có máy cắt thịt Không phải là chuyện gì phiền phức cả Chỉ mất hơn 10 giây mà thôi Kỹ thuật cắt rau của con đã chẳng ra gì Cắt thịt cắt lát còn được Cắt sợi thì phiền chết con Chờ đến khi cắt xong Ngón tay của con dính toàn là thịt khó chịu muốn chết Rõ ràng là mẹ chú đang răn dạy chú Yểu Nhưng lại không nhìn cô Chú Yểu hơi quấy đầu không biết vì sao mà khóe môi nhẹ nhàng cong lên một chút. Chu sạp cho thịt đã cắt vào trong túi rồi đưa cho chú yểu. Lại nghe thấy bên tai vang lên tiếng than. Đi mua đồ ăn cũng không biết sách theo dõi, thật đúng là. Chú yểu nghe vậy thì khẽ nói. Là con lời lấy. Mẹ chú rốt cuộc cũng thừa nhận là mình đang nói chuyện với cô. câu tiếp theo bắt đầu phàn nàn trần hứa trạch. Trời nóng như thế này, con cũng không che ô. Còn một mình đi mua đồ ăn, thập tam đâu hả nó ở nhà làm gì nắng như thế này nếu bị cảm lạnh thì sao chuyện gì cũng để phụ nữ làm nó học ai vậy chứ giống bố của con không hề biết điều là con tự đi cậu ấy muốn đi cùng nhưng mà con không cho chu yêu đáp tiếp mẹ chu nghe vậy thì dừng đề tay Gia vờ mà hừ một tiếng Quên đi quên đi mẹ cũng lời quản hai đứa nói rồi ba nhìn do so đô trong tay của cô chỉ một chút đồ ăn này mà có thể no được sao hả Lát nữa con mua đồ làm hai món nữa Mẹ mặc mẹ con mua mấy món Chuyện hai đứa thích thế nào thì thế đó đi Nói rồi mẹ Chu quay mặt đi Sau đó bà vô cùng cẩn thận mà tránh ra Chú yêu đứng yên Lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ khóc sợ cười với bà Quan hệ giữa chu yêu và mẹ Chu Cứ duy trì một cách kỳ lạ như vậy Mỗi ngày cho dù chú yêu đi mua đồ ăn sáng Buổi chiều hay là trạng vạng Mới đi thì cũng có thể gặp mẹ Chu ở chợ. Đi lúc chẳng vạng thì con bị sao huấn. Ba nói với cô, chẳng vạng người ta bán hết đồ rồi. Chỉ còn mấy thứ người ta chọn còn thừa lại. Lúc này con mới đến mua đồ ăn, sao mà con ngốc thế hả? À? Bà Chu yểu, khẽ nói đủ loại gì do giải thích. Nhưng trong giọng nói lại không hề có chút ý phản bác. Gặp nhiều lần, số lần Trần hứa Trạch bị nhắc đến cũng tăng lên. Lần nào mẹ Chu cũng không quên phê bình. Sao con luôn một mình đi ra ngoài mua đồ ăn? Thập Tam nó ở nhà làm gì hả? Có vài bước chân như vậy cũng lười đi. Còn không ở đó, nó sẽ không ăn cơm có phải hay không? Đàn ông đúng là càng một đám, không hề biết tự giác, không nhắc nhở là không có chút tích cực. Dường như đang giao huấn Trần Hứa Trạch, nhưng cũng giống như đang mắng bố chú vậy. Chú Yểu cảm thấy buồn cười. Có một lần đang ăn cơm, bỗng nhiên nhớ tới, liền nói với Trần Hứa Trạch chuyện này. Không ngờ cậu lập tức dùng đũa vẻ mặt có vài phần nghiêm túc. Sao cậu không nói cho mình sớm hơn chứ? Nói cho cậu cái gì? Nói cho mình những lời mẹ cậu nói đó. Trần hỡ trạch khẽ nhíu mày lại. Bà ấy nói nhiều lần như vậy, vẫn chưa nhìn thấy mình. Sợ ra trong lòng cảm thấy mình không hề chững chặt. Không đâu, mẹ mình bà ấy chỉ thân miệng nói mà thôi. Dù sao thì hết chuyện đồ ăn để nói với mình, cũng chỉ có thể nói đến cậu. Tuy nhiên cô ấy sẽ không mang đám đồ ăn đó Trần hứa trạch rất là nghiêm túc Nhưng mà sẽ mắng mình Tới đáy về sau cho dù có nói gì Trần hứa trạch cũng sẽ cùng với chú yếu đi mua đồ ăn Cậu chính là người phái hành động Nói là làm Ngày hôm sau Lúc chú yếu xách giả ra cửa Cậu đã sở soạn xong đi cùng với cô Cho dù chú yếu từ chối như thế nào Thì cũng sẽ không có hiệu quả Quả nhiên gặp được mẹ chu ở chợ bán thức ăn. Nhưng mà sự hòa thuận vui vẻ trong mắt tắt lên sự khen ngợi trong tưởng tượng. Những tình huống này đều không phát sinh. Thập Tam má cháu ở nhà rất là bận sao? Ngày nào cũng nghiên cứu cái gì đó hả? Cô thấy cháu không hề ra khỏi cửa, là dưỡng trắng à? Con trai muốn trắng như vậy để làm gì chứ? Cháu nhìn xem bên cạnh cháu xem. Cái cục than kia, đen trắng xứng đôi nhị. Mẹ chu liếc mắt nhìn cậu. Bởi vì chuyện chu yếu ngày nào cũng đi mua đồ ăn. Đã không hài lòng từ trước cho nên sinh ra vài phần bắt bẻ. Là cục than bên cạnh Trần Hứa Trạch. Thật ra chủ yếu cũng không đến mức như mẹ chú nói. Cô không trắng bằng trước khi nghỉ hè, nhưng cũng không đen đi bao nhiêu cả. Là mẹ chú khoa trương mà thôi. Trần Hứa Trạch muốn giải thích, ngậm nghĩ vẫn nhận lấy sự bất mãn của mẹ chú. Cho dù ba nói gì, cậu cũng thành thật nghe, còn sử dụng vài câu sản lược tỏ vẻ mình sẽ sửa. Như thế cuối cùng cũng qua một cửa. Sau đó ngày nào Trần Hứa Trạch cũng cùng Chu Yểu đi chợ mua thức ăn. Bên mẹ Chu tất nhiên không công kích cậu nữa. Chuyện mua đồ ăn tạm thời không đề cập tới, nhàn niệm lại tạo thêm phiền phức cho cậu. Theo như Trần Hứa Trạch nghĩ, nghỉ hè chính là muốn hai người ở nhà, cùng nhau vượt qua mỗi một phút, mỗi một giây. Trong thời tiết nóng bức cảm nhận sự mát lạnh. Trong quãng thời gian trôi qua, nhanh có thể thông xong trong sự khó chịu hưởng thụ vui vẻ như thế mới là tốt nhất ngành niệm lại tới cửa kêu chú yểu Quấy tần cậu của mình đến thủ đô đi vợ vặn để cậu nghiên cứu địa hình trước sau này cậu sẽ ở đó học phải sống ở đó rất là lâu đó chú yểu thật sự không ngờ cô ấy sẽ đưa ra lời đề nghị này với mình vì sao đột nhiên lại muốn đến thủ đô chứ ngành niệm nghe vậy thì cười hi hi rồi sau đó ngạnh ngùng nói đội của bọn mình thi đấu sau đó không phải mình Vẫn luôn là một mình bay tới bay lui sao Lần này muốn tìm bạn Muốn tìm cậu và ngâm ngâm Bên ngâm ngâm mình vẫn chưa hỏi Đến hỏi cậu trước Chú yêu muốn từ chối Nhưng ngành nghiệm lại nói hết lời này Đến lời khác Cái gì mà tốt nghiệp cao trung Nên đi du lịch một chuyến Cùng bạn bè đi sau một thời gian Cũng rất là cần thiết Mỗi người hẳn phải có một chuyến du lịch để nghỉ ngơi Nói đến mức chú yêu căn bản là không thể nào có thể cãi lại được chỗ Yêu còn đang xê xét hai người ngồi xếp bằng mặt đối mặt ngành niệm tha thiết nhìn cô đúng lúc này trần hớ trạch bưng dư hấu đến sau khi ngồi xuống thì lạnh nhặt nói trong lộ trình kế hoạch của mình không có đi thủ đô không chắc có thời gian ngành niệm quay mặt mà nhìn cậu ấy mình đâu có kêu cậu đi một câu khiến cho chỗ yểu và trần hớ trạch đều ngước mắt lên Ý của mình là kêu chú Yểu đi cùng với mình. Chú Yểu, nếu mà mình và ngâm ngâm nữa là ba người bọn mình thôi. Ngành niệm trừng mắt nhìn Trần Hứa Trạch. Nữ sinh, ba nữ sinh hoặc hai nữ sinh, không có cậu, ok. Lời này vừa mới thốt lên. Sắc mặt của Trần Hứa Trạch liền đã thay đổi. Ngành niệm biết cậu chắc chắn sẽ không mân tách ra với chú Yểu. Thế là cô ấy chen vào giữa chú Yểu và Trần Hứa Trạch. Bôi nhau phê phía của chú Yểu. Ôm lấy cánh tay của chú Yểu làm đúng hết sức là biết lợi dụng. Mà dù Trần Hứa Trạch không đồng ý hàng ngàn lần, nhưng nếu chú yêu gật đầu, chuyện cứ như vậy sẽ được định ra. Tâm tư của ngành niệm là hy vọng, ngày nào cũng ở cùng với chú yêu. Nhưng chú yêu đã lớn như vậy, lại chưa từng lần nào xa nhà, chưa từng đi thăm thú thế giới. Cậu không cảm thấy mình có quyền tức đặt đi sự lựa chọn của chú yêu. Từ nhỏ, học bồng của chú yểu đã tích cóp không ít. Sau này lại được thất trung kéo sang Càng nhiều thêm một khoản Hành trình cùng kinh nghiệm đến thủ đô lần này Cô dùng tiền của mình Bố chú muốn cho cô tiền Bị cô từ chối Bên chị ngâm ngâm Bởi vì phải đi nhà thân thích nửa tháng Không có cách nào đồng hành cùng với các cô Cuối cùng hành trình định ra Chỉ có hai người chú yếu và Nguyên nghiệm Năm ngày bốn đêm Không dài không ngắn Chú yếu cùng với Nguyên nghiệm đi mua vali mới quần áo mùa hè mỏng không nhiều đồ lắm kéo vali không cần bao nhiêu sức lực Chuyện này trần hứa trạch xem như là vừa lòng tuy nói chủ yếu mang theo tiền của mình nhưng vé máy bay vẫn được ngành niệm hào sảng bỏ tiền hơn nữa còn lo khoang hạng nhất khách sạn cũng do ngành niệm đặt chủ yếu muốn chia chi phí với cô ấy bị ngành niệm ra khóc cực kỳ chân thật cậu không xem mình là bạn sợ tới mức phải cắn cực mà cất tiền lại chạy đi dạo hay đi ăn thuận tiện cùng kinh nghiệp đi xem vài trận thi đấu không phải là sở thích của mình bắt đầu từ ngày đầu tiên đến khách sạn mỗi đêm trước khi đi ngủ trần hứa trạch đều phải gọi vì sao với chu yểu ngành niệm luôn nhìn một màn một cái này rồi sau đó rôn lên làm mấy cái vẻ mặt kỳ quặc với chu yểu ngày hôm nay chu yểu cùng kinh nghiệp tắm sớm chuẩn bị ra ngoài đi dạo phố buổi tối gió dễ chịu cảnh đêm lại đẹp Đúng lúc đó Trần hứa trạch gọi phi sao đến. chủ yếu ké vào trên giường. Vừa thông thì phòng tắm liền vang lên tiếng gọi của ngành niệm. Nước được rồi yêu yêu, mau tắm đi thôi. Trên màn hình là hình ảnh Trần hứa trạch cho mày lại. Cậu muốn tắm với cậu ấy sao? Ngành niệm đi ra. Hai người chưa thấy áo tắm dài. Thấy chủ yếu ké vào trên giường gọi điện thoại với Trần hứa trạch. Lại đúng lúc nghe được câu đó, cô ấy không nhận được mà hô to Đương nhiên rồi. Hai người cùng tắm với nhau thì càng vui hơn. Bọn mình không chỉ tắm cùng với nhau, bọn mình còn ngủ cùng nhau là cái loại ôm nhau ngủ ấy. Cô ấy khoe khoang xong, thì không thèm để ý đến sắc mặt còi còi của Trần Hứa Trạch, mà cất lời thúc giục. Mau vào thôi, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài đó. Chú yêu đáp được, lại nhìn về phía màn hình, rồi bất đắc sĩ nói. Lát nữa bọn mình muốn ra ngoài đi dạo phố. Phải tắm trời trước, không thể nói chuyện với cậu nữa. Lát nữa đi ra ngoài, mình sẽ nhắn tin đi. Buổi tối mà các cậu còn ra ngoài chơi sao? Ừ, bây giờ còn sớm. Đi dạo xung quanh một vòng, mua một chút đồ ăn vặt. Tối mang về còn có thể xem như là ăn khuya. Trần hớt trạch rất muốn nói. Ăn khuya gọi con hộp không được hay sao? Nhưng không chờ cậu mở miệng. Cứ như vậy chủ yếu ném cậu sang một bên. Mà kết thúc cuộc gọi video đi vào tắm cùng với nghề nghiệp. Hai nữ sinh tương thân tương ái cùng vào bồn tắm. Hai vợ chồng nhà họ Trần hốt hoảng rời đi. Sáng vẻ lịch sự tao nhã đoan trang đã bị ném đi đâu. Bà Trần suýt chút nữa bị rất lạy một chiếc xe ở trong con đường ngõ nhỏ. Có lẽ hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Con trai của bọn họ đã sớm ôm tâm thái rời xa mình. Đưa ra quyết định muốn cắt đứt hoàn toàn với đau đớn mười mấy năm qua mà thứ sơ bẩn khiến cậu tránh còn không kịp chính là hai người bọn họ ngoài sân ánh nắng mặt trời tươi sáng cô ngọc quân giơ cái đầu ngắn cuộn cẩn của cậu ta rồi sức chiến đấu kém như vậy phản ứng chẳng khác gì bố mẹ tôi cả mấy người lớn này dám làm sao lại không dám đối mặt chứ nếu cũng biết mình là đáng kê tưởng cậu ta thô lạnh nụ cười đột nhiên không muốn nói tiếp đến đây là dừng lại Quay đầu cô Ngọc Quân chê cười Trần Hứa Trạch. Cậu cũng quá là vô dụng đó. Một mình tôi cũng có thể đối phó với bố mẹ tôi. Cậu còn phải nhờ tôi giúp đỡ. Thiếu tôi một cái nhân tình, nhớ rồi đó. Nếu không nhờ tôi, sao cậu có thể xử lý nhanh như vậy, sạch sẽ như vậy có đúng hay không? Chú Yêu đang muốn nói chuyện. Cô không ngờ Trần Hứa Trạch lại tìm cô Ngọc Quân. Thì nghe cô Ngọc Quân nói với Trần Hứa Trạch. Tôi có mấy lời muốn nói với chú Yêu. Nói đi, Cô Ngọc Quân miếm môi rồi nói Ôm cậu ấy một chút cũng không phá quận đi Đôi mắt của Trần hứa trạch biến đổi Nhưng cuối cùng vẫn ngầm đồng ý Lúc gọi điện thoại cho cô Ngọc Quân Đầu bên kia cậu ta lời biếng Trao phúng mà nói Có một chút chuyện nhỏ này mà cũng không giải quyết được Tình huống của cậu như thế nào hả Tôi lời động đậy không tới Không tới đâu Muốn kê tưởng tôi bao nhiêu lần Mới chịu xong đây hả Nhưng khi nghe cậu ta nói Chuyện này tôi và chú Yểu liên quan đến nhau rất phức tạp. Hai người kia vẫn luôn nhằm vào chú Yểu. Tôi không muốn kéo dài. Xem như tôi cầu xin cậu một lần đi. Điều cô Ngọc Quân chú ý không phải là Trần Hứa Trạch cầu xin mình mà chính là nhằm vào chú Yểu. Sao chứ? Bố mẹ cậu còn mắng cậu ấy ư? Trần Hứa Trạch âm thầm thừa nhận. Giây tiếp theo thì giọng điệu của cô Ngọc Quân thay đổi. Lập tức lên đồng ý. Tôi biết rồi. Nói cho tôi biết địa chỉ. Tôi sẽ lập tức tới. Cứ như thế, Trần Hứa Trạch nói địa chỉ và miêu tả tỉ mì sáng vẻ ngôi nhà. Cô Ngọc Quân xuất ruột hoảng hốt chạy đến. Có thể nói, nếu không phải chủ yếu cũng liên quan. Cô Ngọc Quân sẽ không nhất định bước vào vũng nước lục này. Bố mẹ cậu ta đã đủ khiến cậu ta kê tưởng. Còn đến gặp bố mẹ Trần Hứa Trạch, tương đương với việc phải hồi tưởng, lại cảm xúc đó một lần nữa, hơn nữa còn là cấp bội. Sau đó cô Ngọc Quân muốn ôm chu Yếu một chút, chỉ cần động tác của cậu ta không quá vận Thì Trần Hứa Trạch có thể Thoáng mà nhẫn nại Chủ yếu còn không biết tình huống như thế nào Cô Ngọc Quân trước mặt đã nhẹ nhàng ôm lấy cô Bởi vì vóc sáng của cậu ta quá cao Phải hơi quấy người đưa tay ôm cô Cũng không ôm quá chặt Lệ phép chút duy trì khoảng cách Này cô Ngọc Quân Cậu ta im lặng rất lâu Chủ yếu không thể không mở miệng trước Cảm ơn cậu cậu có biết không? tôi thì đậu trường mà tôi muốn, Tuy rằng kết quả không tốt, nhưng vẫn đủ để đậu mấy trường đại học hạng trung. đó là một lựa chọn không tồi. nếu vậy thì chúc mừng cậu. nếu như không nhờ cậu, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang sống bơm thả ở đâu đó. cậu ta khoa trương hình dung rồi mỉm cười. cậu không biết đâu, lúc ấy tôi cảm thấy cuộc sống thật sự không hề có ý nghĩa gì cả, giống như tôi đang đứng trong một cái hố sâu. Rất nhiều người biết tôi ở trong hồ sâu Nhưng họ chỉ đi ngang qua hoặc là đứng nhìn Chỉ có cậu Cường quyết một cách khó hiểu Một hai phải kéo tôi lên Cậu rất hay lo chuyện bao đồng Có biết không hả chú yểu Sau này không nên như vậy nữa Lợi như gặp phải người không tốt Là một người không hiểu chuyện như tôi Cậu nói xem cậu có phải bị tổn thất hay không cơ chứ Khúc mắt giữa chú yểu và mẹ chú Mượn câu hội này cuối cùng cũng được mở ra vài lần bảo vệ cô lúc trước. Còn có cái quỳ gối nặng nề, khi biết được nguyên nhân do chân của cô bị thương, khiến trái tim vốn không còn ôm hy vọng của chú yếu. Một lần nữa bốc cháy mà nóng lên. Bà chú đã sớm trông ngong cô trở về nhà. Chỉ lo hai mẹ con cô có gì không vừa mắt lại muốn cãi nhau. Thậm chí là đánh nhau. Cho nên lúc trước mới tình nguyện, để cô ở nhà của Trần Hứa Trạch. Cách không sao không cần có thể gặp nhau, quan tâm nhau, cũng có thể giữ khoảng cách cùng với mẹ chu kêu chu yêu trở về nhà là do chính mẹ chu nói bao gồm cả lời xin lỗi những cảm xúc vẫn luôn động lại ở dưới đáy lòng của bà phảng phất như không thể đụng vào rốt cuộc bà cũng có thể nói ra khỏi miệng nhưng mà những cảm xúc đó sau khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời mới cảm thấy hình như cũng không có gì là quá khó nói trước kia ai cũng nói Mẹ khiến nhà họ chu tuyệt hậu Sinh được con trai Nhưng lại không biết trăm năm để nó rời đi sớm Sau đó sinh con Sợ lại trăm năm không chu tàn như anh con Mẹ và bố vẫn luôn bao bọc con Những người đó lại chê cười bố mẹ Không có con trai bị tuyệt hậu Lại còn coi một đứa con gái trở thành bảo bối Còn đánh nhau với người khác Đều là mấy đứa nhỏ trôi hiểu chuyện Nhưng đám người kia cố tình cảm thấy Con trai cao hơn một bậc với người khác Đánh con gái thì như thế nào trong lòng của mẹ cảm thấy thật sự rất là bức bối chú yêu thay mẹ chu lau nước mắt bà lắc đầu nói tiếp cũng trách chính mẹ người khác mắng khó nghe mẹ lại lấy con để làm chỗ phát tiết rõ ràng là miếng thịt từ trên người của mình rơi xuống lại vì người khác nói xấu sau lưng càng nhìn con lại càng không vừa mắt có gì mà không vừa mắt đây cơ chứ yêu yêu của bố mẹ vừa ngoan lại vừa nghe lời từ nhỏ đã biết làm việc nhà chưa bao giờ tranh cãi với bố mẹ Tan học về nhà Lệ yên lặng ngồi trên cái ghế nhỏ Mà làm bài tập của mình Dường như mẹ chu đã rơi vào trong hồi ức Khoe môi có nụ cười Ăn vai phần khổ sở Con gái nhà người khác không làm bài tập Họ còn bắt đến nhà của chúng ta tìm con rằng Dê khen dán kín cầm một bức tường Lớn lên Con còn có thể lấy được những học bổng Mà không mấy ai đạt được Nhà ai có con cái mà ưu tú bằng con đây? Chính là thủ khoa, thủ khoa đó. Một năm có được mấy người cơ chứ? Con của bố mẹ lại có thể chăn chăn vào. Bọn họ dựa vào cái gì mà chê cười chúng ta? Con gái thì sao chứ? Con gái của bố mẹ chính là người có tiền đồ. Ba chú lúc này cũng chăn vào nói. Về việc này, bố cũng có một phần trách nhiệm. Lúc bà nội con còn sống, nếu những lúc bà ấy trách móc, bố quan tâm mẹ con nhiều hơn mẹ con cũng sẽ không thể nào bị ám ảnh đến mức như vậy. Kết quả, người chịu khổ nhất vẫn là con. Mẹ chôn nắm chặt tay của chú Yểu, khuôn mặt đẫm nước mắt. Mẹ xin lỗi con, thật xin lỗi con. Bà ngồi trên ghế ôm lấy chú Yểu. Hốc mắt của chú Yểu cũng đỏ, vòng tay đặt trên lưng của bà. Nghe mẹ nói, trở về nhà đi. Chúng ta không cần phải ở nhà của người khác. Con là con của bố mẹ. Trước kia bố mẹ không tốt, đó là bố mẹ sai. Bây giờ con đã trưởng thành Thời gian có thể gặp nhau vốn cũng không còn bao nhiêu năm nữa Sợ vào cái gì Mà một cô gái vốn nên được cưng chiều Lại phải làm chỗ chút giận cho nhà người ta chứ Mẹ của Trần Hứa Trạch có cốt đi cũng là vô dụng Cậu ta là thứ tâm cơ Làm hại chân con bị thương Nhiều năm như vậy không gen một tiếng Còn không biết xấu hổ mà đến nhà của chúng ta Ra vẻ như không hề có việc gì vậy Quả nhân là câu chuyện nói một lúc rồi cũng rơi đến trên người của Trần Hứa Trạch. Mẹ chua ra lệnh. Sau này không cho cậu ta đến nhà của chúng ta nữa. Chúng ta không lui tới với cậu ta nữa. Để cậu ta tương thân tương ái với bố mẹ mình. Chúng ta là dân ngõ nhỏ. Người ta cao quý. Chúng ta không sống với đám người đó. Mẹ à, chú yêu nghe vậy thì cất lời khuyên nhổ bà. Đừng nói mấy lời như thế. Hứa trạch là dạng người gì? Đã bao nhiêu năm rồi hai người có thể không biết. Cậu ấy đối xử với con như thế nào Hai người đều nhìn thấy Đó là cậu ta nên làm Mẹ chu cả giận hô to Cậu ta làm hại chân con Cậu ta phải đối xử tốt với con Trước kia mẹ còn không hiểu Còn ngõ nhỏ này có nhiều nhà như vậy Vì sao nó lại nhìn chúng con chỉ đối tốt với mình con Thì ra là bởi vì trong lòng hồ thẹn Cậu không thể nói như thế được ạ à? Chú yêu cất tiếng thở dài Nguyên nhân ngày đó bọn con chạy đến bên sân núi rất là phức tạp. Không thể nói với bố mẹ Bố mẹ phải tin con Thật sự là có nguyên nhân Nếu không vì sao hứa trạch lại có thể để con chứ Chẳng lẽ cậu ấy mắc bệnh tâm thần sao Bố mẹ cũng biết Ngày thường ai bắt nạt con Lấy đàn ném con, đánh nhau với con Cậu ấy vẫn luôn đứng phía trước bảo vệ con mà Đó là do con còn nhỏ Mẹ chu nói lời sâu xa Mẹ thấy tâm tư của nó rất sâu Con đơn thuần như vậy Bị nó lừa thì làm sao mà biết được chứ Với cả bố mẹ của nó Mẹ nhìn thấy thì liền cảm thấy tức giận Cùng thở một bầu không khí Hai người kia lại cảm thấy không ai sao được với mình Chỉ có hai người bọn họ là người Còn ai cũng thấp hèn Mẹ chỉ hận không thể lột ra bọn họ Hứa trạch Với bố mẹ của cậu ấy đã cắt đứt rồi Chú yêu dừng lại một chút Rời ánh mắt nghi ngờ của bố mẹ cô nói Sau này bố mẹ cậu ấy còn dám quản cậu ấy nữa Gia tài ông bà cậu ấy để lại Cũng đủ để cậu ấy sống qua ngày Tương lai cậu ấy còn tự mình kiếm tiền Thật ra thì với cậu ấy Bố mẹ không mấy liên quan nữa Nghe thế vậy thì mắt mẹ chú sáng nhiều đuốc Có phải ý của con là Về sau con sẽ cùng nó cánh vác không Chú yêu im lặng vài giây rồi gật đầu Còn cái ngốc của mẹ Mẹ chú tức giận đến mức vỗ đùi Cậu ta thì có cái gì là tốt hả Con nói xem Thằng nhóc đó có gì là tốt chứ Cái bạn mặt của cậu ta Thấy người lớn cũng không có một chút biểu tình gì lúc nào cũng lạnh lùng. Vợ thấy liền biết không phải là người hợp để sống chung rồi đi. Đột nhiên nhớ đến cái gì, mẹ chú liền hỏi tiếp. Con và cậu ta đang yêu nhau sao? Dạ vâng ạ. Mẹ chú nghe câu trả lời, càng cảm thấy đầu của mình đau đớn. Ôi chào, ôi chào, đầu của tôi. Mẹ à, chú yêu lại nhẹ nhàng gọi ba. Không phải trước kia mẹ nói, hứa trạch trong chững chàng sao? Làm việc đâu ra đấy rất là đáng tin. Đó là bởi vì khi đó không biết cơn mặt thật của cậu ta Chững chặt gì chứ Mặt than thì có Làm việc đâu ra đấy Cũng không chắc sẽ đến nơi đến trốn Vừa nhìn liền biết là không đáng tin cậy rồi đi Đây là thật sự tiến vào giai đoạn Mẹ vợ chọn con rể Trước kia có tốt Thì bao giờ cũng không tốt Tốt như thế nào trong mắt mẹ chu Cũng đều tệ đến mức vô cùng Ba người bọn họ nói chuyện hồi lâu Nội dung câu chuyện được hơn một nửa đều làm mẹ chu chê bai trần hở trạch sau đó chu yêu cùng bố mẹ đến nhà họ trần thu dọn toàn bộ đồ đạc trở về lúc tách ra hai người đưa mắt nhìn nhau rất nhiều cảm xúc lưu luyến không rời khiến cho người ta nhìn không hiểu lưng của cô bị vỗ một cái mẹ chu cắt tiếng mắng đừng nhìn có cái gì mà đẹp chứ Chú yêu công đành lòng mà thu hồi ái mắt chuyện này ba chu cũng tán đồng tuy rằng ấn tượng của ông với trần hứa trạch không xấu đi nhưng nhà cậu nhiều thị vi lại là đầu sỏ gây tội hại cho yếu bị thương ngẫm lại vẫn nên tách ra một chút mới tốt sau này mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn con xem bề ngoài con xinh đẹp thành tích học tập tốt như thế công việc tương lai tuyệt đối sẽ không thành vấn đề mà nói đến việc nhà không có việc gì con không làm được sao có thể tìm được một đứa con gái tốt hơn con cửa nhà chúng ta phải bị người ta đạp vỡ nát ấy chứ mẹ chu con tiếp tục lời nhảy còn nữa con lên trên đại học lỡ gặp được người tốt hơn ở trường thì phải làm sao lỡ còn thích người khác thì sao có đúng không hả cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều mẹ hy vọng tầm mắt của con có thể nhìn xa một chút nhìn nhiều một chút trải nghiệm cho nhiều rồi hãy lựa chọn đừng có bị mấy tên xấu xa lừa gạt. ba nghiến răng nghiến lợi nói những lời mà mẹ chu nói loáng thoáng chuyển đến bên tai của trần hứa trạch đang đứng trước cửa mà nhìn theo bọn họ. Cậu không biết mình nên khóc hay là nên cười. Quả thật là đã đắc tội với mẹ vợ rồi. Nghe được cái câu tìm người tốt hơn, thì trái tim của cậu run rẩy. Chỉ hận bây giờ, mình không thể lập tức xông lên mà kéo Chu yếu về. Ba người nhà họ Chu về đến nhà, toàn bộ hành trình không quay đầu lại nhìn một lần. Có lẽ Chu Yểu muốn nhìn, nhưng bị bố mẹ kẹp ở giữa thật sự không dám gây thêm phiền phức cho Trần Hứa Trạch. Cô càng là lưu luyến không rồi, bố mẹ càng cảm thấy cô đã bị Trình Hứa Trạch lừa gạt. Nở đêm chu Yểu đang ở trong phòng đọc sách. Trên bàn là chén chè mà mẹ chu nấu cho cô. Đang đợi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động. Cô đưa mắt nhìn qua, thì thấy Trần Hứa Trạch đang đứng ở dưới chân tường. Dùng một hòn đá nhỏ, ném vào tường, tạo ra tiếng động hấp dẫn sự chú ý của cô có chuyện gì thế chủ yếu nhẹ giọng cất tiếng hỏi không dám để cho bố mẹ phát hiện sợ cậu nghe không rõ lại nghiêm túc dùng khẩu ngữ mà hỏi lại thêm một lần nữa Trần nữa trạch sơ bánh kem trong tay lên vậy vẫy tay với cô ý bảo cô xuống dưới chủ yếu xoay người nhìn vào trong nhà suy xét thật lâu rồi sau đó nói cậu chờ mình một chút Chú yêu dùng cái nắp sạch sẽ để bắt trẻ lại. Nhẹ tay nhẹ chân xuống tầng. Kết quả vừa xuống tầng một. Lại thấy ba chú đang ngồi ở giữa phòng khách. Yêu yêu à, con đi đâu đó? Bố. Sao bố không ở trước tiệm mặt trược? Mẹ làm một mình sao? Chú yêu đứng lại ấp ống hỏi. Không có gì. Hôm nay không đông người. Một lát nữa là đóng cửa rồi. Ba chú uống trà. Đôi mắt sáng lên mà nhìn sang hỏi. Con đi đâu vậy chứ? À. Ở trong phòng chán quá Nên muốn ra ngoài hóng gió Hít thở không khí ạ Nếu vậy thì vừa lúc Bố cũng muốn đi toàn bộ Hai người chúng ta đã lâu không cùng nhau nói chuyện phiếm rồi nhỉ Gần đây con cứ ở với mẹ của con Chuyện bố muốn nói cũng không ít Chúng ta đi cùng một chút Hóng gió một vòng trở về vừa lúc nghỉ ngơi Bà chú nói xong thì lên đứng dậy Chú yếu thấy thế thì vội vàng gọi ông lại Bố à Đột nhiên con cảm thấy hơi mệt Mẹ nấu trà cho con, con còn chưa ăn xong. Con lên ăn hết đây. Hình như con còn hơi buồn ngủ, con về phòng trước ạ. À? Bà Chu nở nụ cười. Nhìn cô xoay người cũng không nói gì. Ông bưng ly trà, thản nhiên tự đắc uống từng ngụm. Cảm giác rất thơm. Có thần giữ cửa là ông đây. Chủ yếu không ra được cửa. Mà Trần Hứa Trạch cũng không vào được. Hoàn toàn cắt đứt khả năng cặp mặt. Khoảnh khắc khi chú yêu đóng cửa phòng lại, Bà chu ngồi dưới tầng vô cùng vui vẻ. Cóc tưởng nhiều mỗi nhất. Cắn chết cái đồ lừa đảo không hiểu chuyện đi. Bà chu thổi ly trà con nóng cất tiếng nói thầm. Chú yêu quay lại trong phòng. Bát trẻ đã lạnh không nóng nữa. Cô ăn chè xong mới chạy đến bên cạnh cửa sổ. Sùa tay với Trần Hứa Trạch. Rồi dùng câu hình ma nói với cậu. Bố mình ở dưới tầng không ra được. Trần Hứa Trạch ngẫm nghĩ. Rồi dùng câu hình ma trả lời. Mình có thể chờ. Chủ yếu lắc đầu muốn cậu về nghỉ ngơi. Trần hứa trạch đứng yên, ngờ đầu nhìn cô một lúc lâu. Ban đêm yên tĩnh, cậu đứng ở góc nhiều mũi. Đột nhiên lùi về phía sau hai bước, rồi ngồi xuống dựa vào tường. Chủ Yểu trố mắt, giọng không khai lên hơn một chút. Cậu làm gì thế? dáng về ngồi xếp bằng của Trần hứa trạch, có vẻ là hơi ủ rũ. Cậu lấy điện thoại ra màn mê, rồi ngừng đầu nhìn cô. Sau đó cậu giơ điện thoại lên, trên nền đen có một hàng chữ chạy qua. Anh rất nhớ em. Sự nhắc nhở của chú Yểu là xuất phát từ nội tâm. Nhưng cơn giận của mẹ chu cũng xuất phát từ nội tâm. Một ngày nọ, khi Trần hớt trạch thư thăm dò, đi ngang qua cửa hàng của nhà họ chu đúng như dự đoán của Chu Yểu, thật sự bị mẹ chu hất một thao nước từ trong nhà. Cậu may cậu nhớ lời của chú Yểu nói, đi gần bức tường đối diện, trên người không bị ướt, mà thao nước kia cũng không thật sự hắt vào người của cậu, chỉ là một hành động tỏ vẻ ghét bỏ. Chú yêu đang ở trong phòng khách, Trần Hứa Trạch ở ngoài cửa, cách mẹ chú đang ngồi trò rau hai người nhìn nhau. Mặt khác tới nào, Trần Hứa Trạch cũng đứng ở dưới cửa sổ để gặp mặt chú yêu. Ngằng đầu lên rất lâu, suýt chút nữa thì bị chật cổ. Sợ bố mẹ chú yêu nghe thấy, hai người họ nhìn nhau từ xa đè giọng điệu nói điện thoại đến mức thấp nhất không dám để lộ. Nhưng khi bà Chu thường xuyên quan tâm đến, việc Chu yêu đã ngủ hay chưa? Đôi khi thấy cô chưa ngủ, mẹ Chu sẽ nấu một chút đồ. Một nhà ba người vui vẻ ăn khuya, vừa ăn vừa nói chuyện. Những lúc này ngay cả điện thoại, chân hứa trạch cũng không thể gọi. Chỉ có thể yên lặng đứng ở góc tường để lan thức ăn cho mũi. Năm ngày sau, ba người nhà họ Chu đang ăn cơm Trần Hứa Trạch đột nhiên gõ cửa, sau đó đẩy ra cánh cửa khép hờ, tự mình tiến vào bên trong. Mẹ Chu quay đầu nhìn sang, bất giác nhíu mày rồi sau đó tức giận quát lớn. Cậu tới đây làm gì cơ chứ? Cô à, chào tới là để xin lỗi à? Không cần cậu xin lỗi, chúng tôi không nhận nổi, đi đi, mau ra ngoài đi. Mẹ Chu không nhận lấy. Nhưng Trần Hứa Trạch bắt đầu dính như keo mạch nha. Đuổi như thế nào cũng không đi lúc mẹ chu đậu thủ đẩy cậu ra ngoài thì cậu bỗng nhiên liền quỳ xuống khiến cho ba người nhà họ chu liên thoáng cả kinh cháu biết là mình làm không tốt có rất nhiều chỗ có vấn đề cháu hy vọng cô chú có thể cho cháu thêm một cơ hội nữa ạ trần hứa trạch nói rất là chân thành mẹ chu nghe ra một lúc lâu rồi sau đó cả giận nói cậu cảm thấy tôi không dám đánh cậu có phải không hả tôi không có đùa với cậu Cô chú là chồng bối Nhiều năm qua vẫn luôn đối xử với cháu rất tốt Vẫn luôn chăm sóc cho cháu Cũng là bố mẹ của yêu yêu Nếu cô chú đánh cháu Vậy cũng là những gì cháu nên nhận Mẹ chu vừa nghe Đã xoay người cầm lấy chảy cán một Tình canh bắt đầu hỗn loạn Trần hứa trạch quỳ thẳng tắp Mẹ chu lại cho rằng cậu đang bức bách mình Thật sự xuống tay Nhưng đánh vài cái cậu vẫn bất động Không hề có một chút biểu tình nào mẹ châu lại thật sự nổi giận. Cậu đúng là cái độ bạch nhãn lăng. Nhiều năm qua chúng tôi đối xử với cậu như thế nào hả? Chính cậu tự nghĩ mà xem. Lúc ông bà nội cậu còn sống, chúng tôi xem cậu như con của mình. Ông bà nội cậu đi rồi, càng sợ cậu ăn không ngon mặc không đủ. Ngày lễ Tết nào có khi nào bỏ quên cậu không? Tôi bỏ mặc yêu yêu rất nhiều năm. Còn gái ruột của mình mà lại như vậy. Còn cậu, có gì tốt mà lại chưa từng quen cậu. Còn cậu thì sao? Cậu với bố mẹ cậu lại đối xử như thế với yêu yêu nhà tôi Rõ ràng cậu không hề biết ơn tấm lòng của tôi mà Tôi khinh Nếu mà tôi lấy những thứ gì Tôi đối xử với cậu Chia cho con gái của tôi một nửa Thì bây giờ tôi sẽ không khó chịu đến mức như thế này Cậu làm yêu yêu khổ sở như vậy Lại còn dám gạt chúng tôi Nói cái gì là bồi thường Bồi thường ư Những ánh mắt giá lạnh Những câu nói trào phúng nhiều năm qua con bé phải chịu đựng Cậu có thể bồi thường cho nó hay sao Cậu làm sao có thể bồi thường đây Tôi đánh chết cái đồ không có lương tâm nhà cậu. Sau khi ba chu và chu yêu hoàn hồn, Len vội vang tiến lên ngăn lại. Mẹ chu dừng lại rời thở gấp nói. Cậu đừng có mà ra vờ giả vịt với tôi. Cậu cho rằng khổ nhục kế sẽ có hữu dụng có phải không hả? Đừng có tưởng như vậy thì tôi sẽ mềm lòng. Tôi mới là không bị cậu lừa đâu. Trời cán một đánh vào người, sao có thể không đau. Lại còn là mùa hè. Quần áo thì mỏng manh, sức của mẹ chú vốn lớn, nhưng trần Hứa trạch vẫn cố tình không nhúc nhích. bị đánh nhiều cái như vậy, nhưng mày vẫn không hề nhớ lại, chỉ là cố chấp mà lặp đi lặp lại. xin cô hãy tin tưởng cháu ạ. À? tôi tin cậu ư? tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một đứa trẻ tốt ngoan ngoãn. tin cậu suốt bao nhiêu năm, nhưng kết quả thì sao hả? ngay từ đầu cậu đã lừa gạt chúng tôi. cậu muốn tôi phải làm sao để tin tưởng cậu đây? tôi chỉ có một đứa con gái. nếu lại xảy ra loại chuyện này, Cậu làm sao bồi thường cho con gái của chúng tôi đây hả? Chân nữa trạch nghiêm túc, sau đó cất tiếng đáp. Cô chú, cháu và yêu 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 nhau. Cháu bảo đảm sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Cả đời này cháu nợ cô ấy. Cháu sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để đền bù. Chồng cháu nghiêm túc, lấy tương lai kết hôn là mục đích yêu đương. Cũng không phải nhất thời hướng lên, Cũng không phải là tâm huyết sang trào. Xin cô chú hãy tin tưởng cháu ạ mẹ chu lại cảm thấy tức giận muốn động thủ nhưng đã đánh nhiều như vậy rồi tay cũng không nâng nổi nữa liền thận thế mà để bà chu và chu yếu kéo lại bà nhìn chân hứa trạch nhớ đến mấy năm nay cũng xem như là tận mắt nhìn cậu trưởng thành từ đứa trẻ tập tĩnh học đi đến khi trưởng thành như bây giờ cao lớn khôi ngô chững chặt đáng tin cậy thì đôi mắt bắt đầu cay cay giống như là chu yếu cậu cũng gần như một nửa là con nhà này cho nên lúc biết chân chu yểu bị thương là do cậu gây ra Bà mới phẫn nộ như vậy Đau lòng như vậy Lại còn giấu giếm họ bao nhiêu năm Sao không thể khiến cho người ta lạnh lòng đây Mẹ chu cáo kỉnh Mà ném chày cắn một đi Lời hay Ai mà không nói được cơ chứ Chúng tôi sẽ nhìn cậu trước đã Nhìn xem cậu có thể kiên trì bao lâu Mới có bao lớn Miệng đã đẩy lời nói về tương lai sau này Tôi tin cậu không bằng tin cổ cài trắng đi từ sáng sớm, mẹ chú đã làm rất là nhiều việc. Đi tới đi lui, bóng dáng bận ruộn, nhưng không phải là bởi vì tiệm mặt chuột. Bắt đầu từ lúc nấu đồ ăn sáng đã rất chú ý, phong phú hơn bình thường. Còn kêu chú yểu và Trần hớ trạch cùng ăn. Sau đó bà vác giỏ bắt đầu đi chợ. Lựa chọn đồ ăn còn nghiêm túc hơn so với là chọn đồ ăn Tết. Cái này bao nhiêu cân? Ba khối ư? Quán bên kia rẻ hơn hai mau. Thôi đi, tôi lấy một chút. Cá phải sống, không lấy con chết. Tôm phải tươi, lấy con đầu lớn một chút. Quá nhỏ, không có thịt. Bà chạy qua chạy lại trước các sạc hàng. Đồ ăn bình thường, hay mua cùng với đồ ăn bình thường không hay mua. Thì tất cả đều là mua hết. Chô sắp nghe vậy thì tò mò. Vợ chùa ma hôm nay định làm tiệc gì mời khách sao? Mua nhiều đồ ăn thế, lại còn phong phú nữa chứ. Mới là không phải đâu. Có người trả lời. Mọi người không biết đâu, Hôm nay là ngày con gái của bà ấy đi học đại học. Chắc là muốn nấu một chút đồ ăn ngon. Nói đến chú yêu thì chú sắp bán rau cũng quen. Chính là con bé trắng trèo điềm đạm kia sao? Đúng vậy, chính là nó đó. Nghe nói là thuộc khoa của thành phố. Đúng vậy, hai vợ chồng chú ma cũng thật là có phúc. Nhưng mà nghe nói ngõ của chúng ta có hai thuộc khoa cơ mà. Đúng vậy, một đứa ở nhà chú ma, một đứa ngày nào cũng chạy đến nhà ông ấy cháu trai của bà cụ Trần ở chỗ ngoặt bên kia. Bây giờ cũng đã quen với con gái của chú ma đó. Đúng là có phúc. Con gái và người yêu con gái đều vậy. Sau này hưởng phúc. Những người khác bàn tán, mẹ chú cũng không để ở trong lòng. Đơn giản đều là cực kỳ hâm mộ. Bà nghe nhiều, ban đầu khóe môi còn hơi nhếch lên. Càng về sau càng bình tĩnh, quá trình cũng không lâu lắm. Con gái của bà có bản lĩnh, đúng là có tiền đồ, nhưng những thứ kia đều là nó tự mình giành được Mười mấy năm chăm chỉ học hành Đêm hè trời đông ra rét Ngày qua ngày Tất cả sự trả giá nỗ lực của cô đều được đền đáp Ngày hôm nay Chú Yêu và chân hứa trạch phải đến trường học Vẽ mua tương đối muộn Có thể ở nhà ăn cơm trưa rồi đi Mẹ chú còn dụng tâm hơn So với nấu đồ ăn vào giao thừa Mua một đống lớn đồ ăn Phong phú đến mức chất bàn vuông nhỏ Trong nhà cũng không để hết bà chu cũng không nói bà lãng phí dù sao cũng là một ngày hiếm có chu yểu đi học chỉ có kỳ nghỉ mới có thể trở về sau này con gái vốn ngày nào cũng ở bên cạnh mình sẽ phải rời xa nhà đến thủ đô học hành tương lai nói công trường còn sẽ đi xa hơn nhà ở đây nhưng số lần có thể trở về có thể ở trong cái nhà này thời gian một nhà ba người gặp nhau ở bên nhau càng ngày càng ít đi nhìn cơ mặt ngoan ngoãn của chu yểu thì chu ma không khỏi cảm thán Nhờ đến lúc cô vừa mới sinh vẫn là một đứa trẻ nằm ở trong chăn nhỏ nhỏ đáng yêu khi đó cô rất thích cười cô cười cũng không giống những đứa trẻ khác đôi mắt của cô cong cong nhìn ai cũng cảm thấy vui vẻ thời gian bò lỡ quá nhiều không chỉ ông còn có cả mẹ chu không đủ quan tâm không tốt với cô có lẽ là bị ma quỷ ám ảnh một đứa trẻ tốt như vậy như thế nhưng lại có thể xem như rơi mí mắt lâu như thế. Bà chú tự trách im lặng buông tiếng thở dài. Chú yêu nghe thấy, cho rằng ông đang không nỡ xa mình. Đương nhiên chuyện này cũng có một phần, Liên cất tiếng trấn ăn. Bà chưa cần nghỉ, trong trường học không có bận chuyện gì, thì con sẽ trở về mà. Không sao, bố biết, việc học là quan trọng. Con đi học, phải học tập nhiều chứ. Cũng không cần bởi vì vướng bận chuyện này mà làm trễ này việc học châu ma cười rồi sau đó sờ sờ tay nói nhớ con thì bố mẹ sẽ gọi con nghe điện thoại bây giờ giao thông phát triển như vậy bố mẹ ngồi xe đến thăm con cũng giống nhau thuận tiện có thể đi du lịch có đúng hay không chứ châu yêu thấy ông còn có thể quên mình như vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn sáng sớm trần hứa trạch đã đến nhà họ châu đãi ngộ trở lại như trước kia được gọi đến Mẹ chu cố ý tự tài nấu. Công vô nấu ăn mười mấy năm, phang phất đều dùng hết vào những ngày này. Có lẽ là do trút quá nhiều tâm tư vào, đồ ăn ngon một cách kỳ lạ. Người luôn ít nói như Trần hứa Trạch cũng ăn hết chén, hiếm khi mà khen một câu. Cô à, mì rất ngon. Trong lòng mẹ chu cao hứng, nhưng ngoài miệng lại giả vờ mắng. Hừ, tóm được cơ hội liền khen, đúng là miệng lưỡi trơn chu. Vừa nói vừa gắp cho Trần hứa Trạch thêm một đống đồ ăn nữa. Cậu khen ngon từ trong nội tâm. Nhưng cũng thật sự đã no. Nếu như còn ăn thêm nữa, thực sự ăn sẽ không tiêu. Nhưng ánh mắt mong chờ của mẹ vợ chiếu thẳng vào như vậy. Cho nên cậu đành chậm chặt ăn thêm một vài miếng. Ăn xong, một bữa ăn vô cùng phong phú. Chủ yếu cùng Trần Hứa Trạch ở nhà nghỉ ngơi một lát. Đã thấy đến giờ xuất phát thì liền đến nhà ga. Hai vợ chồng nhà họ chu đưa họ đến đầu ngõ. Cho dù chủ yếu từ chối như thế nào, Chô Ma cũng kiên trì, muốn giúp cô đầy hành lý. Lần đầu tiên tới trường đại học, mang theo hơi nhiều đồ. Hành lý của cả hai người đều nặng. Đến đầu ngõ thấy Chô Ma lo lắng, thì chân hứa trạch lên cắt tiếng hỏi. Yêu yêu kéo không được, cháu sẽ giúp cô ấy kéo. Cháu tự lo cho mình đi. Mẹ chú vỗ vào cánh tay của cậu. Nói nặng đã lâu như vậy, đến giờ phút này vẫn không chịu được. Mà tát ra sáng vẻ trồng bối chân chính. Cháu ra ngoài cho người khác một chút sắc mặt Đừng có mặt chọc người khác Cái mặt cho dù dễ nhìn Cũng lại không biết dùng Đừng có nói yêu yêu Năng lực canh vác cuộc sống của nó mạnh Cô không hề lo lắng Nhưng mà cháu đó Nhiều năm qua sao ông bà nội cũng không biết tiến bộ được hơn bao nhiêu Ngày nào cũng đóng cửa ở nhà Ở bên ngoài phải chú ý Không hiểu gì thì hỏi hiếu yêu Hai đứa chăm sóc nâng đỡ nhau Đỡ làm cho cô chú lo lắng đi Mẹ chú nói liên tục mỗi một câu mỗi một chữ đều xuất phát từ sự quan tâm. Trần Hứa Trạch liên tục gật đầu, ngoan ngoãn mà lắng nghe. Chu Yểu cùng Trần Hứa Trạch chỉ để hai vợ chồng nhà họ Chu đưa đến đầu ngõ, cũng không cho đưa tiếp nữa. Xe taxi đến, hai người họ lên xe. Chu Yểu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt với bố mẹ đang đứng lưu luyến không rơi ở ven đường. Xe chạy đi rất xa rất xa, nhìn qua kính chiếu hậu hai người họ vẫn đang đứng ở lại chỗ cũ. Năm 19 tuổi này, chủ yếu cùng với Trần Hứa Trạch, đã cùng nhau đi ra con nhỏ nhỏ mà mình đã sinh ra, lớn lên và sinh sống mười mấy năm. Sau đó cô làm bác sĩ, thường xuyên cùng tổ y học bay ra nước ngoài mở học, có khi lại đi mấy quốc gia cằn cỗi làm chi viện, mà anh làm nghiên cứu khoa học, bận rộn đến mức thời gian ăn cơm cũng không có. Nhưng tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Hai năm sau, khi chu yêu pha chân hứa trạch tốt nghiệp, ngõ nhỏ bị dỡ bỏ, nhà nào cũng được phân nhà mới. Bố chu và mẹ chu dọn đến nhà mới. Lúc chu yêu nói sẽ mua nhà mới cho họ, họ lại lấy lý do lãng phí để từ chối. Dù sao thì theo quan niệm của họ, nhà có một là đã đủ rồi. Nhà cũ mà ông bà nội trần hứa trạch để lại cũng bị dỡ bỏ. Phần nhà mới, hai người họ rất ít khi về mẹ chú thường xuyên qua giúp đỡ quét dọn cách một khoảng thời gian sẽ đến làm vệ sinh để cho chú yêu công trần hứa trạch khi trở về sẽ có thể vào ở bất cứ lúc nào năm tốt nghiệp chú yêu công chân hứa trạch kết hôn có lẽ ngay từ đầu đã chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cho nên mỗi lần gặp nhau đều như là tân hôn cho đến khi không bận rộn nữa hai người bọn họ bắt đầu ổn định cùng nhau làm việc ở cùng một thành phố vẫn gắn bó keo sơn mỗi ngày như cũ, không hề nhàm chán. Hai người họ sinh một đứa con trai và một đứa con gái. Một đứa sống với Trần Hứa Trạch, một đứa thì sống với Chu Yểu. Đối đãi với con gái, thật ra Trần Hứa Trạch cũng không hề nghiêm khắc lắm, nhưng anh có một quyển notebook mà không ai có thể chạm vào. Rất lâu rất lâu về sau, con cháu của anh mở ra xem. Vốn tưởng là bút ký nghiên cứu khoa học của anh, nhưng lại phát hiện đó chỉ đơn giản là một quyền nhật ký. Trong quyền nhật ký này, chàng nào cũng là anh và em. Sương hô đó ra, thì không có sương hô nào khác hoa cả. Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến anh và em. Anh là Trần Hứa Trạch. Em đương nhiên là viết chú yểu. Hôm nay em rất thích mấy bông hoa, mới được đưa đến. Lại hoài rất lâu bên cạnh cái bình hoa. Lại còn muốn cắt sửa cành lá, bị anh ngăn lại. Em hỏi anh có đẹp hay không? Anh nói đẹp. Nhưng thật ra điều anh muốn nói là tay nghề cắm hoa này của em vẫn nên từ bỏ sớm một chút mới tốt. Đương nhiên những lời này không thể nói với em. Buổi tối có hơi lạnh. Một mình ngủ ở sofa cũng có vẻ là quá đáng thương đi. Em nói hôm nay ăn mì ở quán kia rất ngon. Anh cũng cảm thấy như vậy. Sau này nếu em còn muốn đi chúng ta sẽ thử vị khác. Anh hỏi em thế nào? Em cười nói được với anh. Tâm tình của anh trong nháy mắt đột nhiên trở nên rất tốt. Hôm nay trời mưa to lại còn có rét. Chúng ta đóng cửa sổ phòng lại, kéo rèm cửa rồi tắt đèn. Cùng nhau ngồi tựa vào đầu giường chui vào trong chăn, bật tivi xem phim. Thời tiết rất tệ, nhưng anh cảm thấy hôm nay lại rất là đẹp. Nhật ký của anh viết rất nhiều. Việc lớn việc nhỏ đều là có. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều ở bên trong giờ đến trăng nhật ký cuối cùng cũng không biết từ khi nào hồi ức của anh lại rơi vào cảnh tượng lúc anh và cô cùng rời khỏi ngõ nhỏ chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau ra khỏi con ngõ nhỏ, nhỏ kia sau đó chúng ta thật sự làm được rời khỏi ngõ nhỏ anh và em đều có những chỗ thiếu sót của riêng mình nhưng anh cảm thấy rất thỏa mãn ngày đó chúng ta không ai quay đầu nhìn lại cứ đi thẳng ra ngoài như vậy trên xe taxi anh nắm tay em có hơi lạnh một chút. Anh hỏi em có lạnh hay không? Em lắc đầu nói không. Khi đó em cười với anh, mặt mày cong cong, khóe môi nhích lên. Trong nháy mắt đó anh đã tưởng tượng ra tương lai của chúng ta sau này. Một câu cuối cùng, Trần Hớ Trạch viết ở hàng thứ hai, đếm từ dưới lên. Anh nói, nói với chú Yểu, nếu như bốn mùa đều có em, thì cả đời này đều sẽ rất tốt. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe like kênh truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.